tâm lý rõ ràng liền tốt, người nói đúng, không xung đột, cũng không thể xung đột. Nói đến đây, trung niên nhân chỉ hướng Tử Tiêu chiến trường bên trong thiếu niên tóc trắng, nói, cái thứ nhất kỳ tích, Diệp Thần, lại xuất hiện một cái kỳ tích, gọi Lâm Phong, đồng dạng sau lưng tựa hồ không thế lực căn cơ, lần này, như lại từ ngươi xuất mã, cũng không thể lại dùng mỹ nhân kế A. Không dùng đến, ta cùng Diệp Thần là tại hiện thực thế giới gặp mặt, tại hắn hưu quạnh thời điểm trợ giúp hắn, mà cái này Lâm Phong vừa xuất hiện, liền đã cao nữa là, hắn càng thần bí, càng không thể khống. Vậy liền nhức đầu. Lần trước ta hỏi hắn, hắn cự tuyệt rất kiên quyết, không có thiên thời địa lợi nhân hòa, muốn để dạng này người, khăng khăng một mực tiến thần diệu hoàng triều, xác thực rất khó. Lúc này chúng ta, đã có Diệp Thần, một núi không thể chứa hai hổ. Cho nên, vì để tránh cho, hắn trở thành Tử Tiêu đế cung, Diệp Thần, nếu như có thể tìm tới hắn chân thân, gọn gàng mà linh hoạt trừ rơi, có phải hay không liền không có phiền não rồi? Thần dụ công chúa hỏi. Lời này vừa nói ra, trung niên nhân ngơ ngác một chút, sau đó cười. Cái này tinh quang trong phòng nhỏ, còn truyền đến cái thứ ba tiếng cười. Đó là một cái khô lão, khàn khàn tiếng cười. Chỉ thấy trung niên nhân giơ tay lên, có thể nhìn đến bàn tay phải của hắn phía trên, lại có hai con mắt, một cái miệng. Tụ cùng một chỗ, ngoại trừ không có cái mũi lỗ tai, đều nhanh là khuôn mặt. Cái kia khô lão tiếng cười, liền đến tự bàn tay này phía trên miệng. Đại hoang, người cười cái gì? Trung niên nhân nói. Ta cười, nữ oa oa này thuyết phục nghe, kỳ thật nàng a, vẫn là bị cái kia kỳ tích tiểu tử cho chinh phục. Bàn tay kia miệng nói. Làm sao mà biết? Gặp cùng Diệp Thần một dạng thiếu niên, nàng phản ứng đầu tiên không phải tiếp nhận, mà chính là trừ bỏ, tránh cho hình thành tranh phong, kỳ thật cũng là vô ý thức vì hắn cân nhắc a. Đại hoang cười nói. Đại hoang quân, người cũng chớ nói lung tung. Thần dụ công chúa hơi hơi tức giận nói. Nếu như ta không có đoán sai, người đã thất thân tại hắn đi. Đại hoang chế nhạo nói. Thần dụ công chúa sửng sốt. Bất quá ngươi nói không sai, một núi không thể chứa hai hổ, ngươi cùng Lâm Phong không có có duyên phận, lại bị Diệp Thần cầm xuống, Diệp Thần lợi ích, liền là của ngươi lợi ích, càng là thần diệu hoàng triều lợi ích. Như vậy, vì để tránh cho đệ tử Tiêu đế cung gia tăng một cái, đế tôn chi tài, gọn gàng mà linh hoạt diệt đi, là lựa chọn tốt nhất. Đại hoang nói. Đại hoang nói không sai, chúng ta thần diệu tộc, cũng sẽ không đem Diệp Thần xem như ngoại nhân, đã các ngươi đã tới mức độ này, vậy cũng không cần chọn lựa, cái này Lâm Phong tuy nhiên thức thần cộng sinh thú song tu, nhưng so với Diệp Thần, dù sao còn kém một số. Loại này khí vận chi tử, một cái là đủ rồi. So sánh đến xem, Diệp Thần thực chất bên trong càng tà, dục vọng mạnh hơn, sát phạt quyết đoán, đây mới thật sự là cường giả chi tài, mà cái này Lâm Phong. Thứ nhất mắt gặp ngươi, nửa phần dục vọng đều không có, liền đế tôn chi nữ, thịnh thế công chúa đều không tham đồ người, trông cậy vào hắn có cái gì tham vọng đâu. Trung niên nhân nói, thần dụ công chúa, thở dài một cái. Như vậy, vấn đề duy nhất là, cha như thế nào ra hắn chân thân chỗ. Chỉ cần hắn tại Tử Diệu Tinh phía trên, một con kiến, cũng đừng nghĩ chạy ra con mắt của ta. Đại hoang nói, nó tại tay của trung niên nhân trên lòng bàn tay. Cười đến rất có lòng tin. Lâm Phong, người có một đầu nhắn lại. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Lý Thiên Mệnh cuối cùng rời đi Tử Tiêu chiến trường. Hắn đang muốn trở lại Thanh Hồn Điện, Huyễn Thiên Tinh Linh liền bắt đầu ồn ào. Bất quá, Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu không có kịp phản ứng. Lâm Phong, Huyễn Thiên Tinh Linh hô một tiếng. Người đang kêu ta. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cười ngây ngô, hắn vẫn là không quen cái này đại chúng tên A. Đương nhiên là ngươi a, Huyễn Thiên Tinh Linh buồn bực nói. Ta hiện tại có thể cải danh sao? Lý Thiên Mệnh đau đầu hỏi. Hắn muốn làm về chính mình, danh tự quá quê mùa. Chỉ là cái kia tử tinh bảng phía trên, Lâm Phong đều có mười mấy cái. Không thể. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Được rồi, Lâm Phong thì Lâm Phong đi, tối thiểu so tử tinh bảng đệ nhất, Diệp Thần tốt, cái này tử tinh bảng phía trên gọi Diệp Thần, tối thiểu có 50 cái. Quả nhiên gọi loại này tên, liền có thể mạnh lên. Tâm lý trêu chọc một phen, hắn đối Huyễn Thiên Tinh Linh nói, đọc đi. Thần dụ công chúa, mời ngươi đến nàng mật thất một lần. Mật thất, nơi nào mật thất, Lý Thiên Mệnh hỏi. Một số thân phận tôn quý nhân sĩ, tại Huyễn Thiên chi cảnh, nắm giữ đơn độc tiếp khách chi địa. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Được thôi, cái kia đi.
Lý Thiên Mệnh chính muốn khiêu chiến nàng tới. Đã nàng muốn thấy mình, hắn thì thoải mái đi. Được rồi. Đi mật thất này rất đơn giản, Huyễn Thiên Tinh Linh trực tiếp đem Lý Thiên Mệnh mang vào trong đó. Trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh xuất hiện tại một tòa tinh quang thiểm diệu trong đình viện. Trước mắt là một mảnh hồ nước trung ương có một lương đình. Trên trời là đủ mọi màu sắc đầy sao hình chiếu tại hồ nước phía trên, cảnh sắc tương đương mỹ diệu. Cái kia đình nghỉ mát màn che bay tán loạn, trong đó đứng đấy một người mặc phồn hoa váy xòe nữ tử đoan trang cao quý, dung mạo khuynh thành, khí chàng làm cho người ngạt thở, loại này dung mạo có thể nói là họa quốc ương dân vưu vật. Lại thêm thân phận nàng cao quý, khí chất cao lạnh, liền lộ ra càng khiến người ta tự ti mặc cảm. Dám đối nữ nhân như vậy lên chinh phục dục vọng, vậy cũng là hơn người thế hệ. Đây cũng là thần dụ công chúa. Một cái vi sinh mặc nhiễm cấp bậc mỹ nhân. Nàng xinh đẹp rất có đặc điểm, cùng Khương Phi Linh các nàng đều hoàn toàn khác biệt, loại nữ nhân này quá cao quý, hoặc là đế hoàng, hoặc là cũng là đế hậu. Nhưng, Lý Thiên Mệnh xác thực đối nàng không cảm giác. Bởi vì hắn ưa thích tiểu tiên nữ. Đơn giản, tinh khiết, biến ảo khôn lường, thanh tịnh, vô tạp niệm, niềm vui nhỏ. Cùng Linh Nhi cùng một chỗ, đó mới gọi nhân sinh. Mà trước mắt dạng này nữ tử, coi như nàng ngủ ở bên cạnh, khả năng cũng không biết, nàng đang suy nghĩ gì. Thảo Dân Lý, Lâm Phong, gặp qua công chúa. Lý Thiên Mệnh kém chút lộ tẩy, tăng hắng một cái, xem như so sánh cung kính nói. Người họ Lý sao? Ngăn cách hồ nước, thần dụ công chúa mỉm cười hỏi. Tên bất quá danh hiệu, không quan trọng, Lý Thiên Mệnh nói. Tới, thần dụ công chúa nói. Lời của nàng, có bẩm sinh mệnh lệnh cảm giác, khiến người ta rất khó cự tuyệt. Trai gái khác nhau, ta không dám mạo hiểm phạm công chúa, liền tại cái này nói đi. Lý Thiên Mệnh thành khẩn nói. Hắn trong lòng nghĩ là, quay đầu còn muốn đánh nàng đâu, hiện tại quan hệ cũng không thể cả quá tốt. Nếu không đến lúc đó không tiện hạ thủ. Cái kia tùy tiện ngươi. Thần dụ công chúa trên mặt mỉm cười, trong mắt lại lóe qua một tia không thể phát giác buồn bực ý. Đại khái là Lý Thiên Mệnh loại này khoảng cách cảm giác, càng xác nhận ý nghĩ của nàng. Nàng tại trong lương đình ngồi xuống, thân thể mềm mại thẳng tắp. Lý Thiên Mệnh chú ý tới, trước ngực nàng thẳng tắp chỗ trung ương, có một cái vật sáng, giống như phía trên treo một cái ngôi hoàng đế thạch. Cái này khiến nàng cả người đều phá lệ lập lòe. Lý Thiên Mệnh biết, đây chính là thần diệu hoàng triều hoàng tộc, thần tuyền, thì sinh trưởng ở ngực. Đây là một loại đặc thù chủng tộc thiên phú, này hình dáng có điểm giống là Dạ Lăng Phong phiên bản thu nhỏ nguyên thủy chi môn, bất quá bên trong cũng không phải vòng xoáy, mà chính là tinh quang thiểm diệu lực lượng cội nguồn. Nắm giữ, thần tuyền, thần diệu tộc, ngoại trừ toàn thân giới tử bên ngoài, tương đương với nhiều hơn một cái lực lượng thể, nơi đây có thể dung hội. Chứa đựng đại lượng tinh luân nguyên lực, thần tuyền kết cấu bản thân, có thể trấn trụ những lực lượng này, mà lại có thể theo thần ý cảnh giới trưởng thành mà trưởng thành. Trong đó tinh luân nguyên lực, có thể trong chiến đấu, phụ trợ giới tử lực lượng thi triển. Này bằng với thần diệu tộc tại cùng cảnh giới thời điểm, nắm giữ so còn lại càng hùng hồn cơ sở lực lượng. Đây là rất nhiều, thần diệu tộc có thể vượt cấp chiến đấu tư bản. Làm tử diệu tinh cổ xưa nhất siêu cấp thị tộc, thần diệu tộc tộc nhân. Vẫn luôn là cái này hàng tinh nguyên trên thế giới thiên chi kiêu tử, người xưng siêu cấp ngự thú sư. Tuy nhiên ngăn cách rất xa, có thể Lý Thiên Mệnh đều có thể cảm nhận được, trên người nàng thần tuyền lực lượng. Vậy liền giống là nhân thể bên trong nhỏ tiểu hàng tinh nguyên, chính là nó tồn tại, để thần dụ công chúa lộ ra càng thêm sặc sỡ lóa mắt. Đây cũng là tử diệu tinh siêu cấp thị tộc nội tình. Nắm giữ, thần tuyền, trời sinh hơn người một bậc. Tử diệu tinh trong lịch sử. Có vô số ngoại tộc, đều muốn cưới thần diệu tộc nữ tử, tốt để hậu duệ của mình, có thể kế thừa thần tuyền, đáng tiếc thần diệu tộc nữ tử đều không gả ra ngoài, một khi có tộc mạch truyền ra đến bên ngoài, lập tức liền sẽ bị thu hồi tới. Cái này khiến huyết mạch của bọn hắn một mực rất tinh khiết. Cùng nguyệt thần tộc một dạng, những cái kia theo các tộc bị thần diệu tộc nữ tử hấp dẫn mà đến ở rể các nam nhân, cũng là hiện tại thần diệu hoàng triều trọng yếu tạo thành lực lượng. Thí như bây giờ tử tinh bảng đệ nhất. Chính là thần diệu hoàng triều lớn nhất báu vật. Cũng chỉ có các thiếu niên, chỉ có thể ở trong mộng khát vọng đế tôn chi nữ, mới có thể hàng phục được hắn. Đương nhiên, thần tuyền có phân cấp. Thần tuyền cấp bậc, cơ hồ cũng là thần diệu tộc thiên phú cấp bậc. Tổng cộng 10 cấp. Đồng dạng lấy thần tuyền đường kính, tới phân chia đẳng cấp. Không đến 2 cm,
đều là nhất cấp thần tuyền. 2 đến 3 cm, thì là cấp 2 thần tuyền. Cứ thế mà suy ra. Đường kính 9 cm trở lên, cơ hồ so một cái bàn tay đều còn lớn hơn, cái kia chính là cấp 9 thần tuyền. Thần diệu tộc lịch sử đỉnh phong thần tuyền, là 10 cm, đó là trong truyền thuyết 10 cấp thần tuyền, chỉ ở truyền thuyết, không nhất định chân thực. Đồng dạng vượt qua 7 cm cấp 7 thần tuyền, tại thần diệu tộc đều xem như đỉnh phong thiên phú. Cấp 8 thần tuyền, có thể nói chí tôn. Phàm là đạt tới 9 cm trở lên, cái kia chính là đế tôn chi tư. Thần diệu tộc trong lịch sử, phàm là thần tuyền đường kính vượt qua 9 cm, nghe nói 80% đều thành đế tôn. Theo đây hết thảy, liền có thể minh bạch trước mắt cái này, thần dụ công chúa, thân phận của nàng, tại người đồng lứa bên trong, vì gì cao cấp như vậy. Bởi vì, Lý Thiên Mệnh mắt liếc một cái. Ngực nàng cái này một cái thiểm quang tử sắc thần tuyền, tuy nhiên ngăn cách quần áo, thế nhưng đại khái có thể nhìn ra, có 9 cm. Tuy nhiên nhìn chằm chằm cái này vị trí nhìn, có chút không lễ phép. Không biết sao thần tuyền quang mang quá hấp dẫn người, Lý Thiên Mệnh rất khó chuyển mở trong mắt. Hắn nhưng lại không biết, đối thần diệu tộc tới nói, mặc kệ bọn hắn là nam nữ, nhìn bọn hắn chằm chằm thần tuyền nhìn, đều là một loại khiêu khích cùng không kính trọng. Đây là rất nhiều năm người tuổi trẻ, chỉ dám tại thần dụ công chúa trước mặt cúi đầu nguyên nhân. Cũng liền Lý Thiên Mệnh xa cuối chân trời, không có chút nào cấm kỵ. Cảm thụ được cái này thần tuyền lực lượng, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cảm khái, thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, có giống cái đồng thể vô mộng tiên tộc, còn có cái này thần diệu tộc, còn có cao lớn chiến thần tộc. Chớ nói chi là huyễn thiên thần tộc, hoặc là trộm thiên nhất tộc. Các loại thần diệu chủng tộc, hợp thành cái này phồn hoa mà sáng chói trật tự tinh không. Có lẽ, đây chính là cái gọi là tinh không vạn tộc đi. Nhìn đầy đủ rồi hả? Trong lương đình, cái kia đoan trang ngồi đấy nữ tử, khóe miệng lóe qua một tia thỏa mãn ý cười. Xem ra nàng cũng không kiêng kỵ loại ánh mắt này, ngược lại rất hưởng thụ. Công chúa cấp 9 thần tuyển quá rung động, cho nên nhìn nhiều mấy lần, xin thứ lỗi. Lý Thiên Mệnh nói, hắn ngừng lại một chút, hỏi, không biết công chúa tới tìm ta, có gì thì muốn phân phó. Hiển nhiên, không phải là cái gì phong hoa tuyết nguyệt sự tình. Người hỏi được trực tiếp, vậy ta cũng trả lời trực tiếp một số. Thần dụ công chúa nói. Nàng xem ra cao lạnh, tôn trọng, khiến người ta chỉ có thể nhìn lên, nhưng cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy nàng vênh váo hung hăng, càng sẽ không cảm thấy chán ghét. Dù sao, mỹ mạo cũng là chính nghĩa, nếu bàn về nội hàm, cái này đế tôn chi nữ, vẫn là phá lệ phong phú. Mời, Lý Thiên Mệnh nói. Ta lần trước hỏi qua ngươi, sau lưng phải chăng có thế lực chống đỡ, ngươi nói có. Thần dụ công chúa chớp chớp đôi mắt đẹp hỏi. Đúng thế. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ngươi thế lực sau lưng, nếu như không phải Tử Tiêu đế cung, như vậy, ta muốn hỏi một chút, cùng Tử Tiêu đế cung có quan hệ sao? Thần dụ công chúa hỏi. Công chúa là muốn phán đoán, ta là địch hay bạn sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn còn là lần đầu tiên đụng lên loại này siêu cấp hoàng triều công chúa. Cảm giác theo bề ngoài, khí độ, khí chàng, nội dung các loại các phương diện, vị công chúa này đều là không thể bắt bẻ. Ngươi trả lời trước ta nha, thần dụ công chúa nói. Ta không thuộc về Tử Tiêu đế cung, cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Lý Thiên Mệnh dứt khoát nói. Vậy là tốt rồi, thần dụ công chúa mày ngài, hơi hơi giãn ra một chút. Nàng ngắm nhìn Lý Thiên Mệnh, nói. Vậy ngươi hẳn phải biết, kỳ thật Tử Diệu Tinh tính toán ra, cũng chỉ có hai thế lực lớn, một cái chính là chúng ta, một cái cũng là Tử Tiêu đế cung. Thế giới to lớn, lại không phải hắc tức trắng, không có chúng ở giữa mang. Ở giữa là tầm thường người lẫn vào địa phương, biểu hiện của ngươi, đã định trước ngươi là kinh thiên chi tài, tuyệt không tầm thường. Loại này người, là không thể nào đứng ở chính giữa, ngươi hiểu ý của ta không? Nói xong, nàng nhìn chăm chú Lý Thiên Mệnh ánh mắt. Đương nhiên đã hiểu, công chúa nói đến hết sức rõ ràng. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Minh bạch liền tốt, vậy ta thì nói ngắn gọn, lần trước ta và ngươi gặp mặt, là tại ngươi cùng mục sát quyết đấu trước đó, lần này thấy tận mắt ngươi chiến đấu, chúng ta toàn bộ thần diệu hoàng triều, đối ngươi định vị đều tăng lên rất nhiều. Các trưởng bối cảm thấy ngươi cùng ngươi thế lực sau lưng, cũng không thể đứng ở chính giữa khu vực. Đã ngươi nguyện ý đứng ở chỗ này, nghe ta nói. Vậy nói rõ chúng ta thần diệu hoàng triều có cơ hội này. Ta có thể đại biểu thần diệu hoàng triều, chính thức mời ngươi cùng thế lực sau lưng,
bao quát sư tôn của ngươi, bản thân, hết thảy có liên quan người, thêm vào chúng ta thần diệu hoàng triều liên minh. Chúng ta sẽ cho ngươi tốt nhất che chở, hết thảy ta có thể an bài tư nguyên, ngươi người sau lưng, đều có thể đạt được vốn có bảo hộ. Nếu như ngươi có tông môn, chúng ta cũng có thể để ngươi tông môn, càng thêm tràn đầy. Mà lại, làm thành ý, ta đã hướng phụ hoàng ta xin, chuẩn bị ban cho ngươi một phần trọng lễ. Nói đến, trọng lễ, hai chữ này, thần dụ công chúa tăng cường ngữ khí. Nàng là thấy qua việc đời người. Liền nàng đều cảm thấy là trọng lễ, vậy khẳng định là vốn liếng. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh nghe được có chút sững sờ. Hắn vốn cho rằng sau lưng có thế lực, liền có thể từ chối. Không nghĩ tới mình đã ưu tú đến, thần diệu hoàng tộc ngay cả mình, thế lực sau lưng, đều muốn cùng một chỗ thu đi qua. Nhưng, quan trọng ở chỗ, hắn cũng không có thế lực sau lưng, mà lại tại chân trời góc biển A. Cho cái gì trọng lễ, đối Lý Thiên Mệnh tới nói, đều là vô nghĩa. Hắn chính muốn cự tuyệt đâu, thần dụ công chúa liền đoạt lời trước, gần từng chữ một. Chúng ta thần diệu tộc, sẽ cho ngươi hai cái, thất tinh vũ trụ thần nguyên. Lý Thiên Mệnh giật mình. Thất tinh vũ trụ thần nguyên A. Đó là vi sinh mặc nhiễm, tại Long Cung bên trong lấy được bảo tàng cấp những vật khác. Trước mắt tại trật tự chi địa, liền xem như hiên viên Long Tông, đều chưa hẳn có thể cho mình thất tinh vũ trụ thần nguyên. Không nghĩ tới thần diệu hoàng triều lớn như thế khí. Chẳng những dùng cái này lôi kéo Lý Thiên Mệnh, càng là duy nhất một lần cho hai cái. Đi vào chúng ta thần diệu hoàng triều loại này thích hợp ngươi sân khấu, cùng ngươi thuộc về ngươi lúc đầu thế lực, cũng không có xung đột. Dù sao nàng nói, tử diệu tinh cũng chỉ có hai cái thế lực, không phải hắc tức trắng. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh cùng người ở sau lưng hắn, không thuộc về tử tiêu đế cung, vậy liền dễ làm. Có lẽ, người có thể cho ngươi người sau lưng, nói thí dụ như sư tôn, cùng chúng ta nói chuyện, ta hoàng thúc trấn quốc đế soái sẽ đích thân tiếp đãi hắn, cho cùng các ngươi ưu đãi. Đây là chúng ta thần diệu hoàng triều thành ý. Nhân tài, ở nơi nào đều nổi tiếng. Hai phần thiên hạ, thần diệu tộc đều biết, phải nhanh một chút cướp đi, trung gian khu vực, nhân tài. Thần dụ công chúa những lời này, có thể nói thành ý 10 phần. Cái này, Lý Thiên Mệnh còn chưa mở miệng, nàng liền lại nói, ta biết, trong lòng ngươi khả năng có một ít phương diện an toàn lo lắng, không quan hệ, ta có thể tự mình đem hai cái thất tinh vũ trụ thần nguyên, đưa đến trên tay của ngươi, thuộc tính đều có thể tùy ý chính ngươi chọn lựa. Ta một cái công chúa, cũng dám đơn độc hành động, ngươi sẽ không phải không dám a? Lý Thiên Mệnh có chút nhức đầu. Ta ngược lại thật ra muốn nói, ta tại trật tự chi địa, người mau đưa vũ trụ thần nguyên đưa tới cho ta đi. Vấn đề là không được a. Mà lại chuyện này, hắn cảm giác không thể bại lộ. Nếu không, tử diệu tinh thần tháp tu hành khả năng đến ngâm nước nóng. Lúc này thời điểm, thần dụ công chúa hai mắt, thật sâu cực nhìn hắn ánh mắt, đang chờ đợi hắn đáp án cuối cùng. Như vậy đi công chúa, ta bên này có một ít nói không rõ ràng khó xử. Chuyện này lại để cho ta chậm một đoạn thời gian. Nhưng ta có thể dùng nhân phẩm của ta, mặt mũi các loại hết thảy cam đoan với ngươi, ta tuyệt đối sẽ không đi tử tiêu đế cung, nếu như cả hai ta nhất định muốn chọn một, ta tuyệt đối lựa chọn thần diệu hoàng triều. Hắn đại khái đoán trước thần dụ công chúa là đến chiêu an, quả nhiên chính là. Câu nói này mở miệng, cái kia thần dụ công chúa ánh mắt, có một chút điểm biến hóa. Lý Thiên Mệnh cảm thấy nàng tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Nhưng không xác định có phải thật vậy hay không. Chậm bao lâu thời gian đâu, nàng nhàn nhạt hỏi. Nàng giống như cũng không có, bởi vì Lý Thiên Mệnh nói không quay về tử tiêu đế cung mà cao hứng. Các loại ta lấy xuống tử tinh bảng đệ nhất rồi nói sau. Hiện tại không tốt bàn điều kiện A, hai cái thất tinh vũ trụ thần nguyên, hơi ít, Lý Thiên Mệnh nhắm mắt nói. Thần dụ công chúa ngây ngẩn cả người. Ngươi muốn cầm đệ nhất. Đúng, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Há, có chí khí. Nàng hé miệng nở nụ cười, trong mắt lóe lên một tia không thể phát giác khinh miệt. Không phải đối Lý Thiên Mệnh khinh thị, mà chính là đối người nào đó tín nhiệm. Đến lúc đó, ta khả năng chọn trước chiến ngươi, công chúa không ngại rớt xuống thứ tư A. Dù sao ngươi trong nhà không thiếu thiên hồn, Lý Thiên Mệnh nói. Không ngại. Thần dụ công chúa buồn cười. Nụ cười của nàng, ít nhiều có chút cổ quái. Nàng cảm thấy Lý Thiên Mệnh có lúc. Sững sờ đến có chút đáng yêu. Theo lý thuyết loại tầng thứ này thiên tài, sẽ không là như vậy con. Cho nên nói, hắn cùng Diệp Thần, vẫn là có khác nhau rất lớn.
Nàng trong lòng suy nghĩ, ngoài miệng nói, vậy nhưng nói tốt à. Chờ ngươi cầm xuống tử tinh bảng đệ nhất, liền đến ta thần diệu hoàng triều, tuyệt đối không thể đi tử tiêu đế cung a, nếu không, ta nhất định cho ngươi biết mặt. Hừ hừ. Nàng hiếm thấy ngang ngược một lần, có mấy phần đáng yêu về sau, lộ ra càng thêm động lòng người rồi. Đúng vậy, công chúa, muốn là không có chuyện, vậy ta trước hết rút lui. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi cứ như vậy không nguyện ý, cùng ta sống chung một chỗ a. Thần dụ công chúa hơi hơi hất cằm lên hỏi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Lý Thiên Mệnh rất vội vã, hắn lười nhác ở trước mặt nàng ngây người. Tử diệu tinh thế lực đấu tranh, với hắn mà nói căn bản là không có ý nghĩa. Muốn không phải lo lắng cái này công chúa quyền thế, sẽ ảnh hưởng chính mình huyễn thiên chi cảnh tu luyện tư cách, hắn đều không thèm để ý. Chỉ có tử diệu tinh cũng có ngày, xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn mới cần quan tâm, nữ nhân trước mắt này thân phận. Được. Người đi đi, thần dụ công chúa nói. Gặp lại, Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt chạy. Với hắn mà nói, cùng thấy được, sợ không được người nói chuyện, cũng là lãng phí thời gian. Các loại Lý Thiên Mệnh sau khi đi, hồ nước đình nghỉ mát, quy về an tĩnh. Một bóng người, xuất hiện ở thần dụ công chúa bên người. Vốn là muốn dùng thất tinh vũ trụ thần nguyên làm mồi nhử, lừa gạt ra vị trí của hắn, chấm dứt rơi hắn tới. Không biết hắn là ngu ngốc một cách đáng yêu, vẫn là khám phá ta ý nghĩ, vậy mà cự tuyệt. Thần dụ công chúa nói. Tựa như là có chút ngốc, trung niên nhân nói. Người hoàng thúc kia có ý tứ là. Hắn không phải nói, muốn khiêu chiến đệ nhất sao. Lại sau này nhìn xem, mạch lạc thì xuất hiện. Hiện tại ta cảm thấy có hai cái khả năng. Đệ nhất, hắn là tử tiêu đế cung nội bộ bồi dưỡng, cho nên hết thảy trong lòng của hắn đều rõ ràng, giả ngu mà thôi. Thứ hai. Hắn là thật ngốc, chỉ là một cái may mắn. Trung niên nhân nói. Nếu như là thật ngốc đâu. Cái kia liền tiếp tục bộ một bộ, cho thêm điểm mồi nhử, tiểu hài tử mà thôi, nào có không mắc câu, nếu như tốt khống chế, cũng chưa chắc muốn trừ hết hắn. Cho người cùng Diệp Thần, làm một người tay chân, vẫn là có thể. Trung niên nhân nói. Ừm, thần dụ công chúa gật đầu. Chuyện này tạm thời không có kết quả. Thần dụ công chúa chính muốn nói chuyện. Cả người bỗng nhiên sắc mặt ửng hồng, duyên dáng gọi to một tiếng, biến mất tại người trung niên trước mắt. Điều này nói rõ nàng bỗng nhiên rời đi huyễn thiên chi cảnh, trở lại hiện thực thế giới. Theo cái này rời đi phản ứng nhìn, tám thành là có người tiến vào thiên vị kết giới, đối nàng đánh. Bây giờ dưới gầm trời này, cũng chỉ có một người, có thể làm như vậy. Đứa nhỏ này, một thân thẻ đánh bạc, lại toàn ép tới có chút sớm a. Diệp Thần người này, thật có như thế kỳ tích. Theo hèn mọn trong phố xá quật khởi, tay cầm đỉnh cấp thần binh, mang theo 5 cái kỳ diệu cộng sinh thú, một đường vượt cấp khiêu chiến, quét ngang tử diệu tinh, đánh bại thần dụ, thắng được trái tim, nghiền ép tử tiêu đế cung thiếu niên, trèo lên đỉnh tử tinh bảng đệ nhất, đạt được đế tôn triệu kiến, át chủ bài vô số, một đường nghịch thiên, mấy lần nguy cơ bất tử, mỗi lần bí cảnh đoạt bảo thu hoạch rất phong phú. Dạng này người, tốt a, có cái kia mùi. Tại huyễn thiên chi cảnh lăn lộn một đoạn thời gian, đối bên kia các loại tình báo, Lý Thiên Mệnh cũng có hiểu một chút. Đánh bại mục sát về sau, Lý Thiên Mệnh tạm dừng khiêu chiến. Tử diệu tinh thần tháp, là một loại thời gian dài tư cách, không phải ngắn hạn sự tình. Có thiên cung đệ tử thân phận, an toàn không lo, hết thảy đều không cần phải gấp. Trước mắt tử diệu tinh thần tháp đệ thất trọng tu hành, so thanh thiên kiều tốt hơn nhiều, cùng hiên viên long tông truyền thừa thiên hồn đều không khác mấy. Ta trước tiên có thể tại cái này về sau đi. Trước mắt bài danh thứ 3 thần dụ công chúa, nói là tinh tướng thần cảnh cấp thứ 8, đỉnh cấp thiên phú ngự thú sư, còn nắm giữ cấp 9 thần tuyền, đây là tương lai có thể thành đế tôn tài liệu, có tư cách thống ngự nửa cái tử diệu tinh nhân vật, chờ ta lại tiến bộ một chút, lại khiêu chiến nàng không muộn. Dục tốc bất đạt, Lý Thiên Mệnh muốn từng bước một tới. Như thế cuộc sống của hắn, biến đến có chút đơn giản, an tĩnh. Thanh hồn điện luyện kiếm, tử diệu tinh thần tháp đệ thất trọng tu luyện, ngày qua ngày. Dạ Lăng Phong trong khoảng thời gian này, đánh vào tử tinh bảng 10 vị trí đầu, lần nữa đưa tới một số oanh động. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu Tiêu cũng bắt đầu tử tinh bảng chiến đấu, nàng đã giết tiến vào 100. Lấy nàng tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5 thực lực, phối hợp long huyết thần hoang, tạm thời còn vào không được 10 vị trí đầu. Lý Thiên Mệnh đồng dạng vẫn luôn đang chăm chú, thanh vân thần mộc sự tình. Một ngày này, Lý Thiên Mệnh ngay tại tử diệu tinh thần tháp thời điểm, Vu Tử Thiên tới,
đem hắn theo trời vị trong kết giới hô lên. Trưởng giáo làm sao trả lời? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cự tuyệt, gia hỏa này keo kiệt cực kỳ, bởi vì đoạn hồn sơn giống, để hắn thịt đau vô cùng, lần này lấy, bảo trụ thanh hồn điện tương lai căn cơ, vì lý do, không cho ngươi đi còn lại quạng mỏ. Phu tử Thiên Đậu Đen rau muống nói. Bọn họ nói là cổ kiếm thanh xương. Lý Thiên Mệnh lúc trước để Vu Tử Thiên, đi giúp mình hỏi một chút, quan tại thiên địa thần khoáng sự tình, hắn muốn cho Ngân Trần có nhiều hơn thân thể, đi chiếm cứ thanh vân thần mộc tầm mắt. Đối với thanh hồn điện tới nói, cũng có rất lớn tác dụng. Vậy quên đi, cự tuyệt cũng là quyền lực của hắn, dù sao những thiên địa này thần khoáng, quan hệ đến thanh hồn điện tương lai binh khí sản xuất. Trật tự thần binh sẽ hư hao, ở một mức độ nào đó, thuộc về tiêu hao phẩm, đối tu luyện giả chiến đấu lực, có ảnh hưởng rất lớn. Đối với cái này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, từ cổ kiếm thanh xương trưởng khống thanh hồn điện, cuối cùng không phải toàn lực phun trồng hắn tông môn. Ngân Trần cần thiên địa thần khoáng, xác thực rất nhiều, thời gian ngắn sẽ cho người đau đầu, nhưng thanh hồn điện mỏ quặng, dù sao số lượng cũng không ít, nếu như có thể cho ta càng nhiều lời nói, ta cường đại, cũng có thể cho bọn họ càng nhiều trợ giúp. Đây là đôi bên cùng có lợi. Thí dụ như Đông Hoàng Tông, vậy thì có nhà cảm giác. Lý Vô Địch trở về sau, Lý Thiên Mệnh cũng là thái tử gia, muốn cái gì cũng có. Cổ kiếm thanh xương đối mặt thiên cung đệ tử, cũng không có loại này đại khí. Mặc kệ là lục tinh vũ trụ thần nguyên vẫn là nguyên tố thần tai kiếm khí, mỗi một lần hắn đều tính toán hoàn toàn bất đắc dĩ, mới cho Lý Thiên Mệnh. Giang Thanh Lưu đi nói chuyện, cũng không coi là thắng. Cái này khiến Long Uyển Oánh có chút nổi nóng. Nàng ngược lại là nghĩ trợ giúp, đáng tiếc có lòng không đủ lực, hiện tại Hiên Viên Long Tông bảo tàng tồn kho, toàn bộ để ẩn Long Điện cầm giữ, căn bản cầm không ra. Bao quát mỏ quặng ở bên trong, đều có ẩn Long Điện người khống chế, hơn nữa còn lộ trình xa xôi. Cái này cũng nói, nếu như không có ẩn Long Điện việc này, Lý Thiên Mệnh có thể thuận lợi hơn một số. Lão đại, ta hôm nay là cùng sư tôn cùng đi tìm trưởng giáo, đều là người một nhà, cũng dễ nói một số. Bất quá Đông Diệp tộc người cũng ở tại chỗ, bọn họ sắc mặt, từ trước đến nay rất khó coi. Nói thật, những thứ này mỏ quặng, kiếm khí, đều là tông môn tài sản, không phải cá nhân, chúng ta vì tông môn lập công, làm vi thiên cung đệ tử, vốn là có quyền thu hoạch được, bọn họ cự tuyệt coi như xong, rời đi thời điểm, cổ kiếm thanh xương lại nói sự kiện kia. Phu tử Thiên ngồi dưới đất, rất là khó chịu. Cái gì? Hắn nói, thanh vân thần mộc có bộ phận, trái cây, đã bắt đầu thành thục. Thừa dịp sư tôn ta tại, cùng một chỗ an bài lần nữa ngắt lấy cùng phòng thủ nhiệm vụ, bọn họ đem sư tôn ta, an bài thành nhóm đầu tiên đi ra người. Hoàn Mỹ Kỳ danh viết, tiền kỳ đản sinh đều là phổ thông thảo mộc thần linh, cùng Vân Thượng Thiên Cung không có quá lớn cạnh tranh, xem như một kiện, nhẹ nhõm, nhiệm vụ. Cổ kiếm thanh xương chỗ tu luyện, tại thanh hồn kiếm phong chỗ cao nhất, cái kia thanh hồn kiếm cung, bên ngoài, có rất nhiều trọng dày đặc kết giới, ngân trần thân thể. Tạm thời còn không xuyên thấu chỗ đó, Lý Thiên Mệnh cũng không tiện đến đó, đưa nó đi vào. Đương nhiên, coi như Ngân Trần có thể nghe được bọn họ nói chuyện, nhưng vẫn là nghe không được nhân tâm hiểm ác. Từ nơi này an bài đến xem, cổ kiếm thanh xương bọn họ, đã chắc chắn muốn hy sinh, Giang Thanh Lưu. Dù sao, bọn họ cũng chỉ là bình thường an bài mà thôi. Giang Thanh Lưu cũng sẽ không, cả một đời không rời đi cái này a. Động thủ cũng không phải bọn họ. Coi như cùng thiên thần kiếm tông vạch mặt, đối phương ra ánh sáng chuyện này, cổ kiếm thanh xương đều có thể dùng, bình thường an bài, cùng, vu hãm, đến chơi xấu. Sớm chút thời gian, còn có chút muốn đem hết thảy thọt cho cổ kiếm thanh xương, bây giờ nhìn, hoàn toàn không có ý nghĩa. Đem trong lòng bọn họ âm u mặt, quang minh chính đại biểu diễn ra, cổ kiếm thanh xương liền sẽ cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Giống như càng không khả năng. Sư tôn ta đều mộng, hắn cũng là cái điệu thấp. Hướng nội, không hiểu được tranh chấp người, cũng liền phong cảnh qua vài chục năm, vì sao những người này, đều như thế khinh thị hắn, lãng phí hắn đâu. Phu tử Thiên phẫn uất nói. Lý Thiên Mệnh cũng không hiểu. Là thiên thần kiếm tông gây áp lực quá lớn, vẫn là bọn hắn vẽ bánh quá lớn. Vậy theo sắp xếp của bọn hắn, người sư tôn thì được ra ngoài đi. Hắn xử lý như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn nói gần nhất đến tu hành ngàn cân treo sợi tóc. Để cho ta đại sư tỷ ân tình thay hắn. Phu tử Thiên nói. Ân tình là Giang Thanh Lưu cái thứ nhất đồ đệ, là cái này thứ sáu kiếm mạch, phó mạch chủ. Nàng thực lực rất không tệ, là thứ sáu kiếm mạch, tứ phẩm kiếm tu.
sư tỷ của ngươi đi, bọn họ nói thế nào? Bọn họ hai mặt nhìn nhau, sau đó nói câu, đừng ra sai là được. Lý Thiên Mệnh có chút im lặng. Việc này giải quyết không khó, Giang Thanh Lưu đánh chết không đi ra, thì không có việc gì. Nhưng, chỉ cần biết rằng nội tình, liền sẽ như nghẹn ở cổ họng, vạn phần khó chịu. Được, dù sao ngươi sư tôn thì lại tại cái này, tuyệt đối đừng động. Lý Thiên Mệnh nói, ta khuyên cáo qua hắn. Hắn ở bên ngoài, hẳn là không cái gì lo lắng a. Hẳn không có đi, Phu Tử Thiên nói. Vậy là tốt rồi, mà lại, Thiên Thần Kiếm Tông trong khoảng thời gian này, đại khái có thể từ từ xem minh bạch, chúng ta cùng oánh di quan hệ tốt, cũng không cần ngươi sư tôn làm môi giới. Chỉ có thể dạng này. Cho đến trước mắt, Thiên Thần Kiếm Tông vẫn còn chưa qua đến cùng Lý Thiên Mệnh nói chuyện. Bọn họ là muốn các loại Giang Thanh Lưu sau khi chết, có thể thừa lúc vắng mà vào. Muốn là Giang Thanh Lưu một mực bất tử, Lý Thiên Mệnh đoán chừng bọn họ, sẽ trực tiếp đến bàn điều kiện. Thì cùng Tử Diệu Tinh Thần Diệu Hoàng Triều một dạng. Lý Thiên Mệnh đứng tại chỗ cao, nhìn về phía Thanh Vân Thần Mộc phương hướng, hỏi, đã bắt đầu thành thục sao? Đúng vậy a, bất quá bây giờ sơ giai đoạn, đều là một số tam giai trở xuống thảo mộc thần linh, lượng so sánh lớn, đồ tốt không nhiều. Những tông môn khác đồng dạng chướng mắt, Vân Thượng Tiên Cung cùng chúng ta, đều tại mỗi người cương vực ngắt lấy, trung hậu kỳ muốn là xuất hiện đồ tốt, khả năng liền sẽ vượt biên, chiến đấu. Phu Tử Thiên nói, tại người nào cương vực bên trong, thì thuộc về người nào? Đúng. Vậy làm sao tranh giành? Vấn đề là, Thanh Vân Đại Lục không chỉ có hai cái tông môn, còn có rất nhiều tiểu tông môn, rất nhiều tranh luận khu vực, một khi những địa phương kia xuất hiện đồ tốt, vậy thì phiền toái. Lý Thiên Mệnh minh bạch. Đến lúc đó, có cái cỏ. Kéo không được, thì đánh. Không có qua mấy ngày, Long Uyển Oánh cùng nàng hoa quả bạn thân nhóm, mang theo nhất quần tiên nữ cung đại quân, đã ra ngoài hái trái cây. Lý Thiên Mệnh để Long Uyển Oánh giúp đỡ, hắn trọn vẹn phân ra 50.000 tiểu ngân chứng, để Long Uyển Oánh dẫn tới Thanh Vân Thần Mộc phía trên. Ngân trần cái này 50.000 thân thể, đến chỗ cần đến về sau, hóa thân thành 500.000 ngân sắc vô hình con rán, theo thân cây bắt đầu, hướng về cái này giả thiên tế nhật thần mộc cành lá phân tán. Số lượng vẫn là quá ít, một cái con rán, đều phải bao trùm phương viên mấy ngàn thước phạm vi, vẫn là sẽ để lọt rơi không ít tin tức. Lý Thiên Mệnh rất muốn cho ngân trần, có thể chia ra càng nhiều thân thể. Không biết sao Thanh Hồn Điện không ủng hộ, cái kia cũng không thể tránh được. Hắn đổ là biết còn lại mỏ quặng vị trí, cũng không có trưởng giáo chào hỏi, để ngân trần tự tiện đi ăn, lúc đó dẫn phát rất đại xung bất chợt tới. Bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Bây giờ Thanh Hồn Điện, quay chung quanh Thanh Vân Thần Mộc, đã toàn cảnh bố trí. Bọn họ xuất động kiếm tu, kiếm thành, kiếm quân số lượng, so Lý Thiên Mệnh con rán, đều còn nhiều hơn được nhiều. Sóng ngầm mãnh liệt bên trong, chiến đấu liệt hỏa, hết sức căng thẳng. Thanh Vân Thần Mộc, cắm rễ tại Thanh Vân Đại Lục chính giữa, cao đến 100.000 mét. Tán cây phạm vi, đều giống như một tòa tiểu hình đại lục. Vô số sợi rễ theo cành phía trên rơi xuống, cắm rễ tại trên mặt đất, một cái cây, liền trở thành một mảnh vô tận rừng rậm. Tại tán cây này bên trong xuyên thẳng qua, có thể nhìn đến, cái này lớn như vậy thần mộc phía trên, đã kết xuất vô số trái cây, những cái kia trái cây đủ mọi màu sắc, hình dáng khác nhau, có lớn có nhỏ, đường kính lớn kính đạt tới vài trăm mét, nhỏ đến thì như con ruồi một dạng, mỗi một loại trái cây, trên đó cơ hồ đều có trật tự thần văn, phẩm giai càng cao, mùi thơm càng nồng đậm. Trong đó tuyệt đại đa số trái cây, đều ở chưa thành thục trạng thái, hắn trật tự thần văn còn không có tránh thức thành hình, thịt quả ngây ngô, dược hiệu đồng dạng, rất khó làm thành luyện đan tài liệu. Chưa thành thục thảo mộc thần linh, hái xuống, ý nghĩa không lớn. Kỳ thật trên đời này tất cả thảo mộc thần linh, hắn rễ lá cây, đều là một cái chủng loại, tựa như là phàm gian cây táo, sẽ chỉ kết táo. Nhưng cái này Thanh Vân Thần Mộc khác biệt. Nó một cái cây, lại kết xuất 10 triệu vạn chủng loại trái cây, tối cao đạt tới 8-9 giai, xác thực là thế gian hiếm thấy kỳ tích. Cho đến ngày nay, đã có vô số tu luyện giả, tại cái này Thanh Vân Thần Mộc phía trên đóng quân, xuyên thẳng qua. Phàm là có trái cây thành thục, chẳng mấy chốc sẽ bị bỏ vào trong túi. Nơi này trong lúc nhất thời thành nhà mạo hiểm thiên đường. Các loại thần diệu cộng sinh thú, cũng ở trong đó đều hiện thần thông. Thí dụ như Lý Thiên Mệnh ngân trần, theo thân cây mà lên, triệt để phân tán, chỉnh tề quy tắc trải rộng lái đi,
hiệu suất so những người khác cao hơn rất nhiều. Thanh Vân Thần Mộc tán cây bắc nửa bộ phân, trên cơ bản từ Vân Thượng Tiên Cung trưởng khống. Lúc này, Vân Thượng Tiên Cung, chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải tu luyện giả, đã sớm dốc toàn bộ lực lượng, toàn quân xuất động, thanh thế to lớn. Tối thiểu nhất, Tương Thanh Mây Thần Mộc bên trong thuộc về bọn hắn cái kia một bộ phận, đã thủ đến nước chảy không lọt. Rất rõ ràng, thuộc về bọn hắn, một cọng lông, bọn họ đều sẽ không để cho người khác lấy đi. Trên bầu trời, sóng nhiệt lăn lộn. Tại cái này Thanh Vân Thần Mộc lớn nhất bắc một khối, một cái thô to đoạn nhánh, chỉ hướng lên bầu trời. Cái này đoạn nhánh đường kính, tối thiểu đều mấy trăm mét. Sặc sỡ vỏ cây phía trên, dài ra rất nhiều mấy lá non, người nghe mùi thơm ngát. Tại cái này đoạn trên cành, lúc này, đang đứng mấy chục người. Bọn họ đều là bây giờ Thanh Vân Đại Lục ở bên trên đỉnh cao cường giả. Chiến thần tộc Cổ Mạc Đan Thần, đứng tại đám người chính giữa, hắn nhìn lấy phương Bắc, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Tại hắn hai bên, chính là Lam Huyết Tinh Hải Lam Sa, còn có Vân Thượng Tiên Cung Cung Chủ Vân Thiên Khuyết. Sau lưng hơn 10 người, thì là ba người này cấp dưới cường giả. Tối thiểu phải là tương đương với Thanh Hồn Điện, tứ phẩm kiếm tu, thân phận, mới có thể đi vào nơi này. Lúc này, bọn họ tất cả mọi người, đều nhìn chăm chú phương Bắc, thậm chí ngừng thở. Nhanh đến đi, Mạc Thần, Lam Huynh. Vân Thiên Khuyết thanh âm có chút khàn khàn hỏi. Nét mặt của hắn, phá lệ ngưng trọng. Nghe được thanh âm. Cổ Mạc Đan Thần gật đầu. Vân Huynh, không dùng ta nhắc nhở a. Lấy thân phận của bọn hắn, chúng ta toàn lực phối hợp là được rồi. Lam Sa nói. Minh Bạch, bỉ nhân tuyệt đối đi theo làm tùy tùng. Vân Thiên Khuyết vội vàng nói. Không có việc gì, đây cũng là Vân Thượng Tiên Cung cơ hội, dù sao, khó đến người ta coi trọng. Lam Sa mỉm cười nói. Phía sau bọn họ mấy chục người, còn có chút như lọt vào trong sương mù. Trên thực tế, biết được người tới thân phận người, cũng không nhiều. Bọn họ cũng là nhận được tin tức, vội vàng ra nghênh tiếp. Chiến thần tộc, Lam Huyết Tinh Hải bên kia, Chiến Tôn, Lan Hoàng, đều để bọn hắn toàn lực phối hợp. Hô! Rất nhiều người thở dài một cái, liền thấy phương Bắc liệt hỏa cuồn cuộn mây hồng phía trên, có hai đạo nhân ảnh lấp lóe. Ông! Liệt hỏa hướng xuống dâng trào. Hai đạo hỏa trụ, từ trên trời giáng xuống, đột nhiên rơi vào kết thúc nhánh phía trên, đi tới trước mắt mọi người. Hỏa trụ bên trong, người tới tựa hồ là một nam một nữ. Một chút nhìn thoáng qua người tới, đường đường của Mạc Đan Thần, đều thần sắc cung kính, vội vàng nói, bỉ nhân chiến thần tộc Cổ Mạc, gặp qua, vô song cô nương. Lam Sa, Vân Thiên Khuyết phân biệt xuất lĩnh Lam Huyết Tinh Hải cùng Vân Thượng Tiên Cung người, hướng người đến kia bên trong nữ nhân hành lễ. Hỏa diễm tiêu tán về sau, có thể thấy được một nam một nữ này, nữ tử đứng ở phía trước, nam tử thì tại sau lưng. Đầu tiên nhìn nữ nhân kia, nàng người mặc màu trắng nguyệt bào, tóc dài đâm thành một chùm, cách ăn mặc tao nhã lại gọn gàng, giống như là một cái ẩn sĩ. Cái này một đầu nguyệt tóc dài màu trắng, cùng Lý Khinh Ngữ màu tóc giống nhau y hệt, nhưng tuổi tác của nàng rõ ràng không là tiểu bối, tối thiểu tu hành đã mấy trăm năm. Nàng xem xét cũng là thức thần tu luyện giả, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ thanh lãnh khí tức, có vẻ hơi người lạ đừng vào. Liên chiến thần tộc, người đứng thứ hai, Cổ Mạc Đan Thần đều đối nàng khách khí như thế, kết hợp với nàng thức thần tu luyện giả thân phận, có thể thấy được nàng nhất định đến từ trật tự thiên tộc. Ta lần này bồi, Hạo Thần, đến, không dùng lộ ra, khác thêm phiền nhiễu. Vô song cô nương, nói. Thanh âm của nàng đồng dạng thanh lãnh, dường như đến từ thâm uyên một dạng. Cái kia nguyệt hai con mắt màu trắng đồng dạng có vẻ hơi lạnh lùng, thông qua loại này lạnh lùng, ngăn cách hết thảy. Là, Cổ Mạc Đan Thần bọn họ gật đầu. Rất rõ ràng, bọn họ là biết rõ vô song cô nương tính cách, mới không dám gióng trống khua chiêng. Bằng không, đổi lại còn lại ngang nhau thân phận người, vậy liền không chỉ có mấy chục người nghênh đón. Vô song cô nương, trong miệng, Hạo Thần, lộ ra lại chính là sau lưng nàng nam tử. Đó là một thiếu niên, cái này mấy chục người chỉ nhìn một chút, tâm lý từ đáy lòng cảm khái, quả nhiên, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Thiếu niên này đứng tại cái này, khí độ liền lấn át rất nhiều, tứ phẩm, thân phận trưởng bối. Hắn có màu vàng nhạt như lưu ly giống như tóc dài, một đôi tròng mắt như liệt ngày thiêu đốt, cái kia theo quần áo lộ ở bên ngoài trên da, tràn đầy kim sắc thần văn, một thân bạch kim giao nhau cẩm bào phía trên, thêu lên rất nhiều cổ lão thần ma đồ án,
nổi bật khí chất của hắn, càng lộ vẻ bá đạo. Cái này đồng dạng là một loại đế hoàng huyết mạch, nếu như Lý Thiên Mệnh có thể nhìn đến, liền sẽ phát hiện trên người thiếu niên này, có cùng thần dụ công chúa một dạng đồ vật. Cái kia chính là chí tôn huyết mạch. Trên người hắn nổi bật nhất địa phương, tại chỗ mi tâm phía trên. Chỗ đó có một khỏa mặt trời vàng óng chói chang, xem ra thì cùng Thái Dương thần cung, ánh mắt, giống như đúc, trong đó lực lượng du chuyển, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, nóng rực đến dọa người. Cái này mặt trời chói chang màu vàng óng cảm giác, cùng tam nhãn chân long mạch con mắt thứ ba hoàn toàn khác biệt. Đó cũng không phải ánh mắt, mà chính là kiếp vòng. Mà lại, cái này không chỉ là một kiếp vòng. Thông qua cái này mặt trời chói chang màu vàng óng, xâm nhập hướng bên trong nhìn, có thể nhìn đến, bên trong mặt trời gay gắt, một cái tiếp theo một cái, hết thảy tám cái mặt trời, ẩn chứa tại cái này kim sắc ấn ký nội bộ, nhất trọng phủ lấy nhất trọng, tám ngày nối liền nhau. Đây là tám cái kiếp vòng điệp ra. Ngoại trừ nghĩa phụ Lý Vô Địch, Lý Thiên Mệnh còn chưa thấy qua còn lại bát kiếp thức thần. Đến tám cái số này về sau, tính mạng con người tầng thứ, tựa hồ cũng không giống nhau. Cái này khiến thiếu niên này xem ra, giống như là trí cao thần linh, trong lúc hành tẩu, ánh sáng nhân gian. Nhưng loại này khí độ, cũng sẽ không khiến người ta chán ghét, ngược lại tâm duyệt thành phục cúi đầu. Bởi vì, đây chính là huyết mạch áp chế. Lý Hạo Thần, địa phương ta dẫn tới, có ý nghĩ gì thì cùng bọn hắn nói, muốn rời đi thời điểm, cho ta một cái truyền tin thạch. Vô Song cô nương, nói. Cô, người phải rời đi trước Thanh Vân sao? Lý Hạo Thần, hỏi. Thanh âm của hắn rất thanh tịnh, nghe người vô hại và vật vô hại, có thể thực chất bên trong loại kia thượng vị giả ngữ khí, vẫn là rất nồng nặc. Trước không đi, khắp nơi đi loanh quanh. Sau khi nói xong, cái kia, Vô Song cô nương, nhìn cổ mạc đan thần bên kia liếc một chút. Ánh mắt này ý vị rất rõ ràng, cũng là đem người phó thác cho bọn họ, nếu là ra chuyện, bọn họ thì phiền phức. Cô, gặp lại, thiếu niên khoát tay. Hắn vừa nói xong. Cái kia Vô Song cô nương thì nhanh chóng đi. Nàng quả nhiên không thích náo nhiệt, nháy mắt liền đi. Cổ mạc đan thần trước mặt bọn hắn, liền chỉ còn lại có thiếu niên kia Lý Hạo Thần. Hắn đứng tại một chúng cường giả trước mặt, chẳng những được không luống cuống, ngược lại đang giận trên trận, đối đám người này đều có nhất định áp bách. Các vị trưởng bối, tiếp đó, có thể sẽ phiền phức các vị, giúp ta một hai. Loại lời này nghe khách khí, kỳ thật cũng là một loại mệnh lệnh. Chỉ là nghe, êm tai một số thôi. Đây là tự nhiên, Hạo Thần, chúng ta đều là người phụ tôn trung thực cấp dưới, người có bất cứ phân phó nào, tùy thời nói với chúng ta, lập tức vì người an bài. Cổ mạc đan thần tươi cười nói. Lúc nói chuyện, còn hơi hơi khom lưng. Đúng, chúng ta tuy nhiên người tại Thái Dương Vạn Tông, nhưng là tâm lại tại Trật Tự Thiên Tộc. Lam Sa mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, hắn kéo ra khỏi Vân Thiên Khuyết, giới thiệu nói. Vị này là Thanh Vân Đại Lục Vân Thượng Tiên Cung Cung Chủ, Vân Thiên Khuyết, Thanh Vân Đại Lục sự tình, tìm hắn là được rồi. Vân Thiên Khuyết liền vội vàng gật đầu. Đối một người trẻ tuổi khách khí như vậy, hắn đời này còn là lần đầu tiên. Cho dù là Hiên Viên Long Tông Long Lang Lung, hoặc là Vô Mộng Tiên Quốc Vi Sinh Mặc Nhiễm ở trước mắt, hắn đều không cần dạng này. Ba vị, lần này Thanh Vân Thần Mộc sản xuất trái cây, ta đều muốn. Mắt nhìn ba người bọn hắn như thế chu đáo, Lý Hạo Thần liền mặt mỉm cười mở miệng. Ngữ khí của hắn không nhanh không chậm, lộ ra đã sớm chuẩn bị. Lời này vừa nói ra, chúng người ngây ngốc. Ta đều muốn. Ba chữ này, bình thường người nói không nên lời. Ở trong đó Vân Thiên Khuyết khẳng định khó chịu nhất, cũng thứ nhất xấu hổ, nhưng là hắn chỉ có thể hơi hơi cúi đầu, các loại hai vị khác cho hắn đáp án. Nhưng nói thật, liền cổ mạc đan thần đều có chút đau đầu. Hắn vừa muốn nói chuyện, cái kia Lý Hạo Thần liền cười nói, Vân Cung Chủ không cần lo lắng, trước kia ước định cho các ngươi này một thành, ta sẽ không động, đó là các ngươi Vân Thượng Tiên Cung tương lai tu hành tư nguyên, là của các ngươi căn bản, làm minh hữu, ta đương nhiên sẽ không để ngươi khó chịu. Ta muốn là mặt khác cửu thành, mà lại nhớ kỹ, không phải Trật Tự Thiên Tộc muốn, mà là ta cá nhân muốn. Không dám, đa tạ các hạ lý giải, nếu không phải quái cái này Thanh Vân Đại Lục thực sự cần cỗi. Ta Vân Thượng Thiên Cung toàn bộ dâng lên, đều nghĩa bất dung từ. Vân Thiên Khuyết vội vàng nói. Nói trắng ra là, hắn hiện đang mạo hiểm muốn cầm một cái Trật Tự Thiên Tộc, chó săn, thân phận, đối phương lại xưng hô hắn là, minh hữu, đã cho đủ mặt mũi. Hai vị đâu? Lý Hạo Thần mỉm cười hỏi.
Cổ Mạc Đan Thần cùng Lam Sa liếc nhau, hai người đều cười ra, nói, chúng ta tới cái này, chính là vì trật tự thiên tộc hiệu lực, giao cho trật tự thiên tộc cùng giao cho ngươi, không đều như thế sao? Vậy là được rồi, Lý Hạo Thần nhẹ gật đầu. Hắn nhìn về phía trước người cái kia vô tận thanh vân thần mộc, trong mắt quang mang thiêu đốt, hắn bay đến chỗ cao, lớn tiếng hỏi, ba vị, đã ngắt lấy có mấy ngày a? Trên tay có thu hoạch sao? Có, trước mắt có 10 triệu trái cây, không phải phẩm chất không cao, đều là tam giai trở xuống. Cổ Mạc Đan Thần nói. Không có chuyện, cấp thấp lớn nhất tốt, tốt tiêu hóa, lấy ra. Lý Hạo Thần nói. Tốt. Ba người bọn hắn lập tức an bài, đem các nơi tập hợp mà đến thảo mộc thần linh trái cây, hội tụ thành 10 mấy cái tu di giới chỉ, chuẩn bị đưa cho Lý Hạo Thần. Toàn bộ làm ra đến, vung tại trên mặt đất, Lý Hạo Thần nói. Cái này. Vân Thiên Khuyết sửng sốt một chút, hắn có chút theo không kịp tiết tấu, kết quả Lam Sa đẩy hắn một thanh, để hắn làm theo là được. Sau đó, tại cái này trên không trung, Vân Thiên Khuyết tự mình động thủ, đem hơn 10 triệu thảo mộc thần linh, như là trời mưa một dạng vung xuống đi. Trong lúc nhất thời, hương khí bốn phía, dược vận phiêu đãng. Hắn đây là muốn làm gì? Đang lúc một số nhỏ nghi ngờ thời điểm, đột nhiên nghe được mấy tiếng thú hống, bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cái kia chỗ cao Lý Hạo Thần sáng chói sáng lóng lánh, hắn trên trán, cái kia bát trọng kiếp vòng ầm vang chấn động, tiếp theo trong nháy mắt, từng đầu mặt trời cự thú, từ trong đó lao ra. Đây là 8 đầu hình thể to lớn, toàn thân liệt diễm, hình dáng hay thay đổi liệt hỏa cự thú, thỉnh thoảng hùng sư, thỉnh thoảng mãnh hổ, thỉnh thoảng thương long, thỉnh thoảng phượng hoàng, mỗi một đầu đều từ kim sắc liệt hỏa tạo thành, hết thảy 8 đầu, ầm vang rơi xuống, đuổi kịp cái kia bay tán loạn, quả mưa, không ngừng nuốt, ăn như gió cuốn. Ăn đi, ăn thống khoái, trong nhà, bất luận cái gì tư nguyên, phụ tôn đều để cho ta chính mình tranh thủ, không nghĩ tới đi tới nơi này Thái Dương Vạn Tông, mới có thể hưởng thụ quyền lực. Nếu là sớm đi liền có thể dùng, quyền lực, mạnh lên, ta đã sớm không ngừng, bát giai a. Rầm rầm rầm, 8 đầu liệt hỏa cự thú, tiếp tục nuốt. Vân Thiên Khuyết có chút ngạc nhiên, hắn lặng lẽ đứng ở Lam Sa bên người, hỏi, Lam Huynh, đây là. Chí tôn cấp bậc bát kiếp thức thần, tên là, Hạo Nhật Thần Thú, loại này đặc thù linh thể, có thể thông qua thiêu, dung hợp, hấp thu thảo mộc thần linh trật tự thần văn, lại trả lại thức thần sở hữu giả, cùng lúc đó. Thảo mộc thần linh lực lượng, sẽ để cho hắn mỗi một cái thức thần, đều so cùng cảnh giới thức thần, nắm giữ mạnh hơn thức thần chi lực. Lam Sa 10 phần cực kỳ hâm mộ nói. Hắn là thức thần tu luyện giả, tự nhiên càng rõ ràng Hạo Nhật Thần Thú lực lượng. Dạng này Lý Hạo Thần, thoạt nhìn như là một cái 8 sinh ngự thú sư. Trách không được, hắn vẫn luôn là trật tự thiên tộc tiểu bối đệ nhất, lại hoặc là nói, là toàn bộ trên Thái Dương đệ nhất. Đế tinh bảng, chỗ nào có thể so sánh a? Vân Thiên Khuyết có chút thán phục nói. Tại trên Thái Dương, thức thần cũng là thứ một tu luyện chi đạo. Thức thần vi tôn. Ngươi nói đùa cái gì? Đế tôn 10 con trai, bao quát cái này nhỏ nhất, cái nào tại bọn họ thời đại, không phải đệ nhất. Không phải nhất kỵ tuyệt trần. Lam Sa trợn mắt một cái. Ngự thú sư lại không thừa nhận, đều phải nhận rõ ràng hiện thực, mặt trời, là chúng ta thức thần nhất tộc thiên hạ. Lam Sa nói bổ sung. Đúng thế, đúng thế. Vân Thiên Khuyết cười khổ nói. Hống hống hống. Cự thú thanh âm, vẫn chấn động nhân tâm. Trường hợp như vậy dưới, ai cũng chú ý không đến. Tại dưới chân bọn hắn cái này thanh vân thần mộc đoạn nhánh trong khe hẹp, cất giấu một cái vô hình con rắn nhỏ. Mà giờ khắc này, nó xúc tu, không ngừng run run. Nửa ngày về sau, khí độ càng hơn Lý Hạo Thần, đứng ở Cổ Mạc Đan Thần trước mặt bọn hắn. Còn có cao giai điểm sao? Hắn hỏi. Có một cái thất giai thảo mộc thần linh, nhưng còn không thành thục, bất quá đoán chừng nhanh Cổ Mạc Đan Thần nói. Dự tính bao lâu? Trong vòng 2-3 tháng. Được, nhìn chằm chằm. Giờ khắc này lên, Lý Hạo Thần nghiêm chỉnh đã thành lãnh tụ của bọn họ. Vâng, bất quá có một chút phiền toái nhỏ, Cổ Mạc Đan Thần nói. Nói một chút. Cái này cấp 7 thảo mộc thần linh, tại thanh hồn điện thống ngự phạm vi bên trong, mà lại, tương đối sâu nhập. Đây coi là phiền phức, Lý Hạo Thần hé miệng cười hỏi. Không tính, Cổ Mạc Đan Thần mở miệng. Làm, cút ngay cho ta tới. Lý Thiên Mệnh đi ra khỏi cửa, hướng về phía trên núi hô to. Ca, chờ ta ba hơi. Phu Tử Thiên ở phía xa giống lớn một tiếng. Không đến ba hơi, hắn thì quần áo lộn xộn, sắc mặt chướng hồng,
một đường thất tha thất thểu, rơi xuống đến Lý Thiên Mệnh trước mắt, hét lên, nhanh, đã chậm sư tỷ y phục, liền mặc vào. Phục. Lý Thiên Mệnh ngồi xổm xuống, nói, theo ngươi hỏi thăm hai người. Vô Song cô nương, khả năng gọi, Lý Vô Song, là ai? Đế tôn muội muội a, Phu Tử Thiên nói. Cái nào đế tôn, Lý Thiên Mệnh hỏi. Thái Dương đế tôn Lý Vô Địch a, ngươi ma chướng rồi, cái này nơi nào còn có còn lại đế tôn, Phu Tử Thiên khinh bỉ nói. Lý Thiên Mệnh vỗ đầu một cái. Gần nhất huyễn thiên chi cảnh lăn lộn nhiều, mỗi ngày bị thần dụ công chúa đuổi theo, chiêu an, vô ý thức cảm giác đế tôn có rất nhiều. Thái Dương đế tôn muội muội, tốt a, cái kia, Lý Hạo Thần, đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đế tôn con út, 25 tuổi, tinh tướng thần cảnh cấp thứ 8, bát kiếp thức thần sở hữu giả, thức thần gọi, Hạo Nhật thần thú, nghe nói rất nhiều bức, ta dù sao chưa thấy qua, nghe nói hắn đánh khắp trật tự chi địa vô địch thủ, người đồng lứa vô địch. Phu Tử Thiên nói. Cho nên, hắn là Cửu Nguyệt thần nữ ca ca. Đúng vậy, Cửu Nguyệt thần nữ nhỏ nhất, xếp hạng 11, nghe nói là tư sinh nữ, không phải đế hậu sở sinh, kiếp vòng nhiều nhất, 9 cái. Phu Tử Thiên nói. Được, minh bạch, người cút đi. Lý Thiên Mệnh vỗ đầu của hắn, Phu Tử Thiên khẽ run rẩy, đứng lên, vội vã trở về chạy. Đúng rồi, đừng đi. Lý Thiên Mệnh hô một tiếng. Chuyện gì ca, tên đã trên dây a. Phu Tử Thiên vẻ mặt đau khổ nói. Ngươi không cảm thấy, Lý Hạo Thần, cái tên này, có chút đất sao? Cùng, Lâm Phong, so thế nào? Lý Thiên Mệnh đậu đen rau muống nói. Cái này khác biệt, Lâm Phong là cựu thổ, Hạo Thần là mới đất. Phương pháp sản xuất thô sơ khác biệt. Cút. Được rồi. Thanh Vân Thần Mộc phương Nam, một chỗ rậm rạp diệp trong rừng, đang có một đám nữ tử, tại ở trong đó ngao du. Các nàng thì cùng tiên nữ giống như, ngắt lấy, chơi đùa, tiếng cười thanh thúy, tốt không sung sướng, dường như đều về tới tuổi thanh xuân, như vậy không buồn không lo thời gian. Ô mai, người ở đâu đâu, đưa người một đóa hoa, đến nha. Tóc màu quả quyết hiến nữ hiệp tại diệp trong rừng xuyên thẳng qua, cầm trong tay một đóa đủ mọi màu sắc hoa tươi. Cái này đây, nơi xa truyền đến Long Uyển oánh thanh âm. Yến nữ hiệp nháy mắt một cái, bay lượn đến phía sau của nàng, đem cái kia hoa nhỏ treo ở Long Uyển oánh châm cài phía trên, vỗ vỗ tay hài lòng nói, không tệ không tệ, vẫn là như vậy xinh đẹp như hoa, tiện sát người khác, xứng với người quốc tử đại gia. Nàng trùng điệp đến vỗ một cái Long Uyển oánh bả vai, đã thấy Long Uyển oánh chính cầm lấy một cái truyền tin thạch, nhìn đến xuất thần, thậm chí cau mày. Một tia lãnh ý dần dần nổi lên đuôi lông mày, trong ánh mắt, nhiều hơn ba phần oán hận. Thế nào? Yến nữ hiệp thu hồi nụ cười hỏi. Thiên mệnh cho ta truyền tin thạch, ngươi nhìn. Long Uyển oánh đem đồ vật cho nàng. Yến nữ hiệp nhìn lướt qua, lập tức nổi trận lôi đình, mắng, Lý Vô Song xúc sinh này cũng tới. Rốt cục bỏ được đi tìm cái chết sao? Lão tử đã sớm muốn lột da của nàng. Khác khoác lác, chúng ta Hiên Viên Long Tông bị bọn họ để mắt tới, đều tự thân khó đảm bảo, đế tôn muội muội, hiện tại ai dám giết a? Thái Dương Vạn Tông sớm cũng không phải là tấm sắt, chúng ta lại nhận thức muộn. Long Uyển oánh cúi đầu suy nghĩ sâu xa. Cũng không biết cái kia thiên cung là làm ăn gì, đều khi dễ đến đỉnh đầu lên, vẫn còn giả bộ cháu trai, làm sao lại không ai trước tiên đem thiên cung cho bưng, bàn tay mình nắm hằng tinh nguyên điều phối. Yến nữ hiệp hùng hùng hổ hổ nói. Việc này, dù sao nàng không nghĩ ra. Nàng nhớ tới chuyện năm đó, tâm lý vẫn tức giận bất bình, nói, đời ta, thật sự là chưa thấy qua Lý Vô Song hạ tiện như vậy người. Được rồi, cầm nàng không có cách nào. Nàng không phải thạch nham, đắc tội không nổi. Long Uyển oánh hít sâu một hơi, đem chính mình theo tâm tình bên trong giải phóng ra. Đắc tội không nổi, còn không thể mắng sao. Ta bây giờ hoài nghi, lúc trước thiết kế hại chết trượng phu ngươi nhi tử, chính là nàng chủ ý của mình, bằng không nàng ngay từ đầu tiếp cận các ngươi phu phụ làm cái gì. Yến nữ hiệp nghiến răng nghiến lợi, nhất chảo con gái ở bên cạnh trên cây cối, kéo xuống đến tốt một khối to. Thế nào hai vị? Những người khác xúm lại. Lý Vô Song tới. Nghe được danh tự, mọi người lại làm mắng một trận. Không có việc gì, không có ảnh hưởng gì, nàng cũng là đưa đế tôn con út tới, không cùng cổ mạc đan thần bọn họ lăn lộn cùng một chỗ. Bất quá, trước mắt lấy được tin tức là, cái này đế tôn con út Lý Hạo Thần, bởi vì thức thần Hạo Nhật thần thú đặc tính, hắn nghĩ ra được Thanh Vân thần mộc trái cây. Này bằng với đối diện ba phe thế lực, hoàn toàn vì cái này Lý Hạo Thần phục vụ.
Nội bộ bọn họ làm sao phân phối, cùng chúng ta không quan hệ, nhưng là lần này, bọn họ để mắt tới Thanh Hồn Điện cảnh nội, một cái sắp thành thục cấp 7 thảo mộc thần linh. Long Uyển Oánh hất ra liễu tình tự, bắt đầu dùng lý tính để suy nghĩ. Những năm này, nàng không thể không dạng này, bởi vì tâm tình sẽ ảnh hưởng phán đoán. Chỉ còn lại có tự mình một người, đi nhầm một bước cũng là thâm uyên. Cấp 7, phẩm cấp cao như thế, chúng ta còn không có phát hiện đi. Cũng có thể là Thanh Hồn Điện phát hiện, nhưng là không có nói cho chúng ta biết, bọn họ dù sao nhiều người. Long Uyển Oánh nói, mọi người đừng có gấp, lập tức liền có vị trí. Đại khái nửa canh giờ về sau, lại là một cái truyền tin thạch mà đến, cho Long Uyển Oánh tiêu chú cấp 7 nguyên tố thần tai vị trí. Các nàng sau khi xem xong, ánh mắt híp lại. Cái này thảo mộc thần linh vị trí, ở vào Thanh Vân thần mộc lớn nhất phương Nam, gần như sắp tới gần Thanh Hồn Kiếm Phong. Cái này hoàn toàn là Thanh Hồn Điện địa bàn, đây là thuộc về Thanh Hồn Điện trái cây, hoàn toàn không tại tranh luận khu vực, bọn họ dám xâm nhập đến đoạt. Đối phe thế lực cường đại, nếu như là tranh luận khu vực, khả năng còn sẽ thương nghị, bố trí một chút. Nếu như ngay cả lớn nhất phương Nam vị trí, đản sinh thảo mộc thần linh, đối phương đều muốn đi, vậy tương đương nói đúng là, đối phương đã đem toàn bộ Thanh Vân thần mộc bỏ vào trong túi, trực tiếp không coi ai ra gì. Đi qua. Liên hệ Thanh Hồn Điện sao? Liên hệ A, chúng ta là đến hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Long Uyển Oánh nói. Các nàng nhanh chóng triệu tập nhất quần tiên nữ cung tu luyện giả. Các nàng hiện tại vị trí, cự ly này, cấp 7 thảo mộc thần linh, không tính xa. Mấy ngàn người ra tốc, trong rừng bay qua. Lý Thiên Mệnh còn có mấy cái con rắn nhỏ, ngay tại Long Uyển Oánh trên thân, nó có thể cho Long Uyển Oánh vô cùng tinh chuẩn vị trí. Ngay ở phía trước. Trái cây còn không thành thục, chưa hẳn muốn chiến đấu, nhưng muốn chuẩn bị sẵn sàng. Long Uyển Oánh nói. Dám làm loạn, giết chết bọn chúng. Yến nữ hiệp quát. Hô hô hô. Bọn họ cấp tốc vây quanh. Đương nhiên, trước lúc này, bọn họ cùng Thanh Hồn Điện mấy người hội tụ. Trong đó có cổ kiếm Thanh Xương đệ đệ, lục kiếm quân tử một trong cổ kiếm đạo nhất. Hắn là Thanh Hồn Điện sáu cái, ngũ phẩm kiếm tu, một trong, đến từ cổ kiếm thị. Cổ kiếm đạo nhất cùng cổ kiếm Thanh Xương tướng mạo tương tự, nhưng càng trẻ tuổi một chút, lại cũng không có râu dài, khuôn mặt sạch sẽ không ít, làm người lộ ra 10 phần chính phái. Bạch Long Hoàng, các ngươi làm thế nào biết bọn họ tại cái này? Cổ kiếm đạo nhất hỏi. Chúng ta người phát hiện a? Yến nữ hiệp trợn mắt nói. Là. Cổ kiếm đạo nhất gật đầu. Chỗ lấy kéo lên hắn, là bởi vì nơi này dù sao cũng là Thanh Hồn Điện địa bàn. Dựa theo thiên cung quy củ, Thanh Hồn Điện là địa chủ, đối phương nếu là xâm lấn, từ Thanh Hồn Điện người ra mặt so sánh phù hợp. Ông, mấy người bọn hắn cường giả cấp tốc đến. Ngăn cách có một khoảng cách, Long Uyển Oánh liền thấy bọn họ. Bọn họ người không nhiều, chỉ có mười mấy cái, nhưng đều là cường giả, phải cẩn thận. Long Uyển Oánh nhắc nhở. Minh Bạch, hoác hoác hoác, nhất quần tiên nữ cùng mấy ngàn người, tăng thêm Thanh Hồn Điện mấy ngàn người. Cùng nhau có trên 10.000 người lập tức, cấp tốc đem nơi đây vây quanh. Thiên thần kiếm tông người không có tới, ngay tại về số lượng, đạt tới đối phương gấp trăm lần. Dù sao, đối phương rõ ràng muốn điệu thấp làm việc, không có lộ ra. Long Uyển Oánh liếc mắt liền thấy cổ mạc đan thần, Lam Sa cùng Vân Thiên Khuyết bọn người. Bọn họ như lão thần một dạng phụng dưỡng lấy một người mặc màu bạch kim cẩm bào thiếu niên, mà thiếu niên đang đứng tại một cái ngây ngô, không đáng chú ý trái cây trước mặt. Trong ánh mắt lóe ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên phá lệ hài lòng. Đúng vào lúc này, vây quanh mà đến Long Uyển Oánh bọn họ, cũng kinh động đến đám người này. Cổ mạc đan thần nhìn thoáng qua chung quanh, thanh âm âm u nói, bọn họ đến. Lý Hạo Thần vẫn đang nhìn chăm chú cái này không đáng chú ý trái cây, mỉm cười nói, mạc thần, ngươi là người trong nghề, nhìn ra được không? Cái quả này nhìn như phổ thông, nội bộ trật tự thần văn lại cực kỳ phức tạp. Mỗi một điểm thịt quả phía trên, đều cất giấu thần văn vô số, bây giờ còn đang nội liếm trạng thái, chờ nó chứa đựng, rất có thể sẽ siêu việt cấp 7, đạt tới bát giai mức độ. Có 7 thành khả năng, lại là bát giai. Cổ mạc đan thần nói. Nhất định muốn cầm xuống, hiểu. Lý Hạo Thần nói. Minh bạch, chúng ta xông pha khói lửa, không chối từ. Tuy nhiên đây là thuần túy Thanh Hồn Điện địa bàn, cơ hồ xâm nhập Thanh Hồn Điện hạch tâm chi địa. Có thể một cái bát giai thảo mộc thần linh, đầy đủ gây nên chiến tranh rồi. Nó quý giá như thế,
đến mức hắn vị trí, đều không trọng yếu. Bát giai thảo mộc thần linh, có khả năng luyện chế ra bát giai trật tự thần đan, so âm dương phần thiên đan còn phải cao hơn một cái cấp bậc. Coi như tại trật tự thiên tộc, đây đều là Lý Hạo Thần tiếp xúc không đến trọng bảo. Ánh mắt của hắn, đã hơi có chút nóng lên. Không nghĩ tới, vận khí ta tốt như vậy, không được hoàn mỹ chính là, trái cây bên cạnh con ruồi, hơi nhiều. Lý Hạo Thần nói, không sao, đập chết là được rồi. Mạc Thần cười nói, nhìn các ngươi, ta xác định một chút, cái quả này thành thục thời gian, đại khái là tại 70 ngày đến 71 thiên chi ở giữa. Hôm nay ít người, chúng ta đi về trước. Mạc Thần hỏi, được. Mắt thấy con ruồi, nhóm giờ phút này nhìn chằm chằm, Lý Hạo Thần chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Ba vị, cái quả này sinh ra tại chúng ta Thanh Hồn Điện địa bàn, còn xin các ngươi dựa theo quy củ, dẫn người cấp tốc rời đi. Cổ Kiếm Đạo Nhất đứng dậy, nghiêm âm thanh cảnh cáo. Thật sao, vậy chúc mừng các ngươi Thanh Hồn Điện. Mạc Thần cười một tiếng. Bọn họ cũng không nhiều lời, tập hợp một chỗ về sau, vậy mà dứt khoát rời đi. Bọn họ không có chút nào lo lắng. Tại bọn họ trở về trước, Thanh Hồn Điện sẽ phá hư cái quả này. Bởi vì, không có người sẽ như vậy phung phí của trời. Bọn họ đi được quá sảng khoái, không thể nghi ngờ có chút vượt quá Long Uyển Oánh dự liệu của bọn hắn. Nhưng đây càng nói rõ, bọn họ là muốn trở về, làm sung túc chiến đấu chuẩn bị. Ngươi chính là Long Uyển Oánh sao? Bỗng nhiên, gọi là Lý Hạo Thần thiếu niên, tại đám người chen chúc bên trong, quay đầu nhìn Long Uyển Oánh liếc một chút. Lăn, xúc sinh. Long Uyển Oánh ngữ khí bình thản, nói ba chữ. Thì mắng thiếu niên này, lại mắng cha mẹ của hắn. Một giới bát phụ, không có chút nào tu dưỡng, trách không được ngươi phu quân có vợ có con, còn muốn đối cô ta làm loạn, rơi vào một cái thân bại danh liệt, bị mất mạng xuống tràng. Lý Hạo Thần nhún nhún vai, tràn ngập chán ghét nhìn Long Uyển Oánh liếc một chút. Đừng chém gió nữ hài tử, thì ngươi cô cái kia mặt thối, thì cùng hầu tử cái mông giống như. Ngươi để cho nàng đem chân mở ra, tìm đến một đầu chó đực đều không muốn lên nàng, còn lấy ra dịu dàng óng ánh so sánh. Không phải liền là lão tử ngươi muốn giết người sao? Một nhà đều là xúc sinh, muốn giết người liền dứt khoát điểm, khác cả những thủ đoạn này, khiến người ta xem thường, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, thật gọi người nôn, xứng với đế tôn thân phận sao? Yến nữ hiệp há miệng liền mắng, chỉ Lý Hạo Thần cái mũi, có gan ngươi hôm nay liền để ngươi ba cái chó săn đến cắn ta. Nơi này là Thái Dương Vạn Tông, ta xem các ngươi những xúc sinh này chó săn, có thể làm sao nhảy nhót. Cổ Mạc Đan Thần tại Lý Hạo Thần trước mặt, đem hắn nâng lên đám mây, có thể Yến Nữ Hiệp lại sẽ không nuông chiều hắn. Thái Dương Vạn Tông cùng trật tự thiên tộc vốn là đối địch quan hệ, khúm núm, mới là không bình thường. Như thế để cái kia Lý Hạo Thần ngơ ngác một chút. Chợt, kim sắc liệt hỏa, bắt đầu xông lên cặp mắt của hắn. Hắn thói quen tại trật tự thiên tộc. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, có người còn dám mắng hắn phụ tôn. Ngày nào có thể đem nữ nhân này đầu lưỡi nhổ? Lý Hạo Thần hỏi Cổ Mạc Đan Thần. Đã muốn đánh, vậy liền quay chung quanh cái quả này đi, sẽ không quá lâu, mang nhiều một số người, hôm nay động thủ, hơi có chút ăn thiệt thòi. Cổ Mạc Đan Thần nói. Được, ta chờ được, Lý Hạo Thần nói. Đến lúc đó, tuyệt đối để ngươi, tự mình chấm dứt nàng. Cổ Mạc Đan Thần nói. Miễn đi, ta không muốn tay bẩn, Lý Hạo Thần nói. Đám người bọn họ rời đi, tự nhiên không người dám ngăn cản. Mẹ nó, lão tử một xem bọn hắn nhà loại này thanh cao, vô thượng dáng vẻ liền muốn nôn, làm đủ trò xấu, còn tự cho là phi phàm. Tất cả đều một cái dạng. Yến Nữ Hiệp cả giận nói. Không trọng yếu là, bọn họ sẽ trở lại. Long Uyển Oánh nghĩ nghĩ, đối người sau lưng nói, anh Đào, người đi xem một chút cái kia trái cây. Xác nhận một chút. Cố Đào Nhi tiến lên, suy nghĩ một hồi, nói, chuyện lớn, ta cảm giác khả năng đến bát giai. Bát giai. Mọi người chấn động. Muốn làm an bài, Long Uyển Oánh nói. Thiên Thần Kiếm Tông, cũng phải mang theo, không phải vậy nhìn không được, bọn họ là chủ lực. Bát giai thảo mộc thần linh, ta không tin tưởng bọn họ không tâm động. Bọn họ nếu là không dám tới, vậy liền chứng minh, bọn họ đối Thanh Hồn Điện vẽ bánh nướng. Cũng là giả. Yến Nữ Hiệp nói. Tiểu Thảo Dâu, cục cưng bé nhỏ, hôm nay đụng tới những người này, tâm tình không tốt ha. Yến Nữ Hiệp dỗ dành nói. Làm sao lại như vậy? Ta không là trẻ con, hiện tại ta chỉ muốn tìm cơ hội, hung hăng giết chết bọn họ.
Long Uyển Oánh trong ánh mắt, lóe ra cừu hận lửa giận. Nàng nói qua, nàng cũng chỉ là một cái muốn báo thù trung niên nữ nhân. Đây là chống đỡ lấy nàng sống sót duy nhất niềm tin. Dù là đây là ý nghĩ hão huyền, nàng cũng đang kiên trì. Thanh hồn kiếm phong, thứ sáu kiếm mạch. Thiên thần kiếm tông, Thạch Nham, đến, làm đến Lý Thiên Mệnh kết thúc tu luyện, sớm đi ra. Hắn đứng tại cửa ra vào, trước mắt chính là thân thể kia da thịt, như là nham thạch một dạng nữ tử. Thạch tiền bối tìm đến vãn bối, nhưng có phân phó. Lý Thiên Mệnh hỏi, trò chuyện một hồi đi, Thạch Nham nói. Được rồi, mời đến. Trong phòng tu luyện, Lý Thiên Mệnh cùng Thạch Nham ngồi đối diện nhau. Thạch Nham ngồi thẳng tắp, kiên cường như là một tòa pho tượng, hoàn toàn giống như là một cái không có sinh mệnh người. Ta người này không quen quanh co lòng vòng, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói đi. Thạch Nham nói. Được rồi. Nghe nói ngươi cần kim loại khoáng mạch, Thạch Nham nói. Đúng. Chúng ta Thiên Thần Kiếm Tông chỗ, Thiên Thần Đại Lục, là trật tự chi địa kim loại khoáng mạch nhiều nhất địa phương, to to nhỏ nhỏ kim loại khoáng mạch, trước mắt tranh giành tại mở đào, đều có hơn 3.000 điều. Những thứ này mỏ quặng là chúng ta thiên thần kiếm tu trọng yếu thần binh nơi phát ra. Nói ngắn gọn, loại này mỏ quặng tư nguyên, liền Vô Mộng Tiên Quốc, cũng chưa tới chúng ta một nửa. Thạch Nham nói. Ta nghe ngóng, thiên thần đại lục sản vật phong phú, khiến người ta cực kỳ hâm mộ. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy là tốt rồi. Thạch Nham không phải cái ôn nhu nữ nhân, nhưng nàng hiện tại đã tận khả năng nhu hòa, không cho Lý Thiên Mệnh cảm giác được áp bách cùng khó chịu. Nói đến đây, nàng liền trực tiếp đưa ra mục đích, nói. Ngươi hẳn là cũng rõ ràng, hiện tại Hiên Viên Long Tông tình huống, không thể lạc quan. Tối thiểu trong vòng trăm năm, rất khó giải quyết vấn đề. Lưu tại tư nguyên chưa đủ thanh hồn điện, kỳ thật rất chậm trễ ngươi cao tốc tu hành, lâu dài đi xuống đây không phải biện pháp. Cho nên, chúng ta Thiên Thần Kiếm Tông, Bắc Đẩu Kiếm Tôn, có ý mang 4 người các ngươi đệ tử, thêm vào chúng ta Thiên Thần Kiếm Tông. Chúng ta Thiên Thần Kiếm Tông cùng Hiên Viên Long Tông không kém bao nhiêu, Hiên Viên Long Tông có thể cho, chúng ta đều có thể cho. Tối thiểu nhất tại kim loại khoáng mạch phương diện, người muốn bao nhiêu, liền có thể muốn bao nhiêu. Mà lại, người làm Vi Thiên Cung đệ tử, 500 năm sau thuộc về Thiên Cung, cũng không cần lo lắng cho bọn ta tính kế ngươi. Kỳ thật nói cho cùng, là chúng ta Thiên Thần Kiếm Tông, chỉ là muốn cùng các ngươi hai cái Thiên Cung đệ tử, thành lập quan hệ tốt đẹp, giúp đỡ cho nhau. Đồng thời đâu, cũng coi là các ngươi cân nhắc, giải quyết một cái khẩn cấp. Rất hiển nhiên, Giang Thanh Lưu chậm chạp bất tử, nàng mắt thấy Lý Thiên Mệnh cùng Long Uyển Oánh quan hệ càng ngày càng tốt, có chút nóng nảy. Nói thật, Thạch Nham cho ra điều kiện, thật sự quá tốt rồi. Nhất là kim loại khoáng mạch. Đó là Lý Thiên Mệnh hiện tại cần thiết. Thanh hồn điện Thanh Thiên Kiều, cũng xác thực không có cách nào để Lý Thiên Mệnh bảo trì siêu việt tầm thường thiên tài đột phá. Nếu như Lý Thiên Mệnh không có khiêu chiến tử tinh bảng hy vọng, không có tử diệu tinh thần tháp, thiên thần kiếm tông, rất có thể là hắn đường ra duy nhất. Nhưng bây giờ, tại tư nguyên, cùng, nhân tình, phương diện, Lý Thiên Mệnh khẳng định lựa chọn nhân tình. Dù sao thiên thần kiếm tông, không nghĩ tới Lý Thiên Mệnh có thể nghe trộm, ngay từ đầu thì cho cực kỳ ấn tượng xấu. Thiên Mệnh, chúng ta Bắc Đẩu Kiếm Tôn thành ý rất vẹn toàn, hắn tự mình mở miệng, tối thiểu nhất so Thánh Long Hoàng đáng tin. Nếu như ngươi nguyện ý, kiếm tôn sẽ đích thân tới đón 4 người các ngươi. Bao quát người muốn lục tinh vũ trụ thần nguyên, hắn đều có thể cho ngươi bổ đầy. Thạch Nham thành khẩn nói. Lý Thiên Mệnh tâm lý cười. Nói thật, xa cuối chân trời thần diệu hoàng triều, vì thu nạp hắn, hai cái thất tinh vũ trụ thần nguyên đều mở ra. Nhân tài, thật sự là nổi tiếng A. Kỳ thật hắn nghe hiểu, thiên thần kiếm tông đối 4 người bọn họ, cũng không tệ lắm. Bọn họ là muốn thông qua lâu dài bồi dưỡng, hình thành cảm tình, làm sâu sắc bọn họ cùng thiên cung quan hệ. Đồng thời, còn có Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu hai người đệ tử nơi tay. 500 năm về sau, 4 người bọn họ, huynh đệ tình thâm, thiên cung như thế nào không chiếu cố thiên thần kiếm tông đâu. Bàn tính đánh rất khá. Cũng là so Long Uyển Oánh chậm một bước. Cái này một khoản, chỉ phải hoàn thành, thiên thần kiếm tông xác thực kiếm bộn không lỗ. Cũng liền cổ kiếm thanh xương bọn họ không đủ đại khí, sợ Lý Thiên Mệnh móc sạch của cải nhà của bọn hắn. Thiên Mệnh, ngươi như thế nào cân nhắc? Mỏ quặng, vũ trụ thần nguyên, kiếm tôn tự mình nghênh đón. Những điều kiện này, đều quá tốt rồi. Thế mà, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cự tuyệt. Hắn nói, Thạch tiền bối,
ta vô cùng cảm giác tạ hảo ý của các ngươi, nhất là kiếm tôn. Nhưng là, ta cùng oánh gì đã nói tốt hết thảy, cho hứa hẹn, ta cảm tạ nàng ngay từ đầu ơn chi ngộ, bây giờ hiên viên gặp kiếp nạn, ta càng phải cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, không thể cô phụ oánh gì. Tin tưởng thạch tiền bối cũng không hy vọng, ta làm một cái bội bạc người, đúng không? Hiên viên, thiên thần kiếm tông. Lý thiên mệnh tâm lý, là có thể dứt bỏ, chỗ tốt, đi làm một lựa chọn. Hắn luôn mồm, đều tại nói, oánh gì, hai chữ này, mà bên này xưng hô, thạch tiền bối, cái này khiến thạch nham tâm lý một lộp bộp. Nàng biết, chính mình chờ lấy Giang Thanh Lưu chết, lại đánh giá thấp Long Uyển oánh thủ đoạn. Không có việc gì, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, nhưng mà, chúng ta thiên thần kiếm tông cũng sẽ không buông tha cho, ta quay đầu hướng kiếm tôn nhắc lại một vài điều kiện, nếu là ngươi có bất kỳ nhu cầu, tùy thời đều có thể cùng ta nói, chúng ta tùy thời hoan nghênh ngươi. Thạch Nham nói, nàng chắc chắn, chỉ cần hiên viên Long Tông tình huống chuyển biến xấu đi xuống, mà Lý Thiên Mệnh thật lâu không được đột phá, hắn nhất định sẽ tìm tới thiên thần kiếm tông. Thái Phủ Kiếm Cung, thiên thần kiếm tông trên 10.000 người lập tức, đã đi ra 8.000. Còn lại không đến 2.000 người, cũng chuẩn bị xuất động. Tại Thái Phủ Kiếm Cung nội bộ, Thạch Nham tại trước khi lên đường, hội kiến cổ kiếm Thanh Xương. Long Uyển oánh quá độc ác. Ta hoài nghi nàng thì là dùng buồn nôn thủ đoạn, đem những này miệng còn hôi sữa tiểu hài tử, lừa xoay quanh. Thạch Nham sắc mặt lạnh lùng, sắc mặt u ám. Cái gì buồn nôn thủ đoạn? Cổ kiếm Thanh Xương hỏi. Ngươi cứ nói đi, đơn giản cũng là ỷ vào tư sắc, lừa một chút tiểu thiếu niên, nàng từng tuổi này, dựa vào thân thể hàng phục mấy cái người chưa từng trải sự tình nhóc con, còn không phải dễ như trở bàn tay. Thạch Nham xì một tiếng khinh miệt. Cái này có thể thế nào tốt? Muốn không ngươi, cổ kiếm Thanh Xương cau mày nói. Ta con mẹ nó mẹ được không? Thạch Nham hận không thể quất ra kiếm chém hắn. Cổ kiếm Thanh Xương xem xét, quả nhiên biện pháp này không làm được. Long Uyển oánh phong tình vạn trùng, trước mắt đây chính là cương mãnh thạch đầu. Loại này tiên thiên ưu thế, không cách nào so sánh được. Trách không được nàng còn theo tiên nữ cung, kéo một đám nữ đến, mấy ngàn người cả ngày tại Lý Thiên Mệnh, phụ tử thiên trước mặt lắc. Có thể không để bọn hắn thần hồn điên đảo sao? Thạch Nham ám đạo chính mình thất sách, nàng nhìn chằm chằm vào Giang Thanh Lưu. Vạn vạn không nghĩ đến, Long Uyển oánh vậy mà dùng cái này gieo xuống nhà văn đoạn, để những đứa trẻ lưu luyến quên về. Vậy làm sao bây giờ? Cổ kiếm Thanh Xương nói. Không có việc gì, bọn họ là thiên cung đệ tử, nữ nhân không thể thiếu, ăn nhiều đều có phiền chán một ngày, chúng ta thiên thần kiếm tông mỏ quặng, tư nguyên ưu thế, không người có thể so sánh. Tiếp qua mấy tháng, bọn họ tự giác hoang phế, sớm muộn đến cân nhắc chúng ta. Thạch Nham nói. Cái kia Giang Thanh Lưu, còn giết hay không? Cổ kiếm Thanh Xương nhàn nhạt hỏi. Giết, Thạch Nham nói. Lý Thiên Mệnh bọn họ đã cùng Long Uyển oánh dắt lên, giết hắn làm gì? Cổ kiếm Thanh Xương nói. Ta đã trả tiền, không giết, tiền thì đổ xuống sông xuống biển. Thạch Nham trợn mắt một cái nói. Cổ kiếm Thanh Xương im lặng. Mà lại. Bọn họ tuy nhiên cùng Long Uyển oánh tốt hơn, có thể Giang Thanh Lưu vẫn là môi giới, thiếu đi người trung gian, Lý Thiên Mệnh bọn họ muốn thoát thân đến ta thiên thần kiếm tông, sẽ dễ dàng hơn một số. Thạch Nham nói, tốt a. Cổ kiếm Thanh Xương gật đầu. Uy, Thạch Nham ngẩng đầu, cười lạnh nhìn hắn một cái, nói, cổ kiếm Thanh Xương, nơi này thì chúng ta hai cái, người đừng giả bộ được không? Người nào không biết, coi như không có chúng ta, người đều ước gì Giang Thanh Lưu chết. Chớ nói nhảm, cổ kiếm Thanh Xương nói. Còn đựng đâu, hắn mặc danh kỳ diệu thành, thanh hồn tháp thủ hộ giả, mà thanh hồn tháp từ trước đến nay đều là thanh hồn điện trưởng giáo nhất đại chiến lực. Người dám nói người đã từng thua với Vân Thiên Khuyết, chỉ có thể làm một cái thanh vân thứ hai, không cũng là bởi vì thiếu đi thanh hồn tháp sao? Thạch Nham cười lạnh. Cổ kiếm Thanh Xương ngơ ngẩn, không nói gì. Huynh đệ, chúng ta là trên một cái thuyền, khác che giấu. Thạch Nham vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thanh hồn kiếm phong, tổ mộ. Hôm nay là thanh hồn kiếm phong, mỗi năm một lần tế tổ thời gian. Tổ mộ nội bộ, ngoại trừ bế quan tu hành Giang Thanh Lưu, cùng bên ngoài, cổ kiếm đạo nhất, lục kiếm quân tử còn lại bốn cái đều tại. Ngoại trừ cổ kiếm Thanh Xương, Diệp Đông Lưu cùng mộ hoa bà bên ngoài, còn có một người mặc lá phong hoàng bào nam tử. Hắn đứng tại Diệp Đông Lưu sau lưng, ôm trong ngực một thanh trường kiếm, ánh mắt ố vàng, sắc mặt lạnh lùng. Hắn chính là đệ tứ kiếm mạch chủ, Diệp Bất Chi Thu.
hắn chính là Diệp Đông Lưu chi tử, Thanh Hồn Điện, Đông Diệp tộc trụ cột vững vàng. Lúc này, tại tổ mộ nội bộ phía trước nhất, cổ kiếm thanh xương cho nguyên một đám trên bia mộ hương. Ba bái chín khấu, khuôn mặt nghiêm túc. Mời tổ tiên phù hộ, Thanh Hồn Điện đời đời an ổn, vạn cổ trường thanh. Đằng sau ba người, liên tiếp dâng hương. Tế tổ hoàn tất, cổ kiếm thanh xương chuẩn bị lui ra, nói, bát giai thảo mộc thần linh xuất thế, ngoại trừ mộ hoa bà đóng giữ tông môn, những người khác theo ta xuất phát. Trưởng giáo, Giang Thanh Lưu đâu? Nhỏ tuổi nhất Diệp Bất Chi Thu trầm giọng hỏi. Hắn tự xưng, đang bế quan thời kỳ mấu chốt. Cổ kiếm thanh xương nói. Bát giai thảo mộc thần linh xuất thế, việc quan hệ chí bảo, làm lục kiếm quân tử một trong, coi như bế quan cũng được đi ra, vì Thanh Hồn Điện tôn nghiêm tử chiến đến cùng, mà không phải làm kẻ hèn nhát. Diệp Bất Chi Thu nói. Cổ kiếm thanh xương nhếch miệng. Trưởng giáo, gọi hắn cùng đi đi. Diệp Đông Lưu ngừng một chút nói, đây là tông môn đại sự, bát giai thảo mộc thần linh A, đối phương rõ ràng muốn tranh đoạt, thiên thần kiếm tông cùng tiên nữ cung, đều toàn quân giết ra, chính chúng ta người, làm sao có thể co đầu rút cổ tông môn. Bọn họ cũng đều biết, bọn họ muốn cho Giang Thanh Lưu ra ngoài, chân chính ý đồ là cái gì. Cổ kiếm thanh xương chắp tay sau lưng, đứng ở một tòa tòa trước mộ bia. Hắn không có trả lời. Trưởng giáo, ta tính tình tương đối thẳng. Hôm nay tất cả mọi người tại cái này, có mấy lời, người đừng trách ta nói thẳng. Tuổi trẻ Diệp Bất Chi Thu đứng dậy, đối mặt với cổ kiếm thanh xương phía sau lưng. Gặp cổ kiếm thanh xương không có từ chối, hắn liền trực tiếp mở miệng, nói, mới thiên bảng bài danh, sắp công bố, chúng ta Thanh Hồn Điện rõ ràng có thể phản siêu Vân Thượng Thiên Cung, tại thiên bảng phía trên trở thành thanh vân đệ nhất. Nhưng là tất cả mọi người rõ ràng, chúng ta chỉnh thể thực lực, cũng không bằng Vân Thượng Thiên Cung. Trong đó điểm trọng yếu nhất, cái kia chính là, chúng ta trưởng giáo, không phải Vân Thượng Tiên Cung Vân Thiên Khuyết đối thủ. Liên trưởng giáo đều không phải là đối phương đối thủ, như thế nào nghiền ép đối phương, thành là thứ nhất tông môn. Diệp Bất Chi Thu tiếng leng keng âm, tại cái này tổ mộ bên trong quanh quẩn, tạm thời không ai nói tiếp. Hắn liền tiếp tục nói, nhưng là, theo ta được biết, chúng ta trưởng giáo, vô luận là thiên phú, cảnh giới, đều không so Vân Thiên Khuyết kém. Vì sao lại nhiều lần bị áp chế một đầu? Cái kia cũng là bởi vì, cái kia vốn thuộc về trưởng giáo sử dụng, Thanh Hồn Tháp, lại rơi vào Giang Thanh Lưu trên tay, nhận hắn làm chủ. Giang Thanh Lưu căn bản cũng không có trưởng khống Thanh Hồn Tháp thực lực, hắn tăng thêm Thanh Hồn Tháp, còn không phải là đối thủ của ta, Thanh Hồn Tháp tại trên tay hắn, quả thực cũng là lãng phí. Nhưng là, bởi vì khí hồn lựa chọn, chỉ cần hắn không chết, khí hồn thì vĩnh viễn sẽ không phục tùng chúng ta trưởng giáo, bởi vậy nhìn. Giang Thanh Lưu là chúng ta Thanh Hồn Điện tội nhân, hắn chẳng những không có trợ giúp tông môn, ngược lại liên lụy trưởng giáo, liên lụy Thanh Hồn Điện. Nói đến đây, vẫn là không ai nói tiếp. Diệp Bất Chi Thu càng thêm kích động, trực tiếp lớn tiếng nói, bây giờ cục diện, Vân Thượng Tiên Cung tìm đường chết, lựa chọn làm trật tự thiên tộc chó săn. Mặc kệ trật tự thiên tộc mạnh cỡ nào, nơi này đều là chúng ta Thái Dương Vạn Tông địa bàn, bọn họ đã tại Hiên Viên Long Tông làm sằng làm bậy. Còn tại chúng ta Thanh Vân Đại Lục hoành hành bá đạo, nếu như Vạn Tông sẽ không lại cho bọn họ một chút nhan sắc nhìn xem, cái kia cái này Thái Dương Vạn Tông đều không có tồn tại ý nghĩa. Bởi vậy nhìn, Vân Thượng Tiên Cung tuyệt đối là tự tìm đường cùng, song đời chỉ là vấn đề sớm hay muộn, trật tự thiên tộc cũng sẽ không để ý đầu này chó săn sinh tử. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, tăng thêm chúng ta Thanh Hồn Điện bài danh tăng lên, siêu việt Vân Thượng Tiên Cung, chúng ta thuận theo Vạn Tông đại thế, áp chế Vân Thượng Tiên Cung. Thậm chí độc bá Thanh Vân Đại Lục, đều là rất có thể sự tình. Mà hết thảy này một trong mấu chốt, rõ ràng chính là, chúng ta trưởng giáo, người cầm đầu, đến nắm giữ áp chế Vân Thiên Khuyết thực lực. Đây hết thảy, còn kém một cái Thanh Hồn Tháp. Chiều hướng phát triển, đây là Thanh Hồn Điện từ trước tới nay, lớn nhất cơ hội. Lại có một người, cắm ở Thiên Cung đệ tử cùng Thiên Thần Kiếm Tông Liên Hợp Trung Gian, sinh vì Thanh Hồn Điện người, còn liên lụy tông môn, cướp đi trưởng giáo chí bảo. Cứ thế mà kéo lấy chúng ta quật khởi bước chân, cái này không phải liền là thiên cổ tội nhân sao? Giang Thanh Lưu, hẳn phải chết. Diệp Bất Chi Thu nói xong, cùng phụ thân liếc nhau một cái. Diệp Đông Lưu rất hài lòng hắn lý do thoái thác. Tổ mộ nội hãm nhập tĩnh mịch bên trong. Lúc này thời điểm, Diệp Đông Lưu ho khan hai tiếng, nói, kỳ thật đâu, nếu như có thể độc trưởng Thanh Vân Đại Lục, chúng ta chỗ tốt lớn nhất đâu, thì là có thể chém đứt Thanh Vân Thần Mộc. Trên thực tế, Thiên Cung cho Thanh Vân Đại Lục hàng tinh nguyên phân phối, thật là không ít,
chỉ là đại bộ phận để Thanh Vân Thần Mộc hấp thu, mà mỗi lần Thanh Vân Thần Mộc kết quả, chính thức có thể tới chúng ta trên tay, lại rất rất ít. Cứ như vậy, còn không bằng đem nó chém đứt, từ nay về sau, Thanh Vân Đại Lục toàn bộ tư nguyên, tất cả thuộc về thuộc chúng ta sớm muộn có một ngày, có thể trưởng thành là chân chính chuẩn nhất lưu thế lực. Nói như vậy, chúng ta cái này đệ nhất người, giải thoát rồi Thanh Vân Thần Mộc gông xiềng, chân chính công đức vô lượng, con cái đời sau, đều sẽ bằng vào chúng ta làm vinh đi. Chém đứt Thanh Vân Thần Mộc. Cổ Kiếm Thanh Xương tâm lý run rẩy một cái. Hắn ngẩng đầu, nơi này là tổ mộ bên trên có một khối bảng hiệu. Cái kia là năm đó Thanh Hồn Lão Tổ, tự mình viết xuống bốn chữ lớn. Đó là trăm ngàn đời tổ huấn, xâm nhập mỗi một cái cổ kiếm thị huyết mạch bên trong, đó cũng là vô số tại Thanh Vân Thần Mộc phía dưới lớn lên bọn nhỏ tín ngưỡng. Cái kia bốn chữ, gọi là thủ hộ Thanh Vân. Tổ tiên sai. Tại không có thực lực nạp vì bản thân có lúc, Thanh Vân Thần Mộc không phải bảo tàng, mà chính là gác ở chúng ta mỗi một cái, Thanh Vân người, trên cổ gông xiềng, cả đời lồng giam. Mộ Hoa bà giận dữ nói. Bọn họ đều nhìn cổ kiếm Thanh Xương. Hắn hít thở một hơi thật sâu. Đi, đi tìm Giang Thanh Lưu. Trước mắt cả tòa Thanh Hồn Kiếm Phong bên trong, Ngân Trần duy nhất không có bước chân địa phương, cũng là cao nhất phía trên Thanh Hồn Kiếm Cung. Bất quá. Cái kia căn bản là cổ kiếm Thanh Xương chính mình ở lại địa phương, bình thường cũng không có người nào đi vào. Địa phương khác, bao quát Thái Phủ Kiếm Cung, tổ mộ, bên trong, đều có Ngân Trần ẩn thân con rắn nhỏ. Bọn họ hình thể quá nhỏ, hành động cơ hồ không có động tĩnh, thì cùng biến mất một dạng, lặn núp trong bóng tối, dùng cái kia chấm đen nhỏ ánh mắt, lạnh lùng xem kỹ lấy, nó để mắt tới tất cả mọi người. Cho đến trước mắt, Ngân Trần ngoại trừ thường xuyên sẽ, bỏ bê công việc. Tìm địa phương tắm rửa bên ngoài, còn chưa từng đi ra chỗ sơ suất. Bao quát Thiên Thần Kiếm Tông mục đích, Lý Vô Song, Lý Hạo Thần đến, còn có Bát Giai Thảo Mộc Thần Linh sinh ra, còn có Giang Thanh Lưu nguy cơ, toàn bộ thu hết vào mắt. Lý Thiên Mệnh có thể nói, nếu như không có Ngân Trần tồn tại, đi vào Thanh Hồn Điện về sau, hắn tuyệt đối hai mắt bôi đen. Lần này, hắn vốn tại Tử Diệu Tinh Thần Tháp để thất trọng tu hành, Ngân Trần lại thúc giục hắn đi ra. Đưa nó tại Thái Phủ Kiếm Cung cùng tổ mộ kiến thức, cùng nhau nói cho Lý Thiên Mệnh. Nghe xong nửa trước đoạn, Lý Thiên Mệnh sắc mặt thì âm trầm xuống. Lúc này thời điểm, Ngân Trần còn tại chậm rãi thuật lại, cái kia Diệp, không biết, thu mở, bắt đầu nói. Lý Thiên Mệnh trực tiếp xuất phát, đem Vô Tử Thiên theo trong lúc ngủ mơ kéo ra ngoài, thẳng đến Giang Thanh Lưu vị trí mà đi. Ca, ca, lại làm gì rồi? Vô Tử Thiên hét lên. Lý Thiên Mệnh không có phản ứng đến hắn, mà chính là đối, Ngân Trần, nói, ngươi nhanh đừng nói nữa, vội vàng đem ngươi muốn nói lời, cho ta bày ra đến. Cộng sinh không gian bên trong, còn lại tiểu ngân chứng vừa trừng mắt, mắng một tiếng, ngốc tất. Mắng còn về sau, nó ngược lại là thành thật, biết mình tự thuật quá chậm, đây là một cái tình báo nhân viên ngạnh thương. Sau đó, những cái kia tiểu ngân chứng, hóa thành hơn 1 triệu con rắn nhỏ, tại cộng sinh không gian xếp thành một hàng. Mấy chục cái kim loại con rán tạo thành một chữ. Cơ hồ chỉ dùng trong nháy mắt, nó liền đem Diệp Bất Chi Thu cùng Diệp Đông Lưu nói lời, dùng văn tự hình thức, cho đẩy đi ra. Lý Thiên Mệnh chỉ quét mắt một vòng, thì vừa xem hiểu ngay. Dài như vậy, để ngươi thuật lại, tối thiểu đến nửa canh giờ. Lý Thiên Mệnh đậu đen rau muống nói. Không phục, kìm nén, đồ bỏ đi. Ngân Trần cái kia 1 triệu con rán thân thể, cùng nhau dựng lên xúc tu. Lý Thiên Mệnh cảm giác, nó đây là tại cùng chính mình dựng thẳng ngón giữa. Gia hỏa này xuất sinh không lâu, liền đến chỗ trộm nghe người ta nói, còn quan sát Phu Tử Thiên trêu đùa sư tỷ các sư muội. Nó học tập một miệng không quá lưu loát lời thô tục, rất giống cái vấn đề thiếu niên. Giang Thanh Lưu ngay tại thứ 6 kiếm mạch. Lúc này thời điểm, cổ kiếm Thanh Xương bọn họ, đã chuẩn bị theo tổ mộ đến đây. Tổ mộ vị trí tại thứ nhất kiếm mạch, bọn họ không nhanh không chậm. Lý Thiên Mệnh liền nắm chặt thời gian, đi vào Giang Thanh Lưu trụ sở sau. Hắn trực tiếp kéo lấy Vu Tử Thiên, hai người xâm nhập trong đó. Sư Tôn, có chuyện tìm ngươi. Vu Tử Thiên hét lên. Siêu, một cái thanh y trung niên, xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Chỉ thấy hắn tóc có chút rối tung, hai mắt ảm đạm, quần áo không chỉnh tề, có vẻ hơi ngơ ngơ ngác ngác. Muốn đến trong khoảng thời gian này, tâm lý trạng thái rất là không tốt. Tửu đều uống. Chuyện gì? Giang Thanh Lưu chống đỡ mí mắt, có chút hiu quạnh hỏi. Đại sự.
Lý Thiên Mệnh là nhanh chóng quyết đoán người, hắn cấp tốc đem Thái Phủ Kiếm Cung cùng tổ mộ đối thoại, lấy đơn giản nói tóm tắt ngôn ngữ, hướng Giang Thanh Lưu nói một lần, lại tổng kết nói. Nói ngắn gọn, tránh thức để bọn hắn đối người nổi sát tâm, cũng không phải là Thiên Thần Kiếm Tông áp bách, cũng không phải là bởi vì, ngươi là chúng ta cùng Hiên Viên Long Tông mối quan hệ, mà là bởi vì bọn hắn đỏ mắt ngươi Thanh Hồn Tháp. Cổ Kiếm Thanh Xương lần này tới tìm ngươi, đã nói lên hắn đã bị thuyết phục. Lại hoặc là nói, Thanh Hồn Tháp chuyện này, vẫn luôn là hắn lớn nhất tâm bệnh. Sau khi nghe xong, Giang Thanh Lưu sắc mặt rất bình tĩnh. Hắn cười khổ một tiếng, uống một hớp tửu, lắc đầu. Phu Tử Thiên vừa biết cái này chân tướng, nhất thời nổi giận, mắng, chơi hắn mẹ già. Một đám súc sinh, đã từng Thanh Hồn Tháp chọn truyền nhân thời điểm, là hắn Cổ Kiếm Thanh Xương chính mình nóng vội, đã mất đi khí hồn tín nhiệm. Sư tôn ta căn bản không có chủ động thân cận Thanh Hồn Tháp, là Thanh Hồn Tháp khí hồn chủ động tuyển định hắn. Cổ Kiếm Thanh Xương chính mình không có bản sự, kết quả là còn trách sư tôn ta rồi. Ô Quỳ Vương bát đản a đây là. Việc này rất khó giải. Thân là Thanh Hồn trưởng giáo, lại không có chuyên trúc trật tự thần binh. Thế mà, cái này trách không được người khác. Làm Lý Thiên Mệnh cùng Vu Tử Thiên nhìn về phía Giang Thanh Lưu, muốn hỏi một chút hắn nên làm cái gì thời điểm. Giang Thanh Lưu yên lặng cười nhẹ một tiếng, nói, kỳ thật. Theo hắn ngầm thừa nhận một khắc kia trở đi, ta liền biết, hắn mục đích thực sự là cái gì. Quả nhiên, thân là người trong cuộc, chính hắn rõ ràng nhất. Súc sinh, vô năng còn trách người khác, người vì Thanh Hồn Điện bỏ ra nhiều như vậy. Phu Tử Thiên gấp đến độ ánh mắt đỏ bừng. Khó chịu nhất chính là, bọn họ vậy mà chủ trương chém đứt Thanh Vân Thần Mộc, đây là tổ huấn A, mỗi một thời đại tổ tiên. Dốc lòng dạy bảo, phải bảo vệ Thanh Vân, đây là Thanh Vân đại lục căn cơ. Ai, ma chướng, cái gọi là chiều hướng phát triển dụ hoặc, cứ như vậy đại A. So sánh tử vong, Thanh Vân thần mộc nếu là ngã xuống, đó mới là thiên thu vạn đại đau. Cây này là Thanh Vân đại lục mọi người xem làm khởi nguyên địa phương, là tâm linh ký thác, cũng là rất nhiều người hướng tới chi địa. Dù là rất nhiều một đời người, cũng không từng chứng kiến qua nó kết quả, nó chỗ biểu tượng vạn cổ trường thanh. Tại nó trên thân phát sinh nhiều đời cố sự, nó trên thân mỗi người vì cái gì vết khắc, đều tràn đầy lịch sử dấu vết. Đó là dung nhập vào mỗi một cái Thanh Vân người huyết mạch bên trong đồ vật. Thanh Hồn Tháp, là ta sai rồi sao? Ta là thiên cổ tội nhân. Ha ha! Giang Thanh Lưu nở nụ cười, hắn chậm rãi ngồi trên mặt đất, thần sắc vô cùng hưu quạnh. Hồi tưởng lại 30 tuổi trước, đã từng muốn vì cái này gia viên, tranh thủ vinh dự, nhưng lại không biết trời cao đất rộng. Tống táng nửa ngày phú, về sau mấy trăm năm cẩn trọng, chinh chiến Thanh Vân, dạy đệ tử, không chưa hết hứng hết sức, yêu mảnh đất này, lại cuối cùng trở thành bọn họ trong miệng tội nhân. Sư tôn, người đừng nghe bọn họ, người phải tỉnh lại, muốn phản kháng. Chúng ta đều tiến vào tổ mộ phía trên lão tổ lưu lại, thủ hộ Thanh Vân, bốn chữ còn ở đây, là bọn họ muốn phản bội tổ tiên, phản bội Thanh Hồn Điện, bọn họ mới là thiên cổ súc sinh. Phu Tử Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Thủ hộ Thanh Vân. Giang Thanh Lưu có chút tán loạn hai mắt, bởi vì bốn chữ này, một lần nữa tỏa sáng hào quang. Hắn đã từng kính trọng người, bao quát Mộ Hoa bà ở bên trong, đều nói ra để hắn tuyệt vọng lời nói. Bởi vậy, thế giới dường như đều sụp đổ. Thế nhưng là chấp niệm trong lòng, còn có đối cái kia một gốc thần mộc kính trọng, để tim của hắn, tại lần lượt trọng thương bên trong, ngược lại kiên định lên. Giang tiền bối, thương tâm sau khi... còn hy vọng ngươi có thể chống lên tới. Dù sao, ngươi cũng không phải là chỉ có chính mình, ta cùng Tử Thiên, còn có Oánh Di, còn có tiên nữ cung các bằng hữu, đều đứng tại ngươi bên này. Coi như toàn bộ Thanh Hồn Điện, đều đứng tại chúng ta mặt đối lập, nhưng nói thật, ai đúng ai sai, lịch sử tự có kết luận, lo liệu sơ tâm, mới là chúng ta tu luyện giả trong lòng đại đạo, càng là chúng ta cả đời này bận rộn, hết sức truy tìm chân bảo. Quyết không thể để mất quy cách người, đi làm mất quy cách sự tình. Cũng là chúng ta tu luyện giả trách nhiệm. Tối thiểu nhất, người sống một thế, không thể bởi vì thời gian ngắn cùng lợi ích, thật xin lỗi đời đời con cháu. Việc này Lý Thiên Mệnh rất có cảm khái. Kỳ thật Thanh Vân thần mộc sự tình, hắn có hiểu biết. Theo một mặt góc độ phía trên nhìn, Thanh Hồn Điện mỗi lần lấy được quả thực không nhiều, nhưng dù là một thành, đều có thể chống đỡ thiên bảng 38 bài danh, đưa thân nhị lưu thế lực. Có thể thấy được Thanh Vân thần mộc sản lượng. Xác thực cực kỳ phong phú. Thanh Vân đại lục hằng tinh nguyên, đại bộ phận để Thanh Vân thần mộc hấp thu, mà Thanh Vân thần mộc một thành trái cây,
đều có thể trả lại Thanh Hồn Điện, có thể thấy được Thanh Vân Thần Mộc bản thân, là có thể đem hàng tinh nguyên hiệu quả và lợi ích, tăng lên mấy lần. Cho nên, Thanh Vân Thần Mộc không sai. Chỉ là sai tại Thanh Hồn Điện cùng Vân Thượng Tiên Cung, không có thực lực giữ vững cái này báu vật, để ngoại nhân xâm chiếm. Ngoại nhân thực lực cường hãn, đến đây đoạt bảo, giống như cũng không sai. Cuối cùng, nhỏ yếu vẫn là nguyên tội. Nhưng, bởi vì nhỏ yếu, liền muốn chém nứt Thanh Vân Thần Mộc, cái này không khỏi là thiển cận lại điên cuồng hành động. Có lẽ Thanh Hồn Lão Tổ, còn có các đời đám tiền bối, đem thủ hộ Thanh Vân làm tổ huấn, cũng có càng quan trọng hơn mục đích đi. Những lời này, Lý Thiên Mệnh thuộc về biểu lộ cảm xúc. Giang Thanh Lưu sau khi nghe xong, hắn hít sâu một hơi, nói, không nghĩ tới người tuổi còn trẻ, suy nghĩ liền như thế thông suốt, ngược lại ta hư trường mấy trăm tuổi, vẫn sống tại hỗn độn bên trong, không bằng ngươi nhìn thấu triệt. Tiền bối chỉ là người trong cuộc, nhớ tới tình cảm, bị đau thương chủ đạo tâm tình thôi. Đã đối phương không nể mặt mũi, tiền bối đại khái có thể dứt bỏ trước kia tình cảm, sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm. Ha ha! Giang Thanh Lưu cười. Hắn đứng dậy, vỗ vỗ Lý Thiên Mệnh bả vai, nói, may mắn mà có ngươi, nếu không, đời ta, nhất định là liền chết như thế nào, cũng không biết. Xác thực, lần này là Ngân Trần cứu được hắn, bằng không hắn khả năng sớm mất. Thống khổ nhất, chỉ sợ là không biết tử vong chân tướng. Cho nên, Lý Thiên Mệnh hỏi, chờ ta một lát. Giang Thanh Lưu sau khi nói xong, quay người tiến vào nội điện. Sư tôn sẽ làm thế nào? Phu tử Thiên hỏi. Không biết, bất quá, bọn họ nhanh đến. Lý Thiên Mệnh thông qua Ngân Trần ánh mắt, đã thấy cổ kiếm thanh xương những người kia, đã đến thứ 6 kiếm mạch. Vừa nói xong đâu, Giang Thanh Lưu liền từ nội điện đi ra. Hắn đổi một thân trang phục, áo bào xanh da thân, tóc dài trải cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt ô uế cũng lau sạch sẽ, toàn thân trên dưới cẩn thận tỉ mỉ, xem ra thần thái sáng láng. Cùng mới so sánh, quả thực thì cùng đổi một người giống như, rất có một loại xuân phong đắc ý cảm giác. Sư tôn, người đây là đi vào biến thân rồi, Phu tử Thiên ngạc nhiên nói. Đúng vậy, thoát thai hoán cốt, Giang Thanh Lưu cười nói. Hắn bộ dạng này, ngược lại là cùng cổ kiếm thanh xương có chút tương tự, biến đến tiên phong đạo cốt. Vừa nói xong nơi này, cổ kiếm thanh xương một nhóm người, đã đi tới đại điện bên ngoài. Gặp đại môn mở ra, bọn họ thì trực tiếp đi lên. Tại tiến điện quá trình bên trong, bọn họ theo một mặt sâu lạnh, khôi phục bình tĩnh. Thanh Lưu, cổ kiếm thanh xương vào cửa, liếc mắt liền thấy được ba người bọn họ. Hắn tập trung nhìn vào, Giang Thanh Lưu trạng thái, giống như so mấy lần trước muốn tốt hơn nhiều. Hai vị thiên cung đệ tử cũng tại. Diệp Đông Lưu, Mộ Hoa bà bà cùng Diệp Bất Chi Thu ba người, đứng ở phía sau, thần sắc lộ ra quá mức bình tĩnh. Đúng, thiên mệnh cần kim loại khoáng mạch tu hành, chính tới tìm ta, muốn cho ta giúp đỡ ra mặt, cùng trưởng giáo nhiều nói vài lời đây. Giang Thanh Lưu đứng tại Lý Thiên Mệnh bọn họ trước mắt cười nói. Sau khi nói xong, hắn quét Diệp Đông Lưu ba người bọn hắn liếc một chút, nghi hoặc hỏi. Bốn vị vậy mà cùng đi thứ 6 kiếm mạch, là có chuyện quan trọng sao? Kim loại khoáng mạch sự tình, để cổ kiếm thanh xương có chút khó chịu. Hắn nhảy qua cái đề tài này, sắc mặt nghiêm túc nói. Thanh Lưu, Thanh Vân Thần Mộc xuất hiện bát giai thảo mộc thần linh, ngay tại chúng ta Thanh Hồn Điện nội địa, Côn Trì Thành, phụ cận. Nhưng Vân Thượng Tiên Cung, Chiến Thần Tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải nhóm người này, đồng dạng phát hiện vị trí của nó, Trật Tự Thiên Tộc Đế Tôn con út Lý Hạo Thần chính cùng bọn hắn đồng bọn. Lần trước, Đạo Nhất cùng bọn hắn chạm mặt, bọn họ ý tứ rất rõ ràng, là muốn cướp đi thuộc tại chúng ta Thanh Hồn Điện, bát giai thảo mộc thần linh, chúng ta cùng Thiên Thần Kiếm Tông, Tiên Nữ cùng các bằng hữu liên hợp thương nghị, dự định thủ vệ chúng ta bảo vật, cho kẻ xâm lấn một lần trọng thương. Lần này cần Thanh Hồn Điện đều xuất hiện. Tông môn bên này quyết định từ Mộ Hoa bà đệ tam kiếm mạch tỏa chấn, thứ 6 kiếm mạch cũng có xuất chiến nhiệm vụ, đến lúc đó khả năng cần Thanh Hồn Tháp, cho nên, lần trước nghe người ngươi bế quan tu hành, nhưng vẫn là lấy tông môn vinh nhục, tồn vong làm trọng, chúng ta lập tức thì muốn lên đường, ngươi đuổi theo đi. Cổ kiếm thanh xương sắc mặt nghiêm túc. Đây rõ ràng không phải thương lượng, mà chính là thân là trưởng giáo mệnh lệnh. Hắn trong lời nói nâng lên Thanh Hồn Tháp, ý tứ rất rõ ràng. Giang Thanh Lưu tuy nhiên thực lực không mạnh, nhưng là Thanh Hồn Tháp đặc thù tính không thể thay thế. Loại chuyện này, làm lục kiếm quân tử một trong, mặc kệ theo bất kỳ một cái nào góc độ, Giang Thanh Lưu đều khó có khả năng trốn tránh. Nếu không, đều có thể lấy tội luận xử,
đây là cổ kiếm Thanh Xương kiên quyết nhất, nghiêm túc nhất một lần. Điều này nói rõ, hắn kinh lịch lúc đầu dẫy dụa, hiện tại đã hoàn toàn làm ra lãnh huyết quyết định. May mà Lý Thiên Mệnh không cùng hắn lộ ra nghe trộm sự tình, bây giờ nhìn, coi như không có có Thiên Thần kiếm tông, người này lòng dạ, đều không đáng đến tín nhiệm. Chỉ là lần này, Giang Thanh Lưu đồng dạng thay đổi. Hắn nghĩ đến quá thấu triệt, đến mức đối phương triệt để lãnh huyết, hắn ngược lại giải thoát rồi. Chỉ thấy hắn mi đầu sâu nhăn, tại cổ kiếm Thanh Xương sau khi nói xong, hắn lập tức cả giận nói, bọn họ cũng quá làm càn đi. Đây chính là địa bàn của chúng ta, không phải tranh luận khu vực, Côn Chỉ Thành vị trí, đã rất tới gần chúng ta cái này. Liền cái này cũng dám đoạt, chẳng phải là muốn nói cho chúng ta biết, cả khỏa Thanh Vân Thần Mộc đều là bọn họ. Cho nên nói, đây là chúng ta, tuyệt đối không thể lui bước một lần. Diệp Đông Lưu nói bổ sung. Không nói nhiều nói, thu thập một chút, lên đường đi. Cổ kiếm Thanh Xương nói. Tông môn có chuyện, Thanh Lưu tự nhiên xông pha khói lửa, không chối từ, ta lập tức đi ngay chuẩn bị, mời các vị trước chờ ta nửa khắc. Giang Thanh Lưu nói. Nghe đến nơi này, Lý Thiên Mệnh sửng sốt một chút. Hắn đây là muốn vội vã đi tìm chết à? Cái này vừa nói, cổ kiếm Thanh Xương bọn họ dễ chịu thở dài một hơi, lộ ra đạt được mục đích nhẹ nhõm nụ cười. Đúng rồi. Giang Thanh Lưu vừa đi hai bước, lập tức xoay người lại, hỏi, trưởng giáo, xin hỏi cái kia bát giai thảo mộc thần linh, đại khái cái gì thời điểm thành thục? Chừng 2 tháng. Cổ kiếm Thanh Xương không nghĩ nhiều, thốt ra. 2 tháng, cái kia còn có thời gian à? Giang Thanh Lưu suy nghĩ một chút, trịnh trọng nói, trưởng giáo, muốn không các ngươi đi trước, chúng ta chừng 1 tháng lại xuất phát, tuyệt không chậm trễ một trận chiến này. Có việc. Cổ kiếm Thanh Xương nhíu mày hỏi. Ta kẹt tại hiện tại cái này cảnh giới, đã có hơn 80 năm, vốn cho rằng đây chính là cuộc đời của ta cực hạn, bất quá, gần nhất vậy mà chợt có cảm ngộ, thần ý gia tăng. Ta có dự cảm, cho ta 1 tháng thời gian, ta rất có thể đột phá trước mắt cảnh giới, lại thêm thanh hồn tháp, các loại quả thực thành thục, ta có thể giết địch càng nhiều. Giang Thanh Lưu nói, 1 tháng, người có thể đột phá. 4 người bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Trước mắt nhìn, không có vấn đề, còn cần tại Thanh Thiên Kiều suy nghĩ 1-2. Giang Thanh Lưu nói, tốt à. 4 người bọn họ liếc nhau một cái. Nói thật, Diệp Đông Lưu cùng Mộ Hoa bà đã có tuổi, tu vi cũng bắt đầu suy kiệt, sớm cũng không biết đột phá là vật gì. Cổ kiếm Thanh Xương đồng dạng đã sớm tới đỉnh phong, chỉ có Diệp Bất Chi Thu, còn có trưởng thành hy vọng. Đối với bọn hắn cấp độ này tới nói, đột phá đó là một loại mộng. Một khi đạt thành, địa vị đại biến, long trời lỡ đất. Cho nên, bọn họ đối Giang Thanh Lưu cái này lòng tin 10 phần, tâm lý có rất nhiều hoài nghi. Nhìn đến niềm tin của hắn tràn đầy bộ dáng, tâm lý không khỏi có một ít xem thường. Trong mắt bọn hắn, Giang Thanh Lưu giống như bởi vì có 2 cái Thiên Cung đệ tử, đã nhẹ nhàng rất nhiều. Được thôi, vậy ngươi thì an tâm đột phá, nếu như không có thu hoạch, tuyệt đối đừng tốn tại cái này, chúng ta còn cần thanh hồn tháp đây. Cổ kiếm Thanh Xương nói. Trưởng giáo yên tâm, ta 1 tháng là đủ rồi. Giang Thanh Lưu vỗ vỗ bộ ngực nói. Được, dù sao đừng chậm trễ sự tình, chúng ta đi trước. Cổ kiếm Thanh Xương nói xong, quét Diệp Đông Lưu bọn họ liếc một chút. Bọn họ quay người về sau, khuôn mặt lạnh rất nhiều. Đột phá. Đều đến cả đời đỉnh phong, 1 tháng nếu có thể hoàn thành, người khác cũng không cần lăn lộn. Cái này xem ra, càng giống là một loại phán đoán. Nhưng, Giang Thanh Lưu đều đã nói như vậy, bọn họ cũng không cách nào bức bách. Dù sao cái kia bát giai thảo mộc thần linh, xác thực còn không có thành thục. Trưởng giáo, chờ một chút. Bọn họ thời điểm ra đi, Giang Thanh Lưu còn gọi 1 tiếng. Chuyện gì? Thiên Mệnh cái kia kim loại khoáng mạch, có thể hay không dàn xếp một chút? Tỷ như, Thanh Ngọc Sơn Mạch, cái kia một đầu, có phải hay không ở vào tàn phế trạng thái, đồ tốt không nhiều lắm? Giang Thanh Lưu hỏi. Được thôi, dẫn hắn đi, muốn xuất bên ngoài, 10 triệu muốn bảo vệ tốt Thiên Cung đệ tử. Cổ kiếm Thanh Xương nói. Đa tạ trưởng giáo, Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Không khách khí, muốn không phải thanh hồn điện nội tình quá nông cạn, nhìn trời cung đệ tử tuyệt đối cầu được ước thấy, hy vọng các ngươi có thể hiểu được. Cổ kiếm Thanh Xương nói. Lý giải, đương nhiên lý giải, Lý Thiên Mệnh nói. Sau khi nói xong, 4 người này bay vút mà đi. Trong đó 3 cái đi thẳng thanh hồn kiếm phong, Mộ Hoa bà thì trở về đệ tam kiếm mạch,
tọa trấn tông môn. Thật hung ác, một cái mỏ quặng, đều muốn sư tôn người bồi tiếp ra ngoài. Giết người chi tâm, ở khắp mọi nơi, phu tử Thiên Đậu đen rau muống nói. Vừa mở miệng cũng là lão âm dựng lên. Lý Thiên Mệnh trợn mắt một cái nói. Sư tôn, người không có biện pháp nào khác sao? Đặt cái này khoác lác làm gì sao? Người nếu có thể đột phá, heo mẹ đều có thể lên câu. Phu tử Thiên cuống cuồng nói. Không có cách, bát giai thảo mộc thần linh đều đi ra, có thể kéo kéo dài một ngày thì một ngày. Giang Thanh Lưu nói. Cái kia một tháng sau làm sao bây giờ? Đến lúc đó lại nói. Giang Thanh Lưu nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, nói, Thanh Ngọc Sơn Mạch bên kia, ngươi tìm người bồi ngươi đi đi, ta bế quan đi. Được, tiên nữ cung, Ngưu A Di, còn ở lại chỗ này đây. Lý Thiên Mệnh cười khan nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vị kia Ngưu A Di, đại danh Ngưu Tiểu Thiến, nhũ danh, Ngưu Du Quả, cao lớn thô kệch, đánh người nhất tuyệt. Long Uyển Oánh chuyên môn đem nàng lưu tại nơi này, bảo hộ Lý Thiên Mệnh chu toàn. Sư tôn, người mẹ nó thật đi bế quan a? Phu tử Thiên trừng mắt hỏi. Người cút nhanh lên, đừng quấy rầy ta thanh tu. Ta khuyên người kiềm chế một chút, khác tuổi còn trẻ đem thân thể móc sạch. Mấy ngày nay lão có nữ đệ tử đến ta cái này cáo trạng, lên án ngươi là kẻ đồi bại, ngươi quả thực để cho ta cả đời anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giang Thanh Lưu mắng. Thời tiết không tệ, bầu trời trong trẻo. Phu tử Thiên vội vàng nói sang chuyện khác. Giang Thanh Lưu trừng mắt liếc hắn một cái, quay người về nội điện đi. Ngươi nói hắn thật có thể đột phá sao? Lý Thiên Mệnh nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, hỏi thăm Phu tử Thiên. Có thể cái rắm. Phu tử Thiên trợn mắt một cái nói. Ta cảm thấy có lẽ có khả năng, người tại gặp đại biến, tâm tính chuyển hóa, cả người thương tâm gần chết, cố tìm đường sống trong chỗ chết, đi hướng một đầu không đã từng đi con đường, đột phá tự mình, cải biến nhân sinh. Loại này thoát thai hoán cốt kịch biến, đủ để mang đến đầy đủ thần ý trưởng thành, hoàn thành tu vi thuế biến. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn nhìn ra được, Giang Thanh Lưu thay đổi. Là có loại tình huống này, nhưng là lão quỷ này, cơ hồ yên lặng cả một đời, cũng liền 30 tuổi trước phong cảnh một thanh, ta đối với hắn, vẫn là không có ôm có hy vọng a. Phu tử Thiên nói. Nhìn xuống, liền biết, Lý Thiên Mệnh nói. Ngày thứ hai, Ngưu A Di, Ngưu Tiểu Thiến, phối thêm Lý Thiên Mệnh đi Thanh Ngọc Sơn Mạch một chuyến. Đừng nhìn Ngưu A Di cao lớn thô kệch, tâm tư lại hết sức tinh tế tỉ mỉ, đem Lý Thiên Mệnh bảo hộ rất khá, một đường lên hỏi han ân cần, toàn bộ hành trình bảo tiêu. Bất quá, Lý Thiên Mệnh chỉ cần cổ kiếm thanh xương một cái cho phép, hắn đem ngân trần một số thân thể, để ở chỗ này, chỉ cần nơi này không nhân quấy nhiễu, chính nó liền có thể ăn sạch sẽ. Mới phân liệt thân thể, sẽ tự mình trở về Thanh Hồn Kiếm Phong, trở lại Lý Thiên Mệnh bên người. Thanh Ngọc Sơn Mạch thuộc về tiếp cận khai thác hoàn tất mỏ quặng, còn lại thiên địa thần khoáng đều ở sâu dưới lòng đất, khai thác độ khó khăn so sánh lớn, có thể sử dụng tư nguyên có hạn. Nhưng đối với ngân trần tới nói không phải nan đề. Sơ bộ tính toán, đem đầu này mỏ quặng ăn sạch sẽ, ngân trần tiểu ngân chứng, có thể gia tăng đến khoảng chừng 250.000. Ngoại trừ làm, lính trinh sát, kim loại con rán bên ngoài, còn có 200.000. Lý Thiên Mệnh dự định lại thả 50.000 tiểu ngân chứng ra ngoài, hóa thành 500.000 kim loại con rán, toàn bộ đi Thanh Vân Thần Mộc. Kết quả là, từng cái châu chấu, bay hướng Thanh Vân Thần Mộc. Lại có từng cái, theo Thanh Ngọc Sơn Mạch, bay trở về Thanh Hồn Kiếm Phong. Thanh Vân Thần Mộc tranh đoạt, Lý Thiên Mệnh loại bọn tiểu bối này, căn bản giúp không được gì. Hắn vẫn là lưu tại Thanh Hồn Kiếm Phong tu hành. Nhưng, hắn chân chính chỗ tu hành, nhưng thật ra là huyễn thiên chi cảnh Tử Diệu Tinh Thần Tháp đệ thất trọng. Lâm Phong. Lý Thiên Mệnh tại Tử Diệu Tinh Thần cửa tháp, Liễu Hoàn Hoàn đã ở chỗ này chờ hắn. Hoàn Hoàn, Lý Thiên Mệnh mỉm cười tới hỏi nàng, thế nào? Tử Tiêu Đế cung người, thông qua chúng ta huyền thiên các chủ, tìm được ta, muốn cho ta giúp đỡ, hướng ngươi dẫn tiến bọn họ. Liễu Hoàn Hoàn cuốn ba tất lưỡi mà nói. A hoắc, ta không đi. Lý Thiên Mệnh nói. Như vậy dứt khoát cự tuyệt a. Liễu Hoàn Hoàn có chút thất lạc nói. Cái này không có cách, tạm thời tới nói, Thần Diệu Hoàng Triều cùng Tử Tiêu Đế Cung, ta đều không đi. Ngươi cùng bọn hắn nói, các loại ta lấy xuống tử tinh bảng đệ nhất, lại đến thảo luận những chuyện này. Lý Thiên Mệnh nói. Tử tinh bảng đệ nhất, ngươi, xác định nhận biết Diệp Thần. Liễu Hoàn Hoàn líu lưỡi nói. Còn không có biết đâu,
muốn không ngươi giúp ta thu thập một chút tư liệu của bọn hắn. Tốt nhất đem trước ba tư liệu, đều giúp ta thu thập một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt a, chờ ta làm xong tìm ngươi. Cảm ơn a muội muội. Lý Thiên Mệnh nói. Không khách khí nha, bất quá ta lớn hơn ngươi, phải gọi tỷ tỷ. Liễu Hoàn Hoàn chu mỏ nói. Ngươi sao, không có gì tỷ tỷ dáng vẻ, ha ha. Hừ, Liễu Hoàn Hoàn dừng một chút, hỏi, thật không thấy Tử Tiêu Đế Cung người sao? Không thấy, thế nào? Ta sợ sau khi trở về, các chủ đánh ta. Liễu Hoàn Hoàn nói. Dạng này a, Lý Thiên Mệnh đột nhiên ý thức được, chính mình phong cảnh, có thể sẽ cho Liễu Hoàn Hoàn mang đến phiền phức. Hắn nghĩ nghĩ, nói, cái kia từ giờ trở đi, chúng ta khác gặp mặt, dùng huyễn thiên tinh linh giao lưu, ngươi nói cho bọn hắn, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, ta đều không thèm để ý ngươi, hiểu không? Cái này là bảo vệ ta sao? Liễu Hoàn Hoàn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ngươi tốt cẩn thận nha, Liễu Hoàn Hoàn nói. Trời sinh, gặp lại. Lý Thiên Mệnh nói xong, lập tức lách mình, tiến vào Tử Diệu tinh thần tháp. Hy vọng ngươi có thể nắm lấy số một. Đáng tiếc, ta cũng không dám nữa cùng người nói khoác, tử tinh bảng đệ nhất, là bằng hữu ta. Thông qua chuyện này, Liễu Hoàn Hoàn suy nghĩ minh bạch. Một cái không muốn lộ diện tử tinh bảng đệ nhất thiên tài, đối nàng mà nói, khả năng mang ý nghĩa, họa sát thân. Tử Diệu tinh thần tháp đệ thất trọng thần Dương Thiên Hồn, rõ ràng so tầng thứ sáu còn cao cấp hơn. Hắn cùng Dạ Lăng Phong, cơ hồ mỗi ngày lăn lộn ở chỗ này. Cùng bọn hắn cùng một chỗ tu luyện, vậy cũng là Tử Diệu tinh phía trên, thần Dương Vương cảnh cao tầng các trưởng bối. Mỗi một cái đều là hằng tinh nguyên thế giới tông sư cấp bậc tồn tại. Bọn họ tiến triển cực nhanh. Dạ Lăng Phong còn có vô tử thiên thử đan, hắn nguyên thủy ma tôn truyền thừa cường đại, không thể hiện trên chiến đấu, chủ yếu thể hiện tại tu vi tốc độ tăng lên phía trên. Cho nên, hắn cùng Lý Thiên Mệnh, đều tính toán mười mấy tuổi mới bắt đầu tu hành. Cảnh giới lên đều đuổi tới. Lâm Tiêu Tiêu thì còn tại Tử Diệu tinh thần tháp tầng thứ 6. Vốn cho rằng, nàng sẽ ở tầng thứ 6 ngốc thật lâu, không nghĩ tới, nàng vậy mà bão nổi. Lâm Tiêu Tiêu vô cùng khuyết thiếu chiến đấu kinh nghiệm, cái này huyễn thiên chi cảnh đối với nàng mà nói, quả thực cũng là thánh địa. Nàng một mực đều ở nơi này chiến đấu, lấy dung hội, trưởng khống lực lượng. Tại cảnh giới đột phá phương diện phía trên, nàng là nhanh nhất. Khoảng cách cổ kiếm thanh xương bọn người rời đi thanh hồn kiếm phong, đã qua một tháng. Giang Thanh Lưu có đột phá hay không, Lý Thiên Mệnh không biết, ngược lại là Lâm Tiêu Tiêu lần nữa vượt mức quy định, cảnh giới tăng lên. Lần này, nàng đột phá tinh tướng thần cảnh cấp 6. Đến cấp 6 về sau, nàng dựa vào long huyết thần hoang, khiêu chiến tử tinh bảng hạng 10. Trận chiến kia, Lý Thiên Mệnh nhìn. Đây cũng là Lâm Tiêu Tiêu thành danh chi chiến. Nàng là cái thứ ba không biết thế lực đệ tử, nghe nói có người nhìn qua nàng cùng Lâm Phong cùng một chỗ. Sau đó, xa xôi Tử Diệu tinh phía trên, nhiều ba cái phong vân nhân vật. Lâm Tiêu Tiêu lần thứ nhất khiêu chiến 10 vị trí đầu, thất bại. Sau mười mấy ngày, nàng lần nữa khởi xướng khiêu chiến, quyết đấu cái kia tinh tướng thần cảnh cấp 7 đối thủ. Lần này phối hợp thái cổ tà ma bão nổi, cứ thế mà đánh tan đối thủ, cầm xuống tử tinh bảng 10 vị trí đầu. Một trận chiến này rất khốc liệt, bất quá huyễn thiên chi cảnh, lại sẽ không thụ thương. Sau đó, hiện tại bọn hắn ba cái, phân biệt chiếm cứ tử tinh bảng thứ 5, thứ 8, thứ 10. Đã từng đế tinh bảng thiên tài, bây giờ leo lên ngoài ước vạn giảm tử tinh bảng, tựa hồ có chút buồn cười. Rốt cục thu hoạch được Tử Diệu tinh thần tháp đệ thất trọng tu luyện tư cách, Lâm Tiêu Tiêu phá lệ cao hứng, nàng cũng hy vọng ngoại trừ nuốt ăn thiên hồn bên ngoài, nàng có thể tuần hoàn từng bước. Thời gian trôi qua. Trong nháy mắt, khoảng cách phát hiện bát giai thảo mộc thần linh, đã có hơn 50 ngày. Lâm Tiêu Tiêu đến tinh tướng thần cảnh cấp 6 về sau, Dạ Lăng Phong cũng tại hôm nay, thành công đạt tới tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5. Lý Thiên Mệnh nói, hắn đã có thể khiêu chiến tử tinh bảng thứ 2, cái kia Tử Tiêu Đế cung cấp thứ 8 thức thần tu luyện giả. Nhưng là, Dạ Lăng Phong còn không có cuống cuồng, hắn cần thời gian dài dung hội quán thông. Mà lại mệnh hồn của hắn cường độ, tại huyễn thiên chi cảnh phân biệt, có nhất định sai lầm, chưa chắc có hiện thực bên trong tốt như vậy dùng. Còn lại Lý Thiên Mệnh, còn tại gấp cùng lấy cước bộ của bọn hắn. Thông qua tiếp cận 2 tháng Tử Diệu tinh thần tháp đệ thất trọng tu hành, Lý Thiên Mệnh toàn lực xông vào tinh tướng thần cảnh tầng thứ 3. Vân Thượng Tiên Cung.
Đây là một tòa xây dựng ở đám mây phía trên thành trì. Nhiều đời đặc thù cộng sinh thú, vân đế, thi thể, chồng chất cùng một chỗ, hình thành một tòa thiên không chi thành, lơ lửng tại thanh vân đại trên đất liền hư không, biến mất tại trong đám mây, tiên khí cuồn cuộn. Giờ phút này, đại quân tập kết. Chiến thần tộc, Lam huyết tinh hải, còn có vân thượng tiên cung bản bộ tu luyện giả, đại lượng tập kết. Vạn chúng trước đó, đế tôn con út Lý Hạo Thần đứng trên đám mây phía trên, hưởng thụ lấy vạn chúng cúng bái. Loại này thống ngự cảm giác, cùng trật tự thiên tộc tiểu bối ở giữa tiểu đà tiểu nháo tương đối, càng khiến nỗi lòng người bành trướng. Chuẩn bị xuất phát. Lần này, cần phải nghiền ép đối thủ. Hùng tâm tráng trí, hội tụ lồng ngực. Đây là hắn đời này, trận đầu đại trận chiến. Chứng minh chính mình. Vạn quân gào rú, thanh uy chấn thiên. Đúng vào lúc này, cổ mạc đan thần khom lưng đi qua, tại Lý Hạo Thần bên tai nói, tiểu hoàng, có hai nữ tử, tự xưng là linh kiếp tộc tiểu công chúa, Lý Nhược Thi, còn có ẩn long điện trúc long hoàng tiểu nữ, long u u, trước tới tìm ngươi. Cùng đi, Lý Hạo Thần trong nháy mắt đau đầu nói. Cũng không phải là, một cái theo trật tự thiên tộc mà đến, một cái theo hiên viên long tông mà đến, nhưng là đồng thời đến, ngươi muốn không làm cho các nàng tới. Bằng không, các nàng nhanh đánh nhau. Cổ mạc đan thần đau đầu nói. Cái này hai tiểu cô nương, hắn đều đắc tội không nổi. Một cái là trật tự thiên tộc đệ nhất phụ thuộc, linh kiếp tộc, đế hậu, chi tộc, trong lịch sử trừ vô số đế tôn hoàng hậu, địa vị so Lam huyết tinh hải cao hơn vô số. Một cái khác là ẩn long điện đệ nhất long hoàng tiểu nữ nhi. Cũng không tốt hầu hạ. Mà lại cổ mạc đan thần biết, cái này hai nữ hải thiên phú, bài danh, tại trật tự thiên tộc bên kia, gần với Lý Hạo Thần. Không phải phân loại thứ hai, thứ ba, mà chính là đặt song song thứ hai. Tốt a, làm cho các nàng tới. Lý Hạo Thần nói. Được rồi. Cổ mạc đan thần, liền vội vàng gật đầu. Hắn đi bắt chuyện đi, Lý Hạo Thần hít sâu một hơi, cắn răng. Thật xa đã nghe đến tranh giành tình nhân vị đạo, hai vị này thiên chi kiều nữ, đều là nhân gian thần nữ, tiểu hoàng diễm phúc không cạn a. Lam Sa nói đùa. Thôi đi, tới một cái vẫn còn. Hai cái cùng đi, phải đem ta chia rẽ. Lý Hạo Thần lắc đầu, nói, đại sự quan trọng, mặc kệ hắn nhóm. Đúng. Vừa dứt lời, nơi xa thì bay tới hai đạo tuyệt sắc bóng người. Hạo Thần ca ca. Người còn chưa tới, cái kia xinh đẹp mềm mại thanh âm, cũng đã tung bay đi qua. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, hai vị phong cách khác lạ thiếu nữ, một trái một phải tới, ôm lấy Lý Hạo Thần cánh tay. Lý Hạo Thần hai bên cái này hai thiếu nữ, khí chất ngược lại, đều chính là khuynh thành mỹ nhân bại hoại. Xem xét chính là gia thế, thiên phú đều chính là đỉnh phong thế hệ. Toàn bộ trật tự chi địa bên trong, các nàng đều là chúng sinh chi đỉnh xuất thân, vạn vạn ức người phía trên. Lam, linh kiếp tộc, tiểu công chúa, Lý Nhược Thi, quả thực là trật tự thiên tộc đế tôn một mạch phù hợp mỹ nhân. Nàng một bộ váy trắng, váy phía trên tao nhã hoa tươi trang trí trên đó. Tư thái linh lung, ngọc cơ ra tuyết, toàn thân trên dưới, đều như tiên xuất trần nữ, nhất là cái kia ánh mắt mê ly, lộ ra sở sở động lòng người. Tình thơ ý họa, một chút môi anh đào, mượt mà hào quang, non đến sắp giọt nước. Hiện nay vì Thái Dương đế tôn sinh hạ 10 con trai, đế hậu chính là Lý Nhược Thi cô cô bối phận. Cho nên nói, Lý Nhược Thi từ nhỏ đã định trước, nàng lại là Lý Hạo Thần chính thống thế tử. Mà một vị khác, Long U U, thì là Trúc Long Hoàng chi nữ. Gần nhất ẩn Long Điện tại trật tự thiên tộc địa vị tăng nhiều, nhất là nắm trong tay hiên viên Long Tông Hậu, ẩn Long Điện nhất thời phong cảnh vô lượng. Long U U cũng là nghe nói, Lý Hạo Thần xuất hiện tại Thanh Vân Đại Lục, chuyên theo hiên viên Long Tông chạy đến. Làm ẩn Long Điện ngự thú sư, Trúc Long Hoàng hậu duệ, Long U U nắm giữ ba cái thầm con mắt màu đỏ, trong đó mi tâm một mắt, tạm thời cấm đoán. Cho nên cái kia trơn bóng cái chán, xem ra mượt mà sung mãn. Nàng có cổ linh tinh quái tướng mạo, cùng Lý Nhược Thi ngược lại, nàng xem ra linh động hoạt bát, xinh xắn đáng yêu, tai mắt mũi miệng tổ hợp lại, liền giống như là một cái tiểu tinh linh, thế mà, thân thể của nàng đoạn lại phát dục đến phá lệ nóng bỏng, rất có đồng nhan cự kia cái gì chi tư. Bây giờ, các nàng một trái một phải, vây quanh tại Lý Hạo Thần bên người. Cái kia Lý Nhược Thi còn có chút e lệ, không dám làm loạn. Long U U lại sợ chậm một bước, trực tiếp kéo Lý Hạo Thần cánh tay, đem đầu dựa vào trên vai của hắn, cơ hồ cùng Lý Hạo Thần dính vào cùng nhau. Nàng một bên, Hạo Thần ca ca kêu, một bên vô tình hay cố ý chừng lấy Lý Nhược Thi,
hai người lẫn nhau cảnh cáo. Tranh giành tình nhân chi ý hết sức rõ ràng. Các nàng cũng sẽ cùng Lý Hạo Thần thành thân, cái này cũng không có gì lo lắng, chỉ là người nào đại người nào tiểu vấn đề mà thôi. Cái này tựa hồ lại quan hệ đến linh kiếp tộc, cùng ẩn long điện tại trật tự thiên tộc địa vị, cho nên so sánh mẫn cảm. Giống như Lý Hạo Thần nói, các nàng một cái đến cũng không tệ lắm, tới hai cái, xác thực gọi người đau đầu. Thăm thẳm, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải danh xưng tại, trợ giúp, ngươi tiểu ca, trấn áp phản tộc sao? Lý Hạo Thần đau đầu nói. Người ta nghe nói ngươi đến Thanh Vân Đại Lục, lo lắng người khác có mắt như mù khi dễ ngươi, cho nên mới bảo hộ ngươi. Còn ta Xá Ca, hắn cái này lão cứng nhắc, mới không dùng ta giúp đỡ đâu. Long U U nói. Ta cũng không cần ngươi giúp đỡ, đần độn. Lý Hạo Thần sờ lên đầu của nàng, lại nhìn một chút Lý Nhược Thi, nói, Thi Thi, gần nhất không phải đang bế quan đâu. Ta, sớm nghe nói Thanh Vân Đại Lục Thần Mộc, là trật tự chi địa bao la hùng vĩ cảnh đẹp, một mực không có cơ hội thưởng thức, lần này nghe nói Hạo Thần ca ca tới nơi này, liền tìm cơ hội này, đến mở mang kiến thức một chút. Lý Nhược Thi nói, nói dễ nghe, kỳ thật đều là sợ Lý Hạo Thần, cùng đối phương đơn độc ở chung quá lâu. Được thôi, bất quá, ta không cần bảo hộ, đến mức Thanh Vân Thần Mộc, cũng không có gì đẹp mắt, qua mấy ngày các ngươi đi về trước, đừng chậm trễ ta chuyện. Lý Hạo Thần nghiêm túc nói, tốt a. Hai người chua mỏ một cái, một mặt không tình nguyện. Hạo Thần ca ca, ta nghe nói lập tức muốn xuất phát, đi tranh đoạt bát giai thảo mộc thần linh thật sao? Lý Nhược Thi ôn nhu hỏi. Đúng, Lý Hạo Thần nói. Qua, không nghĩ tới cái này chi địa, còn có thứ đồ tốt này, Hạo Thần ca ca vừa vặn cần, quá tốt rồi. Long U U hưng phấn nói. Có nhiều người như vậy, nắm bắt tới tay, cần phải dễ như trở bàn tay a. Lý Nhược Thi hỏi. Lý Hạo Thần nhìn một chút phía trước, nói, không kém bao nhiêu đâu, bất quá, cái này dù sao không phải địa bàn của chúng ta, có một ít đáng ghét con ruồi. Con ruồi, tùy tiện đập chết, thăm thẳm cũng không ngại tay bẩn. Long U U thanh tú động lòng người mà nói. Ha ha, xuất phát. Có Mỹ đi theo, Nguyễn Ngọc quan tâm, tựa như đế hoàng xuất chinh. Trong lúc nhất thời, hắn hăng hái. Huyễn Thiên Chi Cảnh. Tử Diệu Tinh Thần Tháp Đệ Thất Trọng. Lý Thiên Mệnh cái kia có lấy rất nhiều kiếp vòng văn tự thiên hồn, thông qua thiên hồn thái nhất, tại nguyên một đám thần dương thiên hồn bên trong du tẩu. Hắn tại cái này tiếp thời gian gần 2 tháng, vẫn là chủ yếu tu luyện cái kia dung nhập ngũ đại thiên tinh luân bên trong mệnh kiếp thần ý. Nơi này đều cơ hồ là đỉnh cấp thần dương thiên hồn, mỗi một cái đều cùng Giang Thanh Lưu tiền bối không kém bao nhiêu đâu. Chỉ là khu vực này, thì có hơn 1 triệu số lượng. Thế quá nhiều người, lịch sử quá dài. Đem đường đi đến cao thâm như vậy người, thật đúng là không ít. Mỗi người đường cũng khác nhau, đều có nói hùa chỗ. Con đường tu hành, cuối cùng, cũng là ở thế giới vận chuyển pháp tắc trật tự bên trong, hấp thu thần ý, tại hằng tinh nguyên bên trong hấp thu lực lượng, sau đó dùng thần ý khống chế lực lượng. Cho nên cái này nguyên một đám thiên hồn bên trong, là thế giới pháp tắc lưu lại. Mệnh kiếp thần ý hạch tâm là cộng minh. Thông qua cộng minh, đi tại nguyên một đám thiên hồn bên trong. Bổ sung khát vọng lấy được pháp tắc nội dung. Lần trước mệnh kiếp thần ý hình thành, xem như vì con đường sau đó, làm xong làm nền. Thái nhất tháp, chuyển hướng thiên tinh luân, nện vững chắc cơ sở. Tiếp đó, mệnh kiếp thần ý mãnh liệt trưởng thành, cũng tại Lý Thiên Mệnh trong dự liệu. Loại này, tự nhiên trưởng thành, có thể đuổi kịp Dạ Lăng Phong bọn họ, nuốt, tốc độ, trên thực tế là Lý Thiên Mệnh cơ sở quá mức kiên cố, mang đến chỗ tốt. Cái này cũng chứng minh. Hắn phía trên một bước đi được coi như không tệ. Trước mắt thần ý bên trong, Đông Hoàng kiếm làm kiếm, Thái Nhất Tháp làm thuẫn. Kiếm thuẫn rõ ràng, hỗ sinh lẫn nhau diệt. Phong mang Đông Hoàng kiếm đế hoàng thần ý, cũng có thể kích thích mệnh kiếp thần ý trưởng thành. Lần trước mệnh kiếp thần ý hình thành, ta cơ hồ đều tương đương với đột phá 1 trọng rưỡi, có thể hấp thu càng nhiều tinh luân nguyên lực, hôm nay, xem như đem mặt khác nửa trọng cho bổ sung. Ngày qua ngày kiên trì, nhẫn nại buồn tẻ. Sốt cục, tinh tướng thần cảnh tầng thứ 3 đi. Lý Thiên Mệnh trở lại Thanh Hồn Điện, chậm chạp hấp thu mấy cái thiên hằng tinh nguyên lực lượng. Cái kia 5 tầng trời ngôi sao vòng, đã đại khái đến tinh tướng thần cảnh tầng thứ 3. Đế Hoàng cùng mệnh kiếp thần ý liên hợp, kiếm thuẫn kết cấu, miễn cưỡng có thể trưởng khống cái này cuồng bạo, mình mông 5 tầng trời ngôi sao vòng lực lượng. Rầm rầm rầm. Giới tử bên trong, 5 loại tinh luân nguyên lực gào thét.
Thánh cung Mệnh Tuyền là một người tu luyện giai cấp, giới tử thiên tinh luân, là cái thứ hai tu luyện tầng thứ. Đến mức thánh, thiên thánh, sinh tử kiếp, đều là một cái, đại giai đoạn, tiểu thuế biến. Tương đồng, đạp thiên, tinh tướng, thần dương, cũng là tương đồng. Đến mức thú mạch, linh nguyên, quy nhất, hằng tinh nguyên cao đẳng chủng tộc, xuất sinh tối thiểu nhất đều là thánh thể, thai bên trong sinh ra thiên ý, có thể không cần những thứ này ban đầu cảnh giới. Đến cảnh giới mới về sau, Lý Thiên Mệnh nội tâm trầm tĩnh, tiếp tục vững chắc. Gió nhẹ phơ phất. Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu cùng Dạ Lăng Phong, tại tiên tiên khởi nguyên thế giới thụ chung quanh tu luyện, không liên quan tới nhau. Lý Thiên Mệnh bên cạnh, cũng là Khương Phi Linh hóa thành lam đóa hoa màu trắng. Đây là hắn thường xuyên ở lại địa phương, mỗi một ngày nhìn lấy Khương Phi Linh khỏe mạnh trưởng thành, biến đến càng thêm kiểu diễm ướt át, Lý Thiên Mệnh cũng càng phát ra nghĩ đọc. Trong tay khoái lạc tiểu cầu, đều nhanh đè không được. Linh Nhi a Linh Nhi, ngươi không còn ra, ca ca tay đều nhanh mốc meo. Lời này vừa nói ra, này đóa hoa thu nạp một chút, xem ra là bị dọa đến co lại đi lên. Lý Thiên Mệnh cảm giác, thần ý không sai biệt lắm vững chắc. Hắn cúi đầu xuống, nhìn lấy dưới cây Dạ Lăng Phong, hỏi, người cảm giác như thế nào? Có thể ca, có nguyên thủy chi môn tại, loại này tiến triển còn có thể khống chế, hồn ma cũng hoàn toàn tốt. Dạ Lăng Phong nói, hắn đã tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5, có mệnh hồn ưu thế tại, quyết đấu cấp 7 không là vấn đề. Nếu là đụng tới thức thần tu luyện giả, chỉ sợ có thể chiến cấp thứ 8. Lý Thiên Mệnh từ trên cây rơi xuống, ngồi ở Dạ Lăng Phong bên người, thân thủ dựng lấy bờ vai của hắn. Dạ Lăng Phong thường xuyên ngắm nhìn phương Bắc lửa cháy bừng bừng đốt cháy chi địa, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng sầu lo. Tạm thời không cần quá lo lắng, ta nghe ngóng, nàng vẫn luôn tại Nguyệt Nha Hải, cùng Cửu Nguyệt Cung, hai địa phương này tu luyện, tại trật tự thiên tộc địa vị phi thường cao. Có điều nàng cơ bản không có lộ diện, hiện tại thực lực gì, ngoại giới đều không rõ ràng. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Không có việc gì, ta chỉ là đang nghĩ, chúng ta đến cùng đến nắm giữ thực lực như thế nào, mới có thể đi vào chạm mặt nàng, thực sự hiểu rõ tình trạng gần đây của nàng, lại được là lúc nào, mới có thể mang đi nàng. Dạ Lăng Phong cúi đầu, hai mắt có chút âm trầm. Cục diện hiện tại còn không công khai, có thể muốn nhìn cơ duyên. Hoặc là, nàng muốn là mình có đi ra cơ hội, vậy cũng tốt. Lý Thiên Mệnh nói. Đối bọn hắn tới nói, trật tự thiên tộc cương vực, đó là cấm địa. Bọn họ không có khả năng xâm nhập. Luôn cảm giác thật là xa xôi. Dạ Lăng Phong nói. Xác thực rất xa xôi, nhưng chỉ cần chúng ta cước bộ nhanh, sẽ hữu tương phùng thời khắc. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng, cầm xuống thiên cung đệ tử thân phận, đã bước ra rất trọng yếu một bước. Dạ Lăng Phong trong mắt niềm tin thiêu đốt lấy, hắn thầm hai mắt màu đỏ nhìn về phía nơi xa, có hừng hực đấu trí. Rầm rầm rầm. Hồn ma lao nhanh mà đến, Dạ Lăng Phong nhảy tới trên vai của nó, cùng một chỗ nhảy xuống thanh hồn kiếm phong thâm uyên. Hắn ưa thích từ một nơi bí mật gần đó tu hành, xưa nay đã như vậy. Ngày thứ hai, Lý Thiên Mệnh đứng tại Giang Thanh Lưu phủ đệ trước mặt, hỏi cái kia Vô Tử Thiên, người sư tôn trước kia khoe khoang khoác lác, một tháng đã đột phá, tiến về cái kia bát giai thảo mộc thần linh nơi ở, hiện tại cũng nhanh hai tháng, hắn còn chưa có đi ra. Đúng vậy à, cái này lão lưu manh, quả nhiên thổi như bức, Vô Tử Thiên nói. Không ai thúc hắn à. Mộ Hoa bà mỗi ngày thúc, hắn đều nói cho người nói, nhanh, nhanh, lại cho mấy ngày. Làm đến bà theo tới thu tiền thuê nhà giống như. Vô Tử Thiên trợn mắt một cái nói. Không nghĩ tới ngươi sư tôn ra mặt dày lên, cũng là nhân tài. Hiện tại nghe nói cái kia thảo mộc thần linh nhanh thành thục, Lý Hạo Thần bên kia tam phương đại quân, đã xuất phát. Nhanh đến đạt Thanh Vân Thần Mộc, ta muốn đi xem. Lý Thiên Mệnh nói. Chiến tranh không có mắt, đến đó làm gì? Đó là đỉnh cấp tu luyện giả chiến trường, tránh khỏi bị giết lầm. Vô Tử Thiên nói. Cái kia ngược lại không đến nỗi. Lý Thiên Mệnh nắm giữ ngân trần về sau, chính mình có thể phán đoán mạo hiểm. Hắn vừa nói như vậy, Mộ Hoa bà lại tới. Lão Thái bà sắc mặt khó coi, sắc mặt âm hàn, nhìn đến Lý Thiên Mệnh bọn họ. Cũng không có chào hỏi một tiếng, đã đến cửa, ra sức gõ cửa, hét lên, Giang Thanh Lưu, mở cửa a, chớ núp ở bên trong không lên tiếng, ta biết ngươi ở bên trong. Kẹt kẹt, Mộ Hoa bà vừa hô một câu, đại điện chi môn ẩm vang chấn khai. Thả mắt nhìn đi, chỉ thấy cung điện kia chỗ sâu,
một cái tóc rối bời nam tử, ngay tại chậm rãi cột tóc dài, đồng thời trầm giọng nói, đừng ầm ĩ, xong ngay đây. Mộ Hoa bà mắt trợn trắng lên. Ngươi nói một tháng xuất phát, hiện tại cũng hai tháng, vội vàng đem thanh hồn tháp mang đến, lập tức muốn khai chiến. Nàng trầm giọng nói, thời gian còn có, đừng hoảng hốt, ta hiện tại thì xuất phát. Giang Thanh Lưu tằng hắng một cái nói. Lúc nói chuyện, hắn từ bên trong đi rời khỏi mở, tóc dài chỉnh lý tốt, cũng có điểm chúng năm tiêu sái mỹ nam tử cảm giác. Lại nói, người đột phá sao? Mộ Hoa bà trên dưới dò xét, có chút hồ nghi hỏi. Không có a, còn thiếu một chút, muốn không phải người thúc đến phiền, ta đã thành công. Giang Thanh Lưu trợn mắt nói. Người đứa nhỏ này, làm sao biến đến mạc danh kỳ diệu, miệng đầy mê sảng rồi. Mộ Hoa bà cảm giác hắn có chút dáng vẻ lưu manh, cùng Vu Tử Thiên giống như, cùng trước kia cứng nhắc hình tượng cách biệt quá xa. Nàng lại không nghĩ ra không đúng chỗ nào. Được rồi, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian xuất phát. Nàng nói. Thành, Giang Thanh Lưu miệng đầy đáp ứng. Sư tôn, người thật muốn đi. Vu Tử Thiên ra sức chớp mắt. Bên ngoài có sát thủ a. Việc này đều trì hoãn hai tháng, làm sao không tiếp tục trì hoãn? Tối thiểu nhất, phải đợi bát giai thảo mộc thần linh nhất chiến kết thúc. Bên ngoài bây giờ cục diện hỗn loạn, vừa đánh nhau, dễ dàng nhất ám sát. Đương nhiên, vì thanh hồn điện ta nghĩa bất dung từ. Giang Thanh Lưu nói. Ngươi cũng đừng vờ ngớ ngẩn a. Vu Tử Thiên cuống cuồng nói. Lý Thiên Mệnh kéo một chút bờ vai của hắn, nói, làm, tin tưởng ngươi sư tôn. Lại không kéo hắn, hắn thì lộ tẩy, cái gì đều đã nói ra miệng. Tốt a, Vu Tử Thiên cau mày, trong mắt vẻ lo lắng không có cách nào che giấu, sau đó hắn nói, sư tôn, ta cùng đi. Ngươi đến đó làm gì? Vạn nhất không ai nhận ra ngươi là thiên cung đệ tử, tùy tiện một cái dân liều mạng, liền đem ngươi làm thịt. Giang Thanh Lưu nói, vậy ngươi bảo hộ ta, không được sao? Nói không chừng thân phận của chúng ta, còn có thể trấn nhiếp đối thủ, thiên cung đệ tử. Tối thiểu không so đế tôn chi tử kém a. Vu Tử Thiên nói. Sư tôn, chúng ta bốn người đều đi theo ngươi đi. Lý Thiên Mệnh nói. Giang Thanh Lưu có thể cự tuyệt Vu Tử Thiên, nhưng cự không dứt được Lý Thiên Mệnh. Hắn nhân tiện nói, được, hai cái thiên cung đệ tử, cũng coi như một loại thân phận trấn nhiếp. Đi thôi. Thật sự là hồ nháo. Mộ Hoa bà nói. Liên quan ngươi cái lông sự tình, Vu Tử Thiên hơi giận nói. Lão thái bà này mỗi ngày đến thúc, người nào không biết, nàng đây là muốn thúc Giang Thanh Lưu sớm một chút đi chết. Muốn không phải là không thể bại lộ, Vu Tử Thiên sớm liền phải đem nàng, mắng ra một cái úp sấp. Đây chính là thanh hồn điện, lớn nhất uy vọng lão nhân. Ngươi, Mộ Hoa bà có chút mộng, có thể nghĩ đến đây là thiên cung đệ tử, nàng chỉ có thể thở dài. Đi thôi. Giang Thanh Lưu khoát khoát tay. Hắn cùng Lý Thiên Mệnh một hàng bốn người. Nhanh chóng đi. Chờ bọn hắn sau khi đi, Mộ Hoa bà hít sâu một hơi, lại thở dài vài tiếng, để bày tỏ bất đắc dĩ. Sau đó, nàng phát một cái truyền tin thạch, phía trên viết. Giang Thanh Lưu đã xuất phát, tiến về bát giai thảo mộc thần linh, trên đường chính là động thủ thời cơ. Cần thiết phải chú ý, hai vị thiên cung đệ tử cùng hắn đồng hành, tuyệt đối không nên ngộ thương thiên cung đệ tử. Cái này truyền tin thạch phát ra ngoài. Tương đương với cho Giang Thanh Lưu phán quyết tử hình. Giang Thanh Lưu, tuyệt đối không nên quái thanh hồn điện, không nên trách mọi người. Người tại, không có tác dụng gì, người đi, đối với người nào đều tốt. Mộ Hoa bà, lệ rơi đầy mặt. Gió lớn gào thét, mưa lửa bay tán loạn. Người có phải điên rồi hay không? Tại sao phải đến, tiếp tục lại lấy a? Không có việc gì ra đến tìm cái chết. Vu Tử Thiên lôi kéo Giang Thanh Lưu vạt áo. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khẩn trương. Tử Thiên, nhân sinh không thể vĩnh viễn co đầu rút cổ, không có chỗ có thể tránh cả một đời, tất cả tôn nghiêm đều muốn dựa vào song quyền đánh ra đến, cái kia xuất thủ thời điểm, thì muốn xuất thủ. Giang Thanh Lưu nhìn lấy nơi xa, ánh mắt lãnh đạm nói. Đánh ngươi muội a, đại họa lâm đầu, ngươi còn đang thuyết giáo. Được đến thông, Vu Tử Thiên thần sắc kích động, nói, ngươi lần này nghe ta, tranh thủ thời gian quay đầu. Xanh trở lại hồn kiếm ngọn núi trốn đi, hoặc là mai danh ẩn tích, từ đó làm một người ẩn thế cao nhân. Giang Thanh Lưu yên lặng cười cười, thở dài, nói, đời ta, cũng là vừa ra cửa thì chịu một cái muộn côn, từ đó nhát gan cẩn thận, khúm núm, sợ phiền phức, đắc tội người khác.
Bây giờ nghĩ thông, người hiền bị chó lấn, hai bên bất quá đều là cái chết, ta muốn bị chết thoải mái một chút, không thể lại biệt khuất. Phu Tử Thiên lại ý hiểu hắn, biết hắn những năm này như thế nào sa sút. Coi như thiên phú đi một nửa, kỳ thật hắn đều rất không kém, đều có thể bò cho tới bây giờ mức này. Có thể coi là như thế hòa khí, làm một cái người hiền lành, vẫn là có người, luôn mồm vì tông môn, đem đại nghĩa cùng đạo đức cột vào bên miệng, đến, hy sinh tính mạng của hắn. Ta muốn bị chết thoải mái một chút. Đây là Lý Thiên Mệnh nghe qua, lớn nhất bi tình, cũng là nội tâm lớn nhất phẫn uất, lớn nhất bất đắc dĩ lời nói. Cho nên, mặc kệ Phu Tử Thiên như thế nào lo lắng, Lý Thiên Mệnh cũng không có ngăn cản Giang Thanh Lưu. Hắn cảm thấy Giang Thanh Lưu nói không sai. Người không có khả năng tránh cả một đời, có thể đào mệnh, lại cũng không thể trốn một đời một kiếp. Tất cả đào mệnh, cũng là vì sống sót về sau, để kẻ đuổi giết máu tươi tại chỗ. Hắn cùng phụ mẫu cũng đang trốn mệnh, cho nên đối loại này biệt khuất, thống khổ tư vị, cảm động lây. Nam tử Hán đại trượng phu, lúc nên xuất thủ thì xuất thủ, giết một cái không chừa mảnh giáp. Lâm Tiêu Tiêu biểu lộ cảm xúc, tự mình lấy nói một câu. Nàng là nữ hài, cho nên câu nói này, càng có tin phục lực một số. Ta, Phu Tử Thiên lại không nghĩ ra. Hắn nhìn lấy đã quyết định đi Giang Thanh Lưu, có chút khóc không ra nước mắt. Sư tôn, người bảo hộ, bảo trì ta hơn 20 năm, ta lại không thể bảo vệ ngươi một ngày. Nói xong nước mắt nước mũi chảy ngang. Nói đùa cái gì, ta làm sư tôn, muốn ngươi bảo hộ, chẳng phải là thành rác rưởi rồi. Cút, số tiểu tử. Giang Thanh Lưu đứng tại một đầu, thanh không bích lạc kỳ lân, trên đỉnh đầu, mang lấy bọn hắn 5 người, hướng về Thanh Vân Thần Mộc phương hướng bay đi. Lão bằng hữu, hôm nay giống như về tới trước 30 tuổi, chúng ta thỏa thuê mãn nguyệt. Hăng hái, tiến về vô thiên chi cảnh ngày nào đó, hôm nay, chúng ta sẽ còn rơi lệ mà về sao? Hắn hốc mắt đỏ thẫm. Mấy trăm năm, bao nhiêu phần uất đều tại lồng ngực. Người sống một thế này, lại thiện chí giúp người, đều là trong mắt người khác, tùy thời có thể hy sinh vô dụng phế vật. Bị đả kích một lần, ta thì có đầu rút cổ 800 năm, ta thật sự là quá kém, ha ha. Không phải ngươi, mà là chúng ta đều quá kém. Thanh không bích lạc kỳ lân nói. Năm cái cộng sinh thú huynh đệ, hiện tại còn lại hai cái. Hôm nay thử một lần, hy vọng không kém cỏi như vậy. Đứng trên đám mây, mây hồng nóng hổi, vô số hỏa ngọc rơi xuống. Nhìn qua cái này đốt cháy thế giới, lòng của bọn hắn đồng dạng đốt lên. Sát thủ, thì trên đường. Tới, thanh không bích lạc kỳ lân ngừng lại. Một đầu khác thanh không bích lạc kỳ lân, xuất hiện ở bên cạnh. Giang Thanh Lưu quay đầu, đối Lý Thiên Mệnh bọn họ lời nói, các ngươi ở phía dưới chờ ta, nếu như ta về không được, không cần mong nhớ, hết thảy đều là ta tự mình lựa chọn. Nhưng là, Tử Thiên, chờ ngươi sau khi lớn lên, nhớ đến vì ta báo thù. Sư tôn, Phu Tử Thiên to khỏe thở phì phò, nghiến răng nghiến lợi, hắn chỉ có thể lắc đầu. Có thể lúc này thời điểm, bọn họ đều bị khóa chặt. Tự rời đi Thanh Hồn Kiếm Phong một khắc kia trở đi. Thì không có đường quay về. Đi xuống. Thanh không bích lạc kỳ lân lắc một cái, bốn người bọn họ người trẻ tuổi, ngã xuống xuống. Theo mấy triệu mét không trung hạ xuống. Mà đỉnh đầu bọn họ phía trên, cái kia Giang Thanh Lưu cùng hai đầu thanh không bích lạc kỳ lân, tiến vào trên trời mây hồng bên trong. Vừa mới vừa đi vào, trong lúc này bộ thì bạo phát ra mãnh liệt sóng lửa, truyền đến đinh tai nhức óc oanh minh, trong lúc nhất thời thiên vân lăn lộn. Mưa lửa mưa như chút nước, đã có long trời lở đất cảm giác. Ầm ầm, ầm ầm. Đây không phải luận bàn, mà là sinh tử chém giết. Đến từ thần Dương Vương cảnh đỉnh phong cường giả chém giết. Tràng diện kia cùng quy mô, cùng tiểu bối đệ tử ở giữa luận bàn, hoàn toàn không tại một cái lượng cấp. Đối phương là sát thủ, là vì giết người mà tồn tại. Nương theo lấy tiếng vang ầm ầm, cái kia một bộ phận mây hồng, đã tạo thành hỏa diễm vòng xoáy. Trong đó cự thú gào rú, đao quang kiếm ảnh, còn có một tòa cự đại thanh sắc cự tháp, hư ảnh chấn động. Tình cảnh này, cũng để Lý Thiên Mệnh rung động. Làm một người bị đã từng tín nhiệm người, ép lên tuyệt lộ về sau, 800 năm đè nén phẫn nộ cùng không cam tâm, chỗ bộc phát ra lực lượng là vô hạn. Này lại để Giang Thanh Lưu, có thấy chết không sờn dũng khí. Người sư tôn cũng là kỳ tài ngút trời, dù là hắn lại không tự tin, thanh hồn tháp lựa chọn, cũng là chứng minh tốt nhất. Hắn cũng là so cổ kiếm thanh xương cường.
Lý Thiên Mệnh lôi kéo Vô Tử Thiên cánh tay, lớn tiếng nói. Nếu như không lôi kéo hắn, gia hỏa này tâm lý lo lắng, sợ rằng sẽ phía trên đi chịu chết. Thật sao? Vô Tử Thiên mê mang nói. Hai mươi mấy năm, hắn thấy rất rõ ràng. Thứ sáu kiếm mạch, vĩnh viễn là kém cỏi nhất đệ tử lựa chọn. Vạn sự mặc kệ, chỉ biết là bế quan Giang Thanh Lưu, vĩnh viễn là những người khác chế giễu đối tượng. Một mực yên lặng cống hiến, từ trước tới giờ không tranh đoạt công lao. Dạng này người, lại vì mình, chạy lên chạy xuống, bởi vì tranh thủ quá nhiều tư nguyên, chịu đủ lên án, bởi vậy Vô Tử Thiên tham gia Vô Thiên chi chiến, áp lực mới sẽ lớn như vậy, những người kia mới sẽ nghĩ đến, vạch trần thiên tài của hắn hoang ngôn. Hắn đều thành Thiên Cung đệ tử a. Vẫn là không bảo vệ được Giang Thanh Lưu. Giết đi, bị chết thoải mái một chút. Đồng dạng là cùng sát thủ chiến đấu, ẩn núp bị giết, cùng, chủ động nghênh chiến, Giang Thanh Lưu tâm, là không giống nhau. Oanh! Oanh! Bốn người bọn họ người trẻ tuổi, ngửa đầu nhìn lấy thượng thương. Cẩn trọng mây hồng nuốt sống hết thảy, chiến đấu càng đánh càng xa, bay tán loạn hỏa ngọc giống như là sao băng một dạng nện ở trên mặt đất, khắp nơi đều là mấp mô. Chấn thiên động địa. Bốn người bọn họ tâm, cũng giống như là chống trận một dạng vang động. Lý Thiên Mệnh nắm chặt hai nắm đấm. Nói thật, hắn thay vào Giang Thanh Lưu tâm tình bên trong, hắn vô cùng hy vọng hắn có thể thắng. Hắn cũng bị đuổi giết, cũng tại ẩn núp, tựa như là chuột chạy qua đường một dạng, coi như tại cái này trật tự chi địa, hắn liền thức thần cũng không dám thi triển. Hết thảy ẩn nhẫn, không phải là vì cũng có ngày, có thể đánh vỡ vận mệnh ràng buộc, mạng của mình, tự mình làm chủ a. Giết. Một chữ này, chỉ là vì, cải biến vận mệnh, để trà đạp tôn nghiêm người vô tình, nhận thức lại chính mình. Ầm ầm. Tại cái này một khắc cuối cùng, mây hồng phía trên, truyền đến một tiếng lớn nhất chấn động. Sau đó, động tĩnh im bặt mà dừng. Hết thảy tiêu tán. Tốt như cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Vù vù. To khỏe hô hấp, rõ ràng có thể nghe. Bốn người bọn họ vô cùng khẩn trương nhìn lấy thượng thương, tim đập rộn lên. Bọn họ khát vọng, có một người, có thể theo trên tầng mây xuống tới, nói cho bọn hắn, hắn còn sống, hắn thắng. Mây hồng chính là trên trời biển lửa, phía trên sóng lửa cuồn cuộn, tựa như là biển động. Thời gian từ từ trôi qua. Nếu như sát thủ giết người, hắn liền sẽ đi, sẽ không có người xuất hiện. Chỉ có Giang Thanh Lưu thắng, mới có người xuống tới. Thế nhưng là, thẳng đến Vô Tử Thiên tâm loạn như ma. Theo bản năng cầm Lý Thiên Mệnh cánh tay, Giang Thanh Lưu đều không có xuống tới. Vô Tử Thiên cổ họng hỏa nhiệt, thanh âm khàn khàn, hốc mắt đỏ bừng, chậm rãi quỳ trên mặt đất, bờ môi cơ hồ bị chính mình cắn nát. Sư tôn, một ngày là thầy, cả đời là cha, ta Vô Tử Thiên đời này, nghèo hết tất cả, đều muốn vì ngươi, báo thù rửa hận. Nói xong câu này, nước mắt vỡ đê mà ra. Tràng diện bi thương. Làm, người khóc cọng lông a. Đúng vào lúc này, lại có một thanh âm, tại phía sau bọn họ vang lên. Thanh âm này thực sự quá quen thuộc, chính là Giang Thanh Lưu cái kia thanh âm đầy truyền cảm. Bốn người bọn họ lập tức quay người. Vô Tử Thiên ngơ ngác một chút, vội vàng thần sắc đại hỉ, liền bò mang lăn sau khi từ biệt thân đến, tập trung nhìn vào. Tại bọn họ trước mắt, một cái toàn thân nhuốm máu trung niên nhân, tóc rối tung, đứng tại cái này cháy đen thổ địa bên trên, hắn một tay nắm lấy một đám tóc. Mỗi một đám dưới tóc, mỗi người có một cái chết không nhắm mắt đầu. Hai cái này người chết, trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin được, bị chết mười phần đột nhiên. Một tay, một cái đầu người. Điều này nói rõ Giang Thanh Lưu đối thủ có hai cái. Mà lại, hắn thắng, còn chặt đầu của bọn hắn. Lúc này thời điểm, Giang Thanh Lưu đem cái này hai đầu, ném vào tu di giới chỉ, nói, ta thì đoán được. Thiên thần kiếm tông sẽ phái ra hai cái này cậu tặc tới giết ta, cái này hai hàng người xưng, cạo đầu huynh đệ, giết người chuyên môn chặt đầu, tiếng xấu lan xa, cả đời tội nghiệt tội lỗi chồng chất, hôm nay ta trái lại, chặt bọn họ đầu chó, cũng coi như thay trời hành đạo. Có điều, không thể không nói, bọn họ bản sự rất không tệ, vậy mà cạo loạn ta kiểu tóc. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía trước mắt cái này đờ đẫn bốn cái tiểu bối, ngạc nhiên nói, thế nào? Khác nhìn như vậy không nổi ta tốt ra, đột phá cũng là đột phá, hống các ngươi hay sao? Sư tôn, ngươi trận này trang bức, mây bay nước chảy, xảo diệu tự nhiên, đệ tử mặc cảm. Vô Tử Thiên nín khóc mỉm cười, về sau biến thành thoải mái cười to. Đúng vậy a,
ta hiểu. Giang Thanh Lưu hít sâu một hơi, nhìn về phía Bát Giai Thảo Mộc Thần Linh phương hướng, nói, tận tình sát phạt, khoái ý ân cừu, cái này mới là cuộc sống. Thanh Vân Thần Mộc, mấy vạn thanh hồn điện, Thiên Thần Kiếm Tông cùng Nhất Quần Tiên Nữ cung đỉnh cấp tu luyện giả, đem cái kia sắp thành thục Bát Giai Thảo Mộc Thần Linh, vây quanh đến nước chảy không lọt. Bọn họ tầng tầng thủ vệ, hiệu suất cao bố trí, còn tại ngắn ngủi trong vòng hơn một tháng, để kết giới linh sư bố trí kết giới, hình thành chiến đấu khu vực. Đại lượng thám tử ẩn núp, thời khắc thông báo đối phương đại quân vị trí. Nghe nói đối phương đã tiến vào thanh hồn điện cương vực, cái này mấy vạn người đều hít sâu một hơi, chuẩn bị xong chiến đấu. Tại vùng đất trung ương, ba phe nhân mã hiện lên tam giác, bảo vệ tốt cái kia Bát Giai Thảo Mộc Thần Linh. Trong đó, cổ kiếm thanh xương các loại bốn cái, lục kiếm quân tử, ở giữa, Thiên Thần Kiếm Tông Thạch Nham cùng Nhất Quần Tiên Nữ cùng Yến Nữ Hiệp mỗi người đều tại trái phải, Long Uyển Oánh thì tại Yến Nữ Hiệp bên cạnh. Hết thảy bố trí hoàn tất. Cổ kiếm thanh xương không ngừng hướng mọi người, thông báo vị trí của đối phương, để bầu không khí càng căng thẳng hơn. Đại khái nửa canh giờ, bọn họ đã đến lúc đó, tránh không được dương cung bạt kiếm, nếu như hắn nghe cái kia đế tôn con út Lý Hạo Thần, vậy rất có thể sẽ đánh lên. Dù sao người trẻ tuổi tính khí hướng, không so đo hậu quả, còn nữa, tránh thức thương vong cũng không phải hắn trật tự thiên tộc người, hắn không quan tâm. Cổ kiếm thanh xương hướng mọi người nói. Mọi người tâm lý đều nắm chắc. Đây là chúng ta thanh hồn điện địa bàn, dựa theo thiên cung quy định, bảo vật này thuộc tại chúng ta, đối phương dám đến cướp đoạt, cũng là trà đạp tôn nghiêm của chúng ta nhất định thể sống chết bảo vệ. Tại cổ kiếm thanh xương huy động phía dưới, tất cả mọi người chiến ý mãnh liệt. Sau khi nói xong không lâu, cổ kiếm thanh xương, Diệp Đông Lưu, cùng Thạch Nham đứng ở nơi hẻo lánh chỗ. Cổ kiếm trưởng giáo, chúc mừng ngươi, một hồi này, Giang Thanh Lưu đoán chừng đã không có. Thạch Nham cười lạnh nói. Cùng vui, cổ kiếm thanh xương thản nhiên nói. Gia hỏa này, thật là biết lại lấy a, bất quá, hắn cuối cùng không thể dự báo nguy hiểm. Dù sao, hắn làm sao lại muốn đến, chính mình là quan trọng đâu. Diệp Đông Lưu vui vẻ nói. Im miệng, cổ kiếm thanh xương quát lớn. Vâng, Diệp Đông Lưu liền vội cúi đầu. Hắn tuy nhiên bối phận lớn, nhưng cũng ý thức được, ở trước mặt người ngoài, trào phúng chính mình một cái thế lực Giang Thanh Lưu, sẽ có vẻ bọn họ quá mức buồn nôn. Tối thiểu nhất, cổ kiếm thanh xương muốn quên lãng chuyện này. Mặt khác, thanh hồn tháp ta sẽ để bọn hắn đưa đến trên tay ngươi, đến lúc đó, ngươi biên soạn một cái truy tung cố sự là được rồi. Thạch Nham nói. Làm phiền. Cổ kiếm thanh xương nói. Việc nhỏ, chúng ta một mạch giống nhau, lẫn nhau tạo nên. Thạch Nham cười nói. Nói như vậy, chỉ cần thu đến một cái đến từ, cạo đầu huynh đệ, truyền tin Thạch, cái kia Giang Thanh Lưu cùng thanh hồn tháp chuyện này, thì hết thảy đều kết thúc. Đến mức sát hại Giang Thanh Lưu, hung thủ, Thiên Thần Kiếm Tông cùng cổ kiếm thanh xương, đã sớm tìm xong. Dĩ nhiên chính là, trước mắt cùng thanh hồn điện đối địch Vân Thượng Tiên Cung. Chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải, thì là trợ thủ. Lý do là, bọn họ vì cướp đoạt Bát Giai trật tự thần binh, phái ra sát thủ, ngăn cản thanh hồn điện trợ giúp lực lượng, để mắt tới Giang Thanh Lưu, tàn nhẫn đem sát hại. Lời giải thích này, phù hợp cục diện bây giờ. Tuyệt đối không có sơ hở nào. Thế mà, Thạch Nham cùng cổ kiếm thanh xương, lại chậm chạp không có thu đến cái này truyền tin Thạch. Làm sao còn chưa tới? Giết Giang Thanh Lưu một cái. Không cần rất tốn sức a. Thạch Nham nghi hoặc hỏi. Hắn tăng thêm thanh hồn tháp, ngay cả ta đều đánh không lại, hai vị kia xử lý hắn, dư xài. Yên tâm đi, nếu như nhiệm vụ thất bại, bọn họ hai vị cũng sẽ truyền tin cho chúng ta. Bây giờ còn chưa tin tức, tám thành là, tìm người, thời điểm, phí một chút công sức. Diệp Bất Chi Thu thản nhiên nói. Lam, lục kiếm quân tử, trẻ tuổi nhất một vị, hắn so Giang Thanh Lưu đều nhỏ rất nhiều. Hiện tại mới 500 tuổi, tiền đồ vô lượng. Đúng không? Thạch Nham không sao cả để ý. Hiện tại mấu chốt nhất, vẫn là Vân Thượng Tiên Cung cùng hắn viện thủ nhóm. Có trật tự thiên tộc người thêm vào, trận này tranh đoạt, từ đầu đến đuôi, biến thành Thái Dương Vạn Tông cùng trật tự thiên tộc cục bộ đối kháng. Đây đối với chúng ta có chỗ tốt, dù sao, đây là chúng ta Vạn Tông địa bàn, chúng ta thua, những người khác ngồi không yên. Thạch Nham lo lắng bọn họ nhụt chí, lại dùng loại phương thức này, tăng cường lòng tin của bọn hắn. Lần này, một bước cũng không nhường. Cổ kiếm thanh xương sắc mặt kiên cường,
tựa hồ nhiều rất nhiều hào khí. Hống hống hống, địch nhân còn chưa tới, nơi xa cái kia cổng sinh thú chuyển đến tiếng gào thét âm, đã chuyển đến. Cái kia chấn thiên động địa khí thế, để thanh vân thần mộc cành lá, đều tại ầm vang rung động. Trong lúc nhất thời lá rụng bay tán loạn, còn có rất nhiều vừa mới thành thục cấp thấp trái cây, rơi xuống. Đây là một loại trước khi chiến đấu chấn nhiếp. Chống trận oanh minh, chuông lớn gõ vang. Ầm ầm, ầm ầm, bầu không khí vô cùng khẩn trương. Chuẩn bị, cổ kiếm thanh xương giống to một tiếng, thanh hồn kiếm tu nhóm, trường kiếm ra khỏi vỏ. Từng đạo kiếm khí xông lên thương thiên, toàn bộ chiến trường phía trên, kiếm khí mãnh liệt. Hô hô hô, kiếm khí như hải, bao phủ thương thiên. Trên thực tế, đối phương còn có chút xa, trước mắt còn không nhìn thấy người đâu. Ngay tại lúc này, sau lưng lại truyền đến một tiếng thú hống. Âm thanh quen thuộc kia, để cổ kiếm thanh xương không khỏi lưng mắt lạnh. Hắn chả không có quay đầu, liền nghe được Long Uyển Oánh thanh âm của bọn hắn. À, các ngươi sao lại tới đây? Long Uyển Oánh nói. Nghe nói đế tôn con út đến, tới kiến thức một chút, Thái Dương Chi Vương con nối dõi phong thái. Cổ kiếm thanh xương đương nhiên nghe được, đây là Lý Thiên Mệnh thanh âm. Thanh âm này bình thản mà hừng hực, lại không có nửa phần thương cảm, càng không có gì phẫn uất. Đối cổ kiếm thanh xương tới nói, đây là không bình thường. Đoán chừng ngươi phải thất vọng, Lý Hạo Thần, không được tốt lắm. Yến Nữ Hiệp tiếp nhận Lý Thiên Mệnh, một mặt khinh bỉ nói. Cổ kiếm thanh xương nghe được mặt mũi tràn đầy đờ đẫn. Hắn chả không có quay đầu, trước nhìn Thạch Nham, Diệp Đông Lưu bọn người liếc một chút, lại gặp bọn họ đều cũng giống như mình, nghi hoặc mà buồn bực. Gần như đồng thời, bọn họ quay đầu lại. Chỉ thấy mấy người, theo thanh không bích lạc kỳ lân thân bên trên xuống tới. Liếc mắt qua, phát hiện hết thảy có 5 cái. 4 cái trẻ tuổi tiểu bối cũng không cần nói. Mấu chốt là, cái kia rõ ràng cẩn thận ăn mặc một phen, xem ra tiên phong đạo cốt, Giang Thanh Lưu, bất ngờ xuất hiện ở đây. Tại cổ kiếm thanh xương trong mắt bọn họ, Giang Thanh Lưu chính mỉm cười cùng Long Uyển Oánh trò chuyện. Hết thảy xem ra như thế bình thường, tốt như cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Trưởng giáo, không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. May mắn đuổi kịp. Giang Thanh Lưu tới, mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói. Ngươi thành công đột phá sao? Cổ kiếm thanh xương sắc mặt bình thản hỏi. Để trưởng giáo thất vọng, đột phá chỉ là một trận ảo giác, ta thất bại. Giang Thanh Lưu buồn bực nói. Không có việc gì, từ từ sẽ đến, ngươi số tuổi còn chưa tới đỉnh phong, còn có cơ hội. Cổ kiếm thanh xương nói. Đa tạ trưởng giáo cắt ngôn. Giang Thanh Lưu quay đầu nhìn thoáng qua, tại cổ kiếm thanh xương bên cạnh nói, trưởng giáo, ta không lay chuyển được hai cái này thiên cung đệ tử, bọn họ phải tới tham gia náo nhiệt, một hồi chiến trường không có mắt, ta sợ bọn họ bị ngộ thương, cho nên, ta vẫn là lấy bảo vệ bọn hắn làm chủ a. Được, đi thôi. Cổ kiếm thanh xương khoát khoát tay. Giang Thanh Lưu lúc này mới cáo biệt hắn, trở lại Lý Thiên Mệnh bọn họ bên này. Đưa lưng về phía cổ kiếm thanh xương bọn họ. Giang Thanh Lưu đối với Lý Thiên Mệnh bọn họ nháy mắt mấy cái, một mặt châm chọc ý cười. Hắn không có ý định lấy ra cạo đầu huynh đệ đầu. Chuyện này, tạm thời liền xem như chưa từng xảy ra, thì để bọn hắn đi nghi hoặc. Như là đã đi đến, đối lập, con đường, vậy liền giấu một tay, chung quy có chỗ tốt. Giang Thanh Lưu đối mặt sự tình, Lý Thiên Mệnh đã sớm thông qua ngân trần, đơn độc cùng Long Uyển Oánh trước tiên là nói về. Nàng cũng đề nghị Giang Thanh Lưu. Trước đừng đem vấn đề này lộ ra ngoài. Cho nên hiện tại, mấy người bọn hắn thì cùng sự tình gì, cũng chưa từng xảy ra một dạng. Cái này dẫn đến cổ kiếm thanh xương bên này, hai mặt nhìn nhau, não tử phía trên tất cả đều là dấu chấm hỏi. Tình huống như thế nào đây là? Diệp Bất Chi Thu cùng ăn một con ruồi giống như, vừa mới cao hứng hụt. Cạo đầu huynh đệ, là không tìm được người sao? Không cần phải a, thanh không bích lạc kỳ lân mục tiêu lớn như vậy. Giang Thanh Lưu lại không cố ý đường vòng. Diệp Đông Lưu lắc đầu nói. Ta hỏi bọn họ một chút, trước đừng có gấp. Giang Thanh Lưu chỉ muốn đi ra, thì có cơ hội. Thạch Nham nói. Nàng lại phát truyền tin thạch. Đáng tiếc cái này truyền tin thạch sau khi rời khỏi đây, một điểm động tĩnh đều không có. Có bệnh, trước tiên ta hỏi hỏi Bắc Đầu Kiếm Tôn, hai gia hỏa này cùng ta náo đâu. Thạch Nham vạn phần khó chịu. Tới tay thịt mỡ, bỗng nhiên bay. Bọn họ tạm thời cho rằng, là cạo đầu huynh đệ bên này xảy ra sai sót,
không có dựa theo quy định giết người, hoặc là không có chặn lại được Giang Thanh Lưu. Lúc này Vân Thượng Tiên Cung đại quân đột kích, chỉ có thể lấy bát giai thảo mộc thần linh làm trọng. Ngay cả như vậy, bọn họ hiện tại loại này phiền muộn, nghi ngờ biểu lộ, vẫn là tương đối đặc sắc. Một phút sau, Thanh Hồn Điện Liên Minh toàn quân đề phòng. Lý Thiên Mệnh bọn họ đứng tại ngay phía trước, nhìn đối phương 100.000 trở lên đỉnh cấp cường giả nhân mã, theo phương Bắc lao nhanh mà đến, thanh thế to lớn. Bọn họ một đường vào tới trước, chỗ đến, mặc kệ là lá cây, cành vẫn là trái cây, đều tất cả đều phá nát. Vân Thượng Tiên Cung theo mấy vạn năm trước, thì chủ trương chém nứt Thanh Vân Thần Mộc, chỉ là nhận lấy Thanh Hồn Điện ngăn cản. Cho nên, bọn họ trên bản chất, đối Thanh Vân Thần Mộc là không thương tiếc. Nếu như không phải đúng lúc gặp kết quả, bọn họ cũng sẽ không nhìn nhiều. Ầm ầm, cự thú lao nhanh, gào rú, chống trận, chuông lớn gõ vang, cường giả hội tụ, khí diễm phách lối. Thẳng đến trùng kích đến Thanh Hồn Điện bố trí lâm thời kết giới trước, đối phương cái này đại quân mới dừng bước, song phương tạo thành rỗi trạng thái. Không có trong nháy mắt khai chiến, cái này kỳ thật cùng Lý Thiên Mệnh đoán trước đến không sai biệt lắm. Dù sao, song phương là tại tranh đoạt một cái bát giai thảo mộc thần linh, mà không phải sinh tử đại chiến. Đối chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải tới nói, bọn họ là đến, thu hoạch, mà không phải tới đỡ ra. Chiến tranh mang ý nghĩa đại lượng tử vong, cái kia chính là một loại nỗ lực, cho nên đại quân nhân số cuối cùng chỉ là trấn nhiếp. Nếu có còn lại quyết ra thắng bại phương pháp. Cái này bốn cái, trợ giúp thế lực, ngoại trừ Thiên Thần Kiếm Tông danh xưng muốn đánh áp đối với phương ngoại, còn lại ba cái, cũng sẽ không đem chiến tranh chém giết, xem như là đệ nhất lựa chọn. Trước mắt song phương còn không có đại diện tích xung đột, không có tăng lên đến nợ máu trình độ, càng nhiều hơn chính là lẫn nhau thăm dò, trấn áp. Nhưng, muốn là một trận chiến này đánh lên, khả năng thì không có đường quay về. Thanh Vân Thần Mộc quá lớn, cho nên cái này đã định trước không phải một trận thủ thành chiến. Mà chính là tao ngộ chiến lớn nhất không thể tránh khỏi cũng là thương vong. Ngay cả như vậy, song phương chạm mặt, liền đã dương cung bạt kiếm. Lẫn nhau ở giữa, sát khí đằng đằng. Lý Thiên Mệnh đứng tại Thanh Vân Thần Mộc trên nhánh cây, hướng đối diện trung tâm vị trí nhìn qua. Cái kia là đối phương đại nhân vật nơi ở. Rất rõ ràng, có thể nhìn đến chiến thần tộc cái kia nổi tiếng thiên hạ, của Mạc Đan Thần, còn có Lam Huyết Tinh Hải Tuyệt Mệnh Hung Đồ. Làm xa, cái kia Vân Thượng Tiên Cung cung chủ, Vân Thiên Khuyết, đứng tại bọn họ bên cạnh thân. Trên thực tế, Vân Thiên Khuyết mặc dù là nhị lưu thế lực tông chủ, thế nhưng quỷ quyệt hai mắt, như biển mây một dạng thâm thúy khí chất, xem ra so cổ kiếm thanh xương lòng dạ, càng muốn thâm trầm một số. Nói một cách khác, bọn họ xem ra, rất như là cùng một loại người. Bất quá, liền cổ Mạc Đan Thần, đều không ở phía này đại quân, trung tâm vị. Đứng tại chính vị trí trung tâm. Làm đại quân người đứng đầu, ngược lại là một tên tiểu bối. Hắn dáng người thon dài, trường bào màu trắng phía trên, ở ngực cùng phần lưng, thêu lên chướng mắt mặt trời đồ án, nơi ống tay áo kim sắc thêu một bên, quang huy vô hạn, càng làm người khác chú ý chính là mi tâm của hắn, chỗ đó có một cái kim sắc mặt trời kiếp vòng, nó vô cùng chướng mắt, khiến người ta căn bản là không có cách nhìn thẳng, lòng sinh thần phục. Có thể nói, đây là Lý Thiên Mệnh, nhìn qua lớn nhất chấn nhân tâm phách kiếp vòng. Cái kia Tử Tiêu Đế cung đệ tử Hàn Tinh Loan, có 7 cái nửa kiếm hình kiếp vòng trên ngón tay phía trên, cũng không bằng loại này đế hoàng kiếp vòng có chấn nhiếp lực. Rất rõ ràng, đó cũng không phải một kiếp vòng, mà chính là 8 cái mặt trời kiếp vòng điệp ra. Cho nên nói, cái này đế tôn còn út Lý Hạo Thần, là Lý Thiên Mệnh tại mặt trời cùng Tử Diệu Tinh phạm vi bên trong, thấy qua cái thứ nhất bát kiếp thức thần sở hữu giả. Hắn là khinh ngữ ca ca, vẫn là ta. Chuyện này... Để Lý Thiên Mệnh đối người này, trời sinh thì sinh ra địch ý. Thật giả huynh trưởng. Có điều hắn không thể không nói, Lý Hạo Thần không hổ là đế tôn chi tử. Hắn cùng Tử Diệu Tinh Thần Dụ Công Chúa, đều là một cái cấp bậc, đều là hằng tinh nguyên thế giới đỉnh phong xuất thân, đã định trước chúa tể thiên hạ, đều nắm giữ đế tôn chi tư, chân chính thiên tuyển chi nhân. Khác biệt duy nhất là, làm đế tôn chi tử Lý Hạo Thần, tại người đồng lứa bên trong, bài danh cái này trên Thái Dương. Hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Mà thần dụ công chúa lại chỉ có thể xếp hạng thứ ba. Theo Lý Hạo Thần trên thân, Lý Thiên Mệnh liền có thể nhìn đến Thái Dương Vạn Tông cùng Trật Tự Thiên Tộc chênh lệch. Cho dù là bên cạnh hắn hai cái quốc sắc thiên hương lại phong cách khác là thiếu nữ, tầng thứ đều đã khá cao. Một cái đỉnh cấp thức thần sở hữu giả. Một cái khác,
rõ ràng là ẩn long điện ngự thú sư. Hai vị này là, Lý Thiên Mệnh hỏi Vu Tử Thiên. Linh kiếp tộc Lý Nhược Thi cùng ẩn long điện Long U, đều là tinh tướng thần cảnh cấp 7, tại trật tự thiên tộc gần với Lý Hạo Thần. Đây chính là bọn họ tiểu bối bên trong hai đại tuyệt sắc mỹ thiếu nữ. Quả nhiên, chăm nghe không bằng một thấy a, thật xinh đẹp, Lý Hạo Thần có thể trái ôm phải ấp, lão tử chua. Vu Tử Thiên trừng to mắt, vô cùng hâm mộ nói. Cái kia nhìn lấy hai cái mỹ thiếu nữ ánh mắt, tràn đầy thưởng thức. Diệu, đều không khác mấy cùng vi sinh mặc nhiễm một dạng dễ nhìn. Hắn nói bổ sung. Hắn không nói lên vi sinh mặc nhiễm cái tên này, Lý Thiên Mệnh đều nhanh quên, trong mắt cá nhỏ. Cho đến ngày nay, con cá con này còn tại tròng trắng mắt bộ phận tới lui đây. Không có việc gì, người có thể chăn lớn cùng ngủ, tại về số lượng, người đã thắng. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Tinh thần thắng lợi pháp, Vu Tử Thiên cười nói. Lý Hạo Thần, Lý Nhược Thi, Long U tên, đều phá lệ vang dội. Bọn họ thường xuyên lộ diện, lại có rất nhiều chiến đấu. Mà Lý Khinh Ngữ mặc dù là cửu nguyệt thần nữ, có thể nàng tại trật tự chi địa thời gian rất ngắn, cơ hồ theo không lộ diện. Đại đa số người đều chưa thấy qua nàng, tự nhiên lại càng không có cái gì bài danh. Lý Thiên Mệnh bọn họ làm Vi Thiên Cung đệ tử, tại phía trên chiến trường này, còn không nói nên lời, nhưng là đối diện Lý Hạo Thần, lại có thể lấy đế tôn con út thân phận, để cổ mạc đan thần bọn người, đối với hắn A Dua nỉnh hót, lấy hắn vi tôn. Điều này nói rõ song phương thân phận, còn có nhất định chênh lệch. Tựa hồ liền đế tinh bảng đệ nhất, đại đa số trật tự thiên tộc người, đều chưa hẳn để ở trong lòng. Dù sao đối bọn hắn tới nói, trật tự thiên tộc, mới là trong thế giới. Dỗi về sau, vừa rồi hỏa nhiệt, không khí sôi trào, dần dần bình ổn lại. Cổ kiếm thanh xương đứng tại vạn chúng trước đó, cau mày, thanh âm lãnh khốc nói, Vân Thượng Tiên Cung các vị, các ngươi hôm nay hành động, đã nghiêm trọng làm trái thiên cung quy định, ta đã báo cáo thiên cung, nếu như các ngươi trễ tỉnh ngộ, tất nhiên sẽ bị thiên cung trong mắt chế tài. Nơi này là chúng ta thanh hồn điện thống ngự cương vực, cái này bát giai thảo mộc thần linh, chính là thiên cung phân phối cho chúng ta đổ vật, các ngươi không có quyền cướp đoạt, nếu không làm trái thiên cung luật thép. Trước mắt, cái kia bát giai thảo mộc thần linh, đã đến cuối cùng thành thục tiến trình. Còn kém một bước cuối cùng. Đây là song phương tạm thời không có đánh lên một trong những nguyên nhân. Nói nhảm vẫn rất nhiều, vậy ngươi có thể chậm rãi chờ, nhìn xem bầu trời cung quản các ngươi a. Vân Thượng Tiên Cung là thanh vân đại lục thế lực, thanh vân thần mộc hết thảy, đều có thể bằng vào bản sự cướp đoạt. Tự nhận hạng người vô năng, cũng không cần chuyển ra thiên cung tới dọa người. Vân Thiên Khuyết đứng dậy, trên mặt mỉa mai ý cười nói chuyện. Nghe xong lời này, đối phương đại quân cười vang. Bọn họ tự cao trợ thủ đông đảo, tự nhiên cảm giác ưu việt 10 phần. Cổ kiếm thanh xương, mang theo ngươi người, lăn xa một chút, quấy rầy ta nhã hứng, để ngươi thanh hồn điện chịu không nổi. Chấp mê bất ngộ, cái kế tiếp hiên viên long tông, cái kế tiếp chó mất chủ, thì là các ngươi. Lý Hạo Thần mặc dù là tiểu bối, một đoạn này lời ra khỏi miệng, phân lượng cùng áp bách lực, vẫn là tương đối nặng. Con người của ta, kiên nhẫn so sánh có hạn, người có thể suy tính thời gian không nhiều. Lý Hạo Thần bổ sung một câu nói. Hạo Thần ca ca, bên này con ruồi vẫn rất nhiều đây. Long U đáng yêu nói. Nghe thấy được mùi, bình thường. Lý Hạo Thần bĩu môi nói. Chúng ta trật tự thiên tộc, tại cái này trấn áp người khác, có thể hay không không tốt lắm. Lý Nhược Thi có chút cẩn thận hỏi. Trước kia không quá được, hiện tại cục diện thay đổi, người đi hiên viên Long Tông nhìn xem liền biết. Lý Hạo Thần nói. Lý Nhược Thi, ngươi là không biết, kia thiên bảng thứ hai hiên viên Long Tông, bị chúng ta ẩn Long Điện ép tới cùng tiểu cẩu giống như, hì hì. Long U mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kiêu ngạo. Nàng sinh ở ẩn Long Điện, tự nhiên vì ẩn Long Điện mà tự hào. Bọn họ tự mình nói chuyện trời đất thời điểm, thanh hồn điện bên này nhận lấy uy hiếp, trong lúc nhất thời, rất nhiều nhân tình tự đã rất hot. Cổ kiếm thanh xương quay đầu nhìn thoáng qua, kỳ thật hắn không có gì đường lui. Đối phương trực tiếp áp chế đến cùng tuyến, mặc kệ chết bao nhiêu người, lần này đều muốn phản kháng. Thạch tướng quân, xem ngươi rồi, cổ kiếm thanh xương nói. Yên tâm, đánh, Thạch Nham hung ác tiếng nói. Có nàng câu nói này, cổ kiếm thanh xương yên tâm nhiều. Xem ra thiên thần kiếm tông, xác thực có tham chiến, trấn áp đối thủ ý tứ. Sau đó cổ kiếm thanh xương,
hít sâu một hơi, sau đó lấy lớn nhất thanh âm cùng quyết tâm, lớn tiếng nói, Vân Thượng Tiên Cung các vị nghe, Thanh Vân Đại Lục thuộc về Thái Dương Vạn Tông. Nơi này là địa bàn của chúng ta, Vân Thượng Tiên Cung lịch đại tiên tổ, cùng chúng ta Thanh Hồn Điện đánh đến ngươi chết ta sống, nhưng tất cả mọi người là Thanh Vân người, mà không phải Trật Tự Thiên Tộc chó săn. Hôm nay Vân Thượng Tiên Cung, lựa chọn tại trong nhà mình, đối với địch nhân lắc đầu vẫy đuôi, đem Thanh Vân thần mộc quả thực, chắp tay đưa cho địch nhân, như thế thì tiện, không khí tiết hành động, giày xéo các ngươi liệt tổ liệt tông tôn nghiêm, giờ bẩn các ngươi tổ tiên huyết mạch, càng thật xin lỗi về sau xuất sinh liền muốn làm chó săn đời đời con cháu. Như thế thì tiện hành động, chúng ta Thanh Hồn Điện xem thường các ngươi. Chúng ta cùng các ngươi khác biệt, dù là giao ra cái giá bằng cả mạng sống, cũng đừng nghĩ để cho chúng ta nhường ra nửa bước. Chúng ta Thanh Hồn chi kiếm, đã ra khỏi vỏ, tự nhiên cùng thần mộc, quốc thổ, sinh tử tương liên, bất luận cái gì trà đạp người, đều sẽ làm đoạn hồn nơi này. Tại Vạn Tông trên địa bàn bán tổ cầu vinh, cũng là đối Vạn Tông tôn nghiêm trà đạp, liền xem như ngươi đế tôn chi tử, ở đây làm nhục chúng ta, khiêu chiến chúng ta phòng tuyến cuối cùng, ta Thanh Hồn kiếm tu, cũng phải làm cho ngươi máu tươi tại chỗ. Đây chính là lẫn nhau thử quá trình bên trong, Thanh Hồn Điện cho đối phương quyết tâm. Lý Thiên Mệnh không thể không nói, mặc kệ cổ kiếm thanh xương người này như thế nào, tại Thanh Hồn Điện trên lập trường, hắn hiện ra một cái trưởng giáo khí tiết cùng khí khái. Cái này kiên cường cương mãnh mười phần phát biểu, không nói trước chèn ép Vân Thượng Tiên Cung sĩ khí, để bọn hắn đối Vân Thiên Khuyết quyết định biện pháp sinh ra trình độ nhất định hoài nghi, tối thiểu nhất để một mực lấy kiếm đạo phong cốt lấy xưng Thanh Hồn kiếm tu nhóm, huyết mạch sôi sục. Trong lúc nhất thời, 100.000 kiếm tu nộ hống, rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí tranh tranh. Vô tận kiếm khí như hải, xông lên mây xanh, cái kia thấy chết không sờn tiếng gầm, chấn áp ra ngoài, có hoành tảo bát hoang tình thế. Lợi hại. Lý Thiên Mệnh có chút thán phục. Hắn cảm thấy mình, có chút đánh giá thấp Thanh Hồn Điện. Đừng nhìn cái này, lục kiếm quân tử, giống như không thế nào, quân tử, thế nhưng là Thanh Hồn kiếm tu nhóm, từ xưa lưu truyền xuống ý chí, xác thực làm cho người kính nể. Cái này cùng Lý Thiên Mệnh kiếm đạo công chính ý chí, cùng Lý Mộ Dương truyền thừa, là đồng xuất một triệt. 100.000 kiếm tu đại quân một tiếng gào to, quả thực khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Thề sống chết thủ hộ Thanh Hồn. Muốn trách thì trách cái này bát giai thảo mộc thần linh, không phải tại tranh luận khu vực, mà là tại Thanh Hồn nội địa. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều Vân Thượng Tiên Cung tu luyện giả, tâm lý lực lượng không phải rất đủ. Thử nghĩ phía dưới, muốn là cái này bát giai thảo mộc thần linh, sinh ra tại Vân Thượng Tiên Cung nội địa, Thanh Hồn Điện đại quân tiếp cận, bọn họ đoán chừng cũng phải bão nổi. Giết! Một tiếng cùng giống, mỗi một cái kiếm tu, dù là chỉ là nhất phẩm, tối thiểu đều so Lý Hạo thần cường. Dù là hắn sau lưng có vạn chúng chống đỡ, giờ khắc này, khí thế của hắn đều yếu một chút. Trong lúc nhất thời, ba cái tiểu tuổi trẻ ngẩn ngơ, bị dọa đến lùi lại một bước, sắc mặt một chút có chút hơi trắng. Một cái nho nhỏ tông môn, đều có điểm mấu chốt cùng nghịch lân, huống chi Thanh Hồn Điện loại này, có kiếm đạo ý chí tông môn. Người đều là phức tạp thể, cổ kiếm thanh xương dám giết đồng môn Giang Thanh Lưu, cũng dám công bố muốn để Lý Hạo thần máu tươi tại chỗ. Mạc thần. Lý Hạo thần quay đầu. Cổ Mạc Đan thần, Lam Sa cùng Vân Thiên Khuyết tập hợp một chỗ. Tiểu Hoàng, gia hỏa này là có chút xương cứng, xem ra, muốn thông qua trấn áp sợ chạy bọn họ, vẫn chưa được. Vân Thiên Khuyết nói. Vậy liền đánh A, diệt bọn hắn. Lý Hạo thần nói. Thực lực chúng ta tuy nhiên chiếm cứ ưu thế, nhưng... Vân Thiên Khuyết còn chưa nói xong, Lý Hạo thần quay đầu nhìn lại cổ Mạc Đan thần, hỏi, có đánh hay không? Cổ Mạc Đan thần cùng Lam Sa, Vân Thiên Khuyết liếc nhau một cái. Kỳ thật trong lòng bọn họ rõ ràng, một trận chiến này coi như cầm xuống Thanh Hồn Điện, cũng sẽ chết thương tổn thảm trọng. Trước mắt song phương trên giấy thực lực, đại khái 64 mở hai bên. Trừ phi chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải tiếp viện. Chủ yếu là không ngờ tới, đối phương, cứng rắn, đến loại trình độ này. Nghĩ gì thế, thừa thế xông lên cầm xuống đối thủ, nhất chiến là được. Đánh tan bọn họ về sau, trực tiếp độc hưởng Thanh Vân thần mộc, để bọn hắn co đầu rút cổ tại Thanh Hồn kiếm phong, chỉ là tiểu tông môn, khoác lác ngược lại là lợi hại. Lý Hạo thần hơi giận nói. Việc này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Vân Thiên Khuyết coi như tương đối quen thuộc Thanh Hồn Điện, liền nói như vậy. Ồ, các ngươi thú vị a, ngay từ đầu đánh với ta cam đoan, hiện tại bắt đầu ra vẻ đáng thương. Lý Hạo thần mỉa mai cười nói.
hắn xác thực mặc kệ bọn hắn tam phương thương vong. Đánh lên, chết cũng không phải hắn Trật Tự Thiên tộc người. Chủ yếu là Lý Nhược Thi cùng Long U tại chỗ, cục diện này để hắn có một chút mất mặt. Cổ Mạc Đan Thần nghĩ nghĩ, đối hai vị khác, nói, đánh đi. Đối phương hiện đang hư trương thanh thế tương đối nhiều, một khi tan tác, tối thiểu nhất cái này bát giai thảo mộc thần linh, chúng ta trước cầm xuống, đằng sau lại nói. Tiểu Hoàng nói đến cũng có đạo lý, một trận chiến này có lẽ có chỗ nỗ lực, nhưng có thể đánh áp đối phương ý chí, vì đến tiếp sau làm nền. Được. Có hắn bắt đầu, hai vị khác chỉ có thể gật đầu. Vân Thiên Khuyết, người đến hiệu triệu, Lý Hạo Thần nói. Vâng. Vân Thiên Khuyết đứng trước mặt người khác, đang chuẩn bị nói chuyện, đúng vào lúc này, một cái thanh lãnh thanh âm, tại phía sau hắn vang lên. Đánh cái gì đánh? Vân Thiên Khuyết nhìn lại, Lý Hạo Thần bên người, nhiều một người mặc nguyệt bào thanh lãnh nữ nhân. Nàng lạnh lùng nhìn lấy mọi người, nói, xung đột chính diện, là ngu xuẩn nhất phương thức, còn nhiều biện pháp trưởng khống thanh vân thần mộc, tại đối phương khí thế hung hăng thời điểm đánh, ngại nhân mạng nhiều. Chính là Lý Vô Song. Cô, nàng xuất hiện về sau, Lý Hạo Thần liền có chút thu liễm. Trên thực tế, Cổ Mạc Đan Thần bọn họ đều là nghĩ như vậy. Thế nhưng là không có cách, Lý Hạo Thần thúc giục gấp. Thật muốn tranh đoạt thanh vân thần mộc trưởng khống quyền, có tổ chức tiểu đội đánh giết, làm cho thanh hồn điện không dám ra ngoài, mới là tốt nhất phương thức. Là bát giai thảo mộc thần linh sao? Lý Vô Song hỏi. Đúng. Lý Hạo Thần gật đầu. Vân Thiên Khuyết, người cùng bọn hắn nói, song phương đều ra một cường giả quyết đấu, bát giai thảo mộc thần linh thuộc về người thắng, nếu không chúng ta thì sớm chém đứt gánh chịu cái này, bát giai thảo mộc thần linh, nhánh cây kia, hủy đi nó. Lý Vô Song nói, thanh hồn điện tuy nhiên bảo vệ cái này bát giai thảo mộc thần linh, nhưng thứ này lớn lên tại trên cây, thanh hồn điện không có khả năng giữ vững cả một đầu dài đến mấy vạn mét cành cây to. Một khi theo ngọn nguồn chém đứt, bảo bối này còn không có triệt để thành thục, cơ bản tương đương không còn giá trị rồi. Vâng. Vân Thiên Khuyết ánh mắt sáng lên. Phương pháp kia so với cùng hôm nay tiếng hô giết sung trời thanh hồn điện tử chiến, hiển nhiên muốn cao minh một số. Sau đó Vân Thiên Khuyết ra ngoài nói chuyện, cùng Cổ Kiếm Thanh Xương trước mặt mọi người thương lượng. Bất quá, Cổ Kiếm Thanh Xương cự tuyệt. Mỗi người ra một cường giả, bên này có chiến thần tộc nhân vật số 2 Cổ Mạc Đan Thần, vẫn là đế tôn muội muội Lý Vô Song, ai là địch thủ. 3 ván 2 thắng, đều ra 3 người, nếu không người nào cũng đừng nghĩ đạt được, Lý Vô Song nói. Vân Thiên Khuyết lại đi thương lượng. Các ngươi người nào xuất chiến? Vạn chúng trước mặt, Cổ Kiếm Thanh Xương hỏi. Loại phương thức này bản chất, hắn là có thể tiếp nhận. Dù sao so với bát giai thảo mộc thần linh bị hủy diệt, so với đại lượng thương vong, loại này cường giả quyết đấu phương thức, thanh hồn điện giữ vững tôn nghiêm, đồng thời cũng có cơ hội cầm xuống bảo bối. Chỉ tiếc, giống như tại cường giả phương diện, thanh hồn điện bên này vẫn là kém một chút. Cho nên, nếu như phần thắng hy vọng xa vời, Cổ Kiếm Thanh Xương sẽ không đáp ứng. Vân Thiên Khuyết quay đầu lại hỏi một chút bọn họ, sau đó trước mặt mọi người nói, Cổ Kiếm Thanh Xương, người ta chính là Vân Thượng Tiên Cung cùng thanh hồn điện chi chủ, người ta nhất chiến, vì các vị đường xa mà đến khách mời, hâm lại chàng tử đi. Cổ Kiếm Thanh Xương trầm mặc. Cái này một cái bẫy mặt, đâm chúng hắn đau đớn. Hắn đã từng bại bởi qua Vân Thiên Khuyết. Nếu có thanh hồn điện, tại loại chàng diện này dưới, đối phương chủ động khiêu chiến, làm tông môn chi chủ, nếu là hắn không dám ra chiến, đối sĩ khí đả kích, sẽ khá là nghiêm trọng. Còn kém một cái thanh hồn tháp. Thứ hai chiến đây. Hắn chỉ có thể hỏi. Thứ hai chiến, từ khách mời đến quyết đấu đi, chúng ta bên này, đến từ chiến thần tộc Cổ Mạc Đan Thần, rất có hứng thú, cùng thiên bảng thứ 5 thiên thần kiếm tông, Thạch Nham các hạ nhất chiến, nàng sẽ không phải không dám a. Vân Thiên Khuyết lãnh đạm nở nụ cười. Bàn tính đánh rất khá, Mạc Thần là chiến thần tộc nhân vật số 2, bây giờ chiến thần tộc chiến tôn, đều là Mạc Thần đệ tử, ta Thạch Nham tại thiên thần kiếm tông chưa có xếp hạng trước năm. Ngươi để cho ta cùng hắn đánh. Ha ha. Thạch Nham cười to. Thứ ba đâu? Cổ Kiếm Thanh Xương thản nhiên nói. Vân Thiên Khuyết quay đầu xác nhận một chút, nói, đến từ Trật Tự Thiên Tộc, Lý Vô Song, cô nương, rất có hứng thú cùng, Bạch Long Hoàng, nhất chiến, một giải năm đó ân oán, nàng nói, giữa các nàng, có thể đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Chết không oán niệm bất luận kẻ nào, Trật Tự Thiên Tộc, không có bất luận cái gì trả thù. Tại chỗ tất cả mọi người cùng một chỗ làm chứng.
Câu nói này quả thực nổ tung. Đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Một giải năm đó ân oán. Vân Thiên Khuyết vừa mới làm nền xong, bên cạnh hắn thì xuất hiện một cái thanh lãnh nguyệt bào nữ tử. Nàng ánh mắt lạnh lùng, ngăn cách Hứa Xa, xem kỹ lấy Lý Thiên Mệnh bên cạnh Long Uyển Oánh. Lý Thiên Mệnh chú ý tới, từ khi Lý Vô Song xuất hiện qua, Long Uyển Oánh trạng thái liền có chút không đúng. Bây giờ nhìn lại, hốc mắt của nàng quả nhiên đỏ bừng, hô hấp đều biến đến nặng nề, tay áo dài phía dưới, nắm chặt hai nắm đấm, một cỗ dữ tợn sát khí, theo trên người của nàng phát ra. Năm đó nàng phu quân cùng nhi tử bị giết chi tiết, Lý Thiên Mệnh đại khái hiểu rõ. Bên ngoài truyền thuyết là hắn phu quân, Long Quân Hiên, ý đồ xâm phạm Lý Vô Song, đế tôn nổi giận, tại Hiên Viên Long bên ngoài tông trước mặt mọi người đem chém giết. Con trai của nàng khí tuyệt phía dưới, cùng đế tôn liều mạng, bị một bàn tay đập chết. Nàng lúc ấy tại trong tông môn, nghe nói tin tức sau khi ra ngoài, nhìn đến chính là hai cỗ thi thể lạnh băng. Kỳ thật đoạn thời gian kia, Lý Vô Song lấy đặc lập độc hành tính cách, nghe nói cùng đế tôn có rất nhiều không hợp chỗ, lâu dài tại Thái Dương Vạn Tông lăn lộn, cùng vạn trong tông còn có một số tư nhân bằng hữu. Tỷ như Long Uyển Oánh phu phụ, cũng cùng nàng có một chút giao tình. Theo Long Uyển Oánh giờ phút này nghe được, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử, bốn chữ này phản ứng đến xem, nàng thừa nhận, không chỉ là trượng phu nhi tử tử vong đau, càng là thấp kém, nhàm chán, nói xấu. Lấy hắn phu quân nhân cách, còn có nàng hôn nhân mỹ mãn, cái gọi là, xâm phạm, thì là một loại lười đến cực hạn, cực kỳ khinh miệt phu hãm. Người trong thiên hạ đều biết là chuyện gì xảy ra, chỉ có trật tự thiên tộc cảm thấy Long Quân Hiên chết chưa hết tội. Đừng đi! Làm hiểu rõ nhất Long Uyển Oánh người, Yến Nữ Hiệp ngay đầu tiên đều giữ nàng lại. Nàng muốn giết ngươi, đây là bẫy dập. Nàng mấy người tỉ muội, toàn bộ bao xông tới, không cho Long Uyển Oánh xúc động. Oánh gì? Lý Thiên Mệnh đồng dạng tại lắc đầu. Đừng cản ta không có càng cơ hội tốt, van cầu các ngươi, đừng cản ta. Long Uyển Oánh thanh âm khàn khàn, nàng nói từng chữ, đều giống như mang theo huyết. Xác thực, đối phương là đế tôn muội muội, ngoại trừ hôm nay, nàng sẽ không còn có càng cơ hội tốt. Đối phương cũng là đoan chắc nàng cái này tâm lý. Có thể thấy được cực kỳ âm ngoan. Muốn cầm bát giai thảo mộc thần linh, sử dụng Long Uyển Oánh tâm lý, bức bách nàng xuất chiến, thuận tiện diệt nàng. Chỉ cần nàng cái này mới, Bạch Long Hoàng, còn tại một ngày, thế gian thì không thể thiếu đối nàng Lý Vô Song, chỉ trỏ người. Oánh gì, bị cừu hận che đậy đầu não, làm cho đối phương nắm mũi dẫn đi, đây chính là ngu xuẩn, thì là có lỗi với chết đi người. Người đừng chờ nàng cho ngươi cơ hội, chính mình tìm cơ hội, đó mới gọi cơ hội, đợi mấy trăm năm hôm nay thất bại trong gang tấc, người muốn làm gì? Lý Thiên Mệnh đứng ở trước mặt nàng, nhìn chằm chằm con mắt của nàng nói. Tiểu hài tử nói đúng, người mẹ nó còn trẻ đâu, rụng răng sao? Ngực còn như thế thẳng đâu, gấp làm gì a mà nó? Yến Nữ Hiệp vươn tay, ra sức bóp, nhất thời để Long Uyển Oánh tức giận đến kém chút thổ huyết. Chưa thấy qua dạng này cản người a. Kỳ thật, cái này cái gọi là ba ván hai thắng, người sáng suốt đều biết, cái này là đối phương mượn dùng hủy diệt bát giai thảo mộc thần linh uy hiếp, đến cho Thanh Hồn Điện liên minh đào hố. Cái này ba trận chiến trường, mỗi một chàng cơ hồ đều thất bại. Vân Thiên Khuyết áp chế cổ kiếm thanh xương, cổ mạc đan thần áp chế thạch nham, Lý Vô Song áp chế Long Uyển Oánh. Ba ván hai thắng, đối phương tùy tiện có thể thắng a. Cổ kiếm thanh xương nhìn Long Uyển Oánh bên này tỉnh táo, lại nhìn thạch nham rõ ràng phản đối, hắn cũng có bậc thang, nói. Mạc thần từng trải qua thiên hạ vô song, bây giờ đều là chiến thần tộc số 2 cao thủ, thiên thần kiếm tông thạch tướng quân, chỉ là ngươi vãn bối bên trong vãn bối, tự nhiên không phải đối thủ của ngươi. Bạch Long Hoàng chỉ là có tài nhưng thành đạt muộn, lại như thế nào có thể cùng thiên phú gần với đế tôn vô song cô nương so. Cái này cái gọi là ba ván hai thắng, bất quá là các ngươi muốn cường thủ hào đoạt lấy cớ, nếu quả thật muốn hủy diệt bảo bối này, vậy liền hủy diệt đi. Hắn nói là sự thật. Liên minh bọn họ đứng đầu cường giả không bằng đối thủ, tất cả mọi người có thể hiểu được. Cự tuyệt như vậy, đối sĩ khí không có ảnh hưởng. Lý Vô Song ngược lại là không nghĩ tới, Long Uyển Oánh cái này đều có thể khắc chế. Nàng hé mắt, nhếch miệng lên một tia khinh miệt ý cười, nói, thật sự là phế vật, cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không dám tới. Im miệng đi tiện tì, chúng ta trong suốt thanh xuân mỹ mạo, nấu đều có thể nấu chết ngươi, làm gì cùng ngươi đánh, chờ ngươi vào đất ngày nào đó,
tỉ muội chúng ta cùng một chỗ cho ngươi dâng một nén nhang, thù này chẳng phải báo sao? Yến nữ hiệp cười nói. Ngươi muốn chết? Lý Hạo Thần nghe được có người nhục mạ kính trọng nhất cô, nhất thời nhìn không được. Ta nói đến có lỗi sao? Ngươi cô lão hoàng hoa, phía dưới đều mốc meo đi. Còn tuyên bố quân hiên, xâm phạm nàng. Người nào mẹ nó ưa thích cái này lão băng côn a? Yến nữ hiệp vui vẻ nói. Lý Vô Song ánh mắt băng lãnh, tại Yến nữ hiệp lúc nói chuyện, nàng thì nhất chỉ đâm ra, nhất thời một đạo màu xanh lam băng phong bạo sát mà đến. Đinh đinh đinh. Yến nữ hiệp bên cạnh, Cố Đào Nhi, Lý Mộc Lê bọn người tại, bọn tỉ muội cùng một chỗ ngăn trở một kích này, lông tóc không tổn hao gì. Các nàng cũng không kém. Hủy đi. Lý Vô Song quay đầu hướng Cổ Mạc Đan Thần bọn họ lời nói. Nàng lười nhác dày vò. Nhưng nói thật, hôm nay bị chọc giận, đến đón lấy từ một nơi bí mật gần đó, nàng liền sẽ không để Long Uyển oánh các nàng dễ dàng. Còn nhiều có thể giết người địa phương. Cô, không được a, đây chính là bát giai thảo mộc thần linh. Lý Hạo Thần lắc đầu. Bảo bối này đối với hắn quá trọng yếu. Hắn để mắt tới Long Uyển oánh bọn họ, trong mắt tràn đầy chán ghét. Bỗng nhiên, hắn thấy được một cái thiếu niên tóc trắng. Mắt trái mắt vàng, mắt phải mắt đen. Hắn nhìn qua vô thiên chi chiến sau cùng quyết đấu, đối Lý Thiên Mệnh ấn tượng, có thể nói 10 phần sâu sắc. Thiên cung đệ tử Lý Thiên Mệnh, Phù Tử Thiên, còn có cái kia quỷ thần tộc Tiểu Phong, bao quát cái kia nắm giữ long huyết thần hoang nữ, đều tại. Đây là đế tinh bảng tề tụ, Lý Hạo Thần hỏi. Đúng, là bọn họ, Vân Thiên Khuyết nói. Ta có một cái mới ý tưởng. Trước khác hủy đi bảo bối. Lý Hạo Thần nói. Ngươi muốn làm gì? Lý Vô Song hỏi. Ta muốn hỏi một chút bọn họ, có nguyện ý hay không đến một trận, mới 3 ván 2 thắng. Lý Hạo Thần nói. Ý của ngươi là, Lý Vô Song hỏi. Đến một trận trật tự thiên tộc cùng Thái Dương Vạn Tông tiểu bối ở giữa quyết đấu. Lý Hạo Thần ánh mắt thiêu đốt nói. Bọn họ song phương dỗi, vốn là trật tự thiên tộc, cùng Thái Dương Vạn Tông dỗi ảnh thu nhỏ. Làm trên Thái Dương lớn nhất hai cái, đối lập thể, liền xem như tiểu bối thiên tài quyết đấu, đều tràn ngập xem chút. Tuyệt đối lửa, mùi thuốc 10 phần. Trải qua thời gian dài, trật tự thiên tộc cùng Thái Dương Vạn Tông đệ tử tranh phong, mặc kệ là tiểu bối đệ tử vẫn là niên lão đệ tử, đều ở vào lẫn nhau phong bế trạng thái. Vạn Tông có đế tinh bảng, trật tự thiên tộc cũng có chính bọn hắn bảng danh sách. Giữa hai bên, cũng không có trực tiếp giao lưu. Đương nhiên. Đây là Vạn Tông có tự mình hiểu lấy. Làm ngự thú sư, cùng trật tự thiên tộc liều tiền kỳ, xác thực rất ăn thiệt thòi. Một khi tránh thức giao phong, rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Tại hiện tại loại này mẫn cảm cục thế phía dưới, muốn là cái này hai bên có như thế một trận tiêu điểm chiến đấu, đó là tương đương, thú vị. Bất quá, Lý Hạo Thần đưa ra ý nghĩ này về sau, Lý Vô Song cùng Cổ Mạc Đan Thần bọn người, biểu lộ cũng không có thay đổi gì. Cổ Mạc Đan Thần nói, ý tưởng này mặc dù tốt, nhưng không có gì có thể được tính, đối phương liền cường giả quyết đấu đều có thể cự tuyệt, huống chi là loại này, bọn họ càng không có nắm chắc tiểu bối thiên tài đối quyết. Đế tinh bảng tiểu hài tử, cùng trật tự thiên tộc thiếu niên thiên tài nhóm, căn bản không tại một cái phương diện phía trên. Ta tin tưởng bọn họ càng có tự mình hiểu lấy. Coi như Lý Thiên Mệnh, Phù Tử Thiên không có loại này tự mình hiểu lấy, Cổ Kiếm Thanh Xương, Thạch Nham bọn họ. Nhất định sẽ không đem hy vọng, đặt ở tiểu bối trên thân. Cổ Mạc Đan Thần, rất là chắc chắn. Không nhất định đi, ta xem qua mấy người này, tại vô thiên chi cảnh biểu hiện, đủ loại dấu hiệu đều thuyết minh cái này Lý Thiên Mệnh bọn người, tuổi nhỏ cuồng vọng, tự cao tự đại, nhất là tại thành Vi Thiên Cung đệ tử về sau. Vừa rồi ta gặp hắn đối với ta hiện ra địch ý, có nóng lòng muốn thử cảm giác, có lẽ có thể sử dụng. Mấy người bọn hắn tại Cửu Long Đế Táng thu hoạch phong phú. Sợ là đã sớm tự nhận là, có thể cùng chúng ta tương đề tịnh luận. Mà lại, làm Vi Thiên Cung đệ tử, nếu như bọn họ mắc câu, Long Uyển Oánh cùng tiên nữ cùng những người kia, hẳn là sẽ chống đỡ bọn họ. Cổ Kiếm Thanh Xương cũng không muốn uổng phí mất đi bát giai thảo mộc thần linh, tiểu bối quyết đấu không ảnh hưởng toàn cục, tại Thiên Cung đệ tử áp lực phía dưới, hắn khả năng thỏa hiệp. Lý Hạo Thần liên tục nói thật dài một đoạn, chính là vì thuyết phục Lý Vô Song. Cô, muốn không thì thử một chút đi. Không mở miệng, sao lại biết đối phương có thể hay không mắc câu? Lý Hạo Thần nói bổ sung. Dù sao, hắn không muốn cứ như vậy mất đi cái kia bát giai thảo mộc thần linh. Đi. Lý Vô Song đối Vân Thiên Khuyết nói một tiếng, ý tứ chính là đáp ứng.
nhưng rất hiển nhiên, bọn họ đều không cho rằng, phương pháp này có gì có thể được tính. Thanh hồn điện thái độ hiện tại, rõ ràng là thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Vân Thiên Khuyết tuân lệnh về sau, lại lần nữa đi vào thanh hồn điện trước mặt mọi người. Ánh mắt của hắn nghiêm túc, đem Lý Hạo Thần, mới 3 ván 2 thắng, sách ra. Lý Hạo Thần mang theo Long U U, Lý Nhược Thi xuất hiện, cùng một chỗ đứng tại chỗ cao. Làm người trẻ tuổi, bọn họ đối mặt thanh hồn điện 100.000 kiếm tu, cũng không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại toàn thân đều là thịnh khí. Đây là đối với mình 10 phần tự tin thể hiện. Nghe nói đế tinh bảng thứ nhất, thứ hai, đều thành thiên cung đệ tử, cái kia thân phận này, cũng kém không nhiều cùng chúng ta tương đương. Cũng không biết, thiên cung đệ tử, có đảm lượng cùng chúng ta trật tự thiên tộc tiểu bối nhất chiến sao? Long U U trợn mắt một cái, trong lời nói, mang theo một số mỉa mai cùng chế nhạo. Trong giọng nói của nàng loại kia kiêu căng cảm giác, khiến người ta nghe được hận không thể quất nàng một bàn tay. Bát giai thảo mộc thần linh, trắng trắng hủy đi, quả thật có chút đáng tiếc. Chúng ta sau cùng cho các ngươi một cơ hội, nhưng muốn chân quý đây. Ta đã từng nghe nói đế tinh bảng đệ nhất, còn vào không được chúng ta trật tự thiên tộc 10 vị trí đầu, không biết thật giả. Vạn tông mức độ giống như rất thấp sao. Lý Nhược Thi không cam lòng lạc hậu. Vì để cho Lý Hạo Thần đạt thành tâm nguyện, nàng cũng rất tốn tâm tư, dùng kế khích tướng. Quả nhiên, các nàng đem Thanh Vân Đại Lục đối kháng, thăng lên đến trật tự thiên tộc cùng Thái Dương Vạn Tông độ cao. Các nàng không quan trọng, nhưng ở đây Vân Thượng Tiên Cung những người tu luyện, vẫn còn có chút xấu hổ. Đại đa số người bọn hắn, rõ ràng vẫn là không quá thói quen, trật tự thiên tộc chó săn cái thân phận này. Các ngươi đừng nói nữa, để chính bọn hắn quyết định. Mặc cảm, cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Cái gọi là thiên cung đệ tử, có thể có lời gì ngữ quyền. Lý Hạo Thần mỉm cười nói. Bọn họ sau lưng, rất nhiều người cười to, đại đa số đều là chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải người. Đây là một loại chế giễu. Lần thứ nhất 3 ván 2 thắng, bọn họ cự tuyệt. Hiện tại tới lần thứ hai, còn cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người, đều rơi vào Lý Thiên Mệnh, Vu Tử Thiên trên thân. Lý Thiên Mệnh đều không nghĩ tới, vấn đề này còn có thể kéo tới trên người mình tới. Không thể đáp ứng, Cố Đào Nhi vội vàng nói. Thiên Mệnh, Long Uyển Oánh hiện tại cũng không biết, hắn tới trình độ nào nữa nha. Oánh Di, 3 ván 2 nếu thắng, ta dám nói, chúng ta có 60% chắc chắn, ngươi tin không? Lý Thiên Mệnh suy tư một chút, hồi đáp. Cái gì, ta một thành đều không có, ta hiện tại đánh không lại tinh tướng một. Phu Tử Thiên quay cuồng, tiến đến Lý Thiên Mệnh bên tai khẩn trương nói. Không có việc gì, không dùng ngươi xuất thủ, ngươi tiếp tục giả vờ là được rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Bên cạnh Long Uyển Oánh trừng to mắt, một mặt thật không thể tin nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, hỏi, ngươi xác định quen thuộc đối thủ 3 cái tài liệu sao? Xác định, 6 thành là khiêm tốn. 3 trong cục, chúng ta trong đó có 1 ván chắc thắng. Còn lại 2 ván, ta cùng Tiêu Tiêu liều ván kế tiếp là được rồi. Nếu như đối phương nguyện ý để cho ta đối phó Long U U, thực không dám giấu giếm, phần thắng của chúng ta là 100%. Lý Thiên Mệnh nói. Đối diện quá xem thường bọn họ. Thật tình không biết, Phô Thiên Chi chiến sau khi kết thúc, hắn cùng Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu tại Tử Diệu Tinh Tử Tiêu chiến trường đại sát tứ phương, toàn bộ giết tiến 10 vị trí đầu. Lâm Tiêu Tiêu đều đánh bại qua, tinh tướng thần cảnh cấp 7 đối thủ. Nàng đối Long Huyết Thần Hoang quen thuộc, càng ngày càng tăng. 3 trong cục, Lý Thiên Mệnh nói đến chắc thắng, là Dạ Lăng Phong đối chiến thức thần tu luyện giả 1 ván. Nếu như hắn đối chiến Lý Nhược Thi, tuyệt đối thua không được. Loại này điều kiện tiên quyết, đối phương muốn thì nguyện ý, để cho mình đối phó Long U U, cái này 2 ván liền đã cầm xuống. Căn bản không tới phiên Lý Hạo Thần xuất thủ. Ta hiểu ngươi ý tứ, đây chính là, ngựa đua, bí quyết, chúng ta dùng, ngựa tốt, thắng, trung ngựa, dùng, trung ngựa, thắng, yếu ngựa. Coi như mình, yếu ngựa, thua bởi bọn hắn, ngựa tốt, thắng được 2 ván là được. Nhưng là, đối phương rõ ràng sẽ chỉ định giao chiến, sẽ không cho chúng ta dùng biện pháp này. Cho nên cuối cùng còn phải chỗ dựa tại đất, ngươi cùng Tiêu Tiêu, bên trong một cái người có nắm chắc, đánh bại Long U U, Lý Hạo Thần sao? Long Uyển Oánh vô cùng nghiêm túc hỏi. Có, cho nên ta mới nói, tổng hợp 60% chắc chắn. Nếu như không phải cái này bát giai thảo mộc thần linh, Lý Thiên Mệnh tin tưởng mình,
đã tại Tử Diệu Tinh, khiêu chiến cùng Lý Hạo Thần một cấp bậc thần dụ công chúa. Oánh Di, đối phương thái độ dứt khoát, hoặc là đến một trận tử thương vô số chém giết, hoặc là hủy đi bát giai thảo mộc thần linh, đừng nói trước phần thắng, chúng ta chỉ hoãn một ít thời gian, vạn nhất kéo tới cái kia bảo bối thành thục, thì không sợ đối phương chém đứt cành lá đến hủy đi nó, đúng hay không? Lý Thiên Mệnh nói, dứt bỏ những thứ này, tại cái này vạn chúng trước mặt, đánh nổ cái này đế tôn chi tử, nói thật, tuyệt đối oanh động thiên hạ. Đây mới là làm cho Lý Thiên Mệnh, chính thức đạt được toàn bộ Thái Dương vạn tông kính trọng sự tình, có lịch sử tính ý nghĩa, cùng hắn đế hoàng thần ý, không mưu mà hợp. Tại bây giờ vạn tông cắt đứt, uể oải dưới cục diện, có thể tại tiểu bối phương diện, đánh tan trật tự thiên tộc, kỳ thật đều có thể cho vạn tông sĩ khí, mang đến ảnh hưởng rất lớn. Tuyệt đối phấn chấn nhân tâm. Ta ủng hộ ngươi, xem bọn hắn ý tứ. Thạch Nham cùng Cổ Kiếm Thanh Xương, lúc này thời điểm cũng đến đây. Lý Thiên Mệnh, ngươi sẽ không phải nóng lòng muốn thử a? Thạch Nham hỏi. Làm sao, ngươi muốn mời chào ta đi Thiên Thần Kiếm Tông, còn xem thường ta? Lý Thiên Mệnh ngửa đầu nói. Ta không phải ý tứ này, ta chỉ muốn nói, ngươi thành đại sự, liền sẽ không bị kế khích tướng hai bên. Đối diện, mãnh thú, đào xong bẫy dập, thì chờ các ngươi tuổi trẻ khí thịnh, đần độn hướng bên trong nhảy đây. Thạch Nham nói. Mãnh thú, tại ta trong mắt, nói không chừng cũng là yếu gà. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Ừm. Thạch Nham có chút ngây dại. Kỳ thật nàng trong ấn tượng, Lý Thiên Mệnh không phải như thế người cuồng vọng. Ngược lại, nàng cảm thấy thiếu niên này xử sự mượt mà, não tử một mực rất rõ ràng. Dạng này rồi rào lòng tin, để cho nàng rất là ngoài ý muốn. Ngươi đến thật, Thạch Nham hỏi. Ừm, cùng ngươi đánh cược, hôm nay ta muốn là không thắng được, ta liền đi ngươi Thiên Thần Kiếm Tông. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt, ngươi phía trên. Thạch Nham đáp ứng lập tức. Nàng cũng không tin, còn có thể cuồng thành dạng này. Nàng và Long Uyển Oánh đáp ứng, hiện tại thì nhìn Cổ Kiếm Thanh Xương. Trưởng giáo, nếu như ta vì Thanh Hồn Điện, thắng được hôm nay mặt mũi cùng sĩ khí, cái này bát giai thảo mộc thần linh, có thể hay không quy ta? Lý Thiên Mệnh trực tiếp mở miệng, không che giấu chút nào. Thua đây, Diệp Đông Lưu ở bên cạnh hỏi. Ta hỏi ngươi bảo sao? Lý Thiên Mệnh theo dõi hắn. Đối mặt cái này hơn ngàn tuổi tu luyện giả, ánh mắt của hắn không có chút nào lui bước. Trực tiếp cây kim so với cọng dâu. Ngươi, Diệp Đông Lưu chưa từng bị tiểu bối dạng này dỗi qua, tâm lý nhanh thức nổ tung. Thế nhưng là vừa nghĩ đây là Thiên Cung đệ tử, hắn có thể làm gì? Diệp Đông Lưu, trưởng giáo quyết nghị, khác cắm lắm mồm như vậy, tránh khỏi ngoại nhân coi là, ngươi là trưởng giáo. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Lý Thiên Mệnh, cha con bọn họ đều giận tím mặt. Được rồi, đừng ầm ĩ. Cổ Kiếm Thanh Xương, để hắn đi. Đối diện Lý Vô Song đều tới, thua hoặc là không chiến, đều lấy không được bảo bối, mà lại hôm nay quan trọng không phải bảo bối, mà là đối phương xâm lấn, khiêu chiến chúng ta phòng tuyến cuối cùng, trà đạp tôn nghiêm. Như có thể đánh bại đối phương, so cái gì đều trọng yếu, liền xem như thua, vạn tông tiểu bối bại bởi đối phương, không cũng rất bình thường sao. Thạch Nham nói. Nàng câu nói này, ngược lại là nói không sai. Cường giả ba ván hai thắng, thua vô cùng nhục nhã, phòng tuyến cuối cùng bị đối phương đánh vỡ, không thể phản kích, sĩ khí ngã xuống. Nhưng là tiểu bối ở giữa tranh phong, cùng Thanh Hồn Điện quan hệ không lớn. Bởi vì, Lý Thiên Mệnh bọn họ đại biểu là Thái Dương Vạn Tông, đối phương không phải Vân Thượng Thiên Cung, mà chính là Trật Tự Thiên Tộc, Đế Tôn Chi Tử. Coi như thua, cũng biết không nhiều ảnh hưởng Thanh Hồn Điện sĩ khí. Phòng tuyến cuối cùng vẫn còn có thể liều chết đánh cược một lần. Nhìn như một dạng, nhưng thật ra là có khác nhau rất lớn. Thạch Nham nói đều đúng, vạn tông đệ tử bại bởi đế tôn chi tử, vốn là rất bình thường. Cho tới nay, đối Thanh Hồn Điện tới nói, cái này bát giai thảo mộc thần linh ý nghĩa, không chỉ ở tại chân quý của nó, càng ở chỗ đây là Thanh Hồn Điện nội địa bảo vật, là ranh giới cuối cùng. Coi như hôm nay cầm xuống, đằng sau cũng có thể bị Thiên Thần Kiếm Tông lấy đi. Được, thắng về ngươi. Không thể không nói, Cổ Kiếm Thanh Xương gia hỏa này tại đại cục diện phía trên, vẫn là có nhất định bá lực. Thạch tướng quân hy vọng ngươi thua, ta hy vọng ngươi thắng, Lý Thiên Mệnh. Cổ Kiếm Thanh Xương không quá khách khí nói. Câu nói này, Thạch Nham cũng không đồng ý, nàng nói, có thể thắng càng tốt hơn, chứng minh ngươi giá trị nghịch thiên, vạn tông người trẻ tuổi. Mấy triệu năm cũng không thắng qua trật tự thiên tộc,
đó là bởi vì bọn họ có trên trăm đế tôn thiên hồn từ nhỏ dẫn dắt, liền Long UU đây không phải Thánh Long Thiên Phú ẩn Long Điện truyền nhân, đều có thể tinh tướng thần cảnh cấp 6, có thể thấy được đế tôn thiên hồn hiệu dụng bao lớn. Ngươi Lý Thiên Mệnh hôm nay, nếu có thể đánh bại đế tôn chi tử, ngươi thì sáng tạo ra trật tự chi địa lịch sử, đủ để tái nhập sử sách, để trăm vạn năm sau người đều biết ngươi. Toàn bộ Thái Dương Vạn Tông, đều muốn lấy ngươi làm vinh. Nói đến đây, nàng đã dõng dạc. Khoa trương như vậy à, cái kia, ta càng đến liều chết nhất bác, Lý Thiên Mệnh cười nói. Không nghĩ tới ý nghĩa trọng đại như thế. Cái này cùng hắn khát vọng, để người trong thiên hạ này, dần dần đối với mình sinh ra niềm tin, dung hội đế hoàng thần ý bên trong ý nghĩ, hoàn toàn nhất trí. Hắn quá cần loại này kinh hãi bạo thiên hạ điều kiện. Mấu chốt là, đây không phải Lý Thiên Mệnh chủ động khiêu khích, mà là đối phương khi bọn hắn là quả hồng mềm, muốn bóp nát bọn họ. Bọn họ chỉ là ứng chiến, phản kháng. Hướng lớn thảo luận, là trật tự thiên tộc đến cửa áp bách, Lý Thiên Mệnh đại biểu vạn tông phản kháng. Dương mi thổ khí, ở đây một lần hành động. Thiên viên Long Tông bị áp chế phẫn uất cùng bất đắc dĩ, đều có thể thông qua một trận chiến này, triệt để phát tiết ra ngoài. Long Uyển Oánh, Yến Nữ Hiệp, Thạch Nham cái này ba nữ tử, tăng thêm cổ kiếm Thanh Sương, toàn bộ bị Lý Thiên Mệnh mãnh liệt niềm tin chỗ cảm động. Có thể thuyết phục bọn họ, để cho mình xuất chiến, bản thân thì không dễ dàng. Nhất là cổ kiếm Thanh Sương. Điều này nói rõ, Lý Thiên Mệnh trong mắt cỗ này nhuệ khí, là có thể cảm động người. Người tại vô thiên chi cảnh không có thua qua, hy vọng lần này, bảo trì ghi chép. Giang Thanh Lưu yên lặng nhìn chăm chú lên bọn họ. Thủ người cảm nhiễm, cũng muốn nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, đánh nhau một trận. Lý Thiên Mệnh nói, hắn vốn không phải nhân vật chính của hôm nay. Là đối diện Lý Hạo Thần, đem hắn đẩy đến vạn chúng chú mục vị trí. Làm cổ kiếm Thanh Sương tuyên bố, đáp ứng đối thủ 3 ván 2 thắng thời điểm, toàn trường xôi trào. Trưởng giáo nghĩ như thế nào? Đây không phải rõ ràng, muốn đem bảo bối đưa cho đối thủ sao? Trăm vạn năm, người nào tại 30 tuổi trước, thì thắng nổi trật tự thiên tộc. Có lẽ Cửu Long Đế Tôn có đi, trải qua sử ghi chép phiên bản nhiều lắm, các loại thuyết pháp đều có. Thanh Hồn Điện mọi người, lâm vào nhất định bi quan tâm tình bên trong. Nhưng, cái này lời vừa thốt ra, lại bi quan đều vô dụng, chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Tối thiểu nhất, một khi thua, không có cường giả chiến bại như vậy mất mặt. Dù sao Lý Thiên Mệnh, chỉ có một phần nhỏ đại biểu Thanh Hồn Điện, hắn thứ một thân phận là Thiên Cung đệ tử. Coi như hắn chỉ đại biểu Thanh Hồn Điện, một cái hai trải tông môn đệ tử, có thể cùng thế lực bá chủ trật tự thiên tộc đối kháng, không phải cũng là một loại vinh diệu. Cổ kiếm Thanh Sương giờ phút này lớn tiếng nói, chúng ta có một cái điều kiện, chúng ta song phương đều ra ba người đệ tử, nhưng là, từ đệ tử của chúng ta, chọn tuyển đối thủ. Không ra Long Uyển Oánh đoán trước, Vân Thiên Khuyết trực tiếp lắc đầu, nói, cái này cũng không thành. Cường giả liền muốn cùng tối cường giả quyết đấu, chúng ta đế tôn chi tử Lý Hạo Thần, chỉ định muốn đế tinh bảng đệ nhất Lý Thiên Mệnh, đám người còn lại, căn bản không có giao thủ với hắn tư cách. Ngoại trừ một trận chiến này, hai người khác, chúng ta muốn tuyển chọn. Cổ kiếm Thanh Sương nói, cái này không có vấn đề. Hai vị khác là Long UU cùng Lý Nhược Thi. Để cho các người xuất chiến ba người đệ tử đi ra. Vân Thiên Khuyết nói. Kết quả là, xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, chính là Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu. Long UU liếc mắt liền thấy Lâm Tiêu Tiêu, nàng hét lên, Hạo Thần ca ca, chính là cái này nữ, trên tay cầm lấy chúng ta tổ tiên Long Huyết Thần Hoang, chúng ta ẩn Long Điện bề bộn nhiều việc trấn áp hiên viên Long Tông, tạm thời không có thời gian đem bảo vật này đoạt lại. Ta hôm nay đánh bại nàng, có thể hay không cướp đi Long Huyết Thần Hoang. Ngươi có thể thử một chút, nhưng liền sợ đối phương, không dám lựa chọn ngươi làm đối thủ. Lý Hạo Thần nói. Nàng chọn UU, Lý Nhược Thi nói. Vì sao? Cái kia gọi là Tiểu Phong đệ tử, mệnh hồn của hắn nghe nói là tam cảnh vương hồn cấp bậc, đối thức thần có ngoài định mức lực sát thương, hắn nhất định sẽ mạo hiểm khiêu chiến ta. Lý Nhược Thi nói. Há, ha ha, lấy trứng chọi đá. Theo đế tinh bảng chi chiến bày ra thực lực đến xem, Long UU vẫn là tương đối xem thường bọn họ. Cho nên nói, cái kia Vô Tử Thiên đúng là cái phế vật, đế tinh bảng thứ hai, suốt liên tục chiến cũng không dám. Thật không biết hắn loại này người, sao có thể suốt ngày cung đệ tử. Lý Nhược Thi cau mày nói. Nàng còn tưởng rằng Vô Tử Thiên lại là cái kình địch đây. Đúng a,
để cho ta trật tự thiên tộc xếp hạng thứ hai Long U U, đối phó một cái đế tinh bảng bài danh thứ bảy vô danh tiểu tốt, đại tài tiểu dụng, giết gà dùng ta thanh này dao mổ trâu. Long U U chu mỏ nói. Lý Hạo Thần nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, nói, được, người bên này không có vấn đề gì, Thi Thi, muốn hơi cẩn thận điểm, nếu như thức thần có chút khó chịu, nhận thua cũng không có việc gì. Hạo Thần ca ca, người yên tâm, ta sẽ không vì linh kiếp tộc cùng trật tự thiên tộc mất mặt. Coi như bị khắc chế, chúng ta cũng không thể bại bởi vạn tông chút ít này mà thế hệ. Lý Nhược Thi ôn nhu nói. Thanh âm tuy nhiên ôn nhu, nhưng ý niệm có thể nói 10 phần mãnh liệt. Trò chuyện ở giữa, bọn họ đã ước định cẩn thận đối chiến trình tự. Trận chiến đầu tiên, trật tự thiên tộc ẩn Long Điện đệ tử, Long U U, đối chiến đế tinh bảng thứ 7, Lâm Tiêu Tiêu. Hai người này tên tương tự, tướng mạo cùng loại, một cái hoạt bát, một cái lãnh đạm, tăng thêm long huyết thần hoang, có phần có trời sinh oan ra cảm giác, tràn đầy chỗ xung đột. Mặc dù là hai cái tiểu nha đầu, nhưng nhìn điểm 10 phần. Thứ hai chiến, trật tự thiên tộc linh kiếp tộc, Lý Nhược Thi, đối chiến đế tinh bảng thứ 4, Tiểu Phong. Thức thần tu luyện giả cùng quỷ thần tộc đối kháng. Rất nhiều người đều cho rằng, đây là thanh hồn điện bên này, duy nhất có, bàn nhỏ dẫn, chiến thắng nhất chiến. Cuộc chiến thứ 3, trật tự thiên tộc đế tôn chi tử, Lý Hạo Thần, quyết đấu đế tinh bảng đệ nhất, Lý Thiên Mệnh. Song Lý chi chiến. Trật tự thiên tộc cùng Thái Dương vạn tông đệ nhất ở giữa quyết đấu. Áp trục. Tiêu Tiêu, người muốn là biểu hiện tốt, ta đều không cần đánh. Trước khi xuất chiến, Lý Thiên Mệnh đối Lâm Tiêu Tiêu nhẹ nhõm cười nói. Tốt a, vậy hôm nay cũng không nhọc đến phiền đại giá ngươi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Tự tin như vậy, Lý Thiên Mệnh kinh dị nói. Làm sao hôm nay tất cả mọi người lòng tin bạo dạp a? Đoán chừng là Giang Thanh Lưu, để tất cả mọi người nhiệt huyết đi. Nàng xem ra, cùng ta tại tử tinh bảng khiêu chiến người kia không sai biệt lắm, đều là ngũ sinh ngự thú sư, bất quá, nàng đối ta miệt thị, so tử tinh bảng vị kia phải lớn hơn vô số lần. Đây là cơ hội của ta, Lâm Tiêu Tiêu nói. Hiển nhiên, nàng não tử là rất rõ ràng. Nói thật, Lâm Tiêu Tiêu tại đế tinh bảng quyết chiến thời điểm, trực tiếp bại bởi vi sinh mặc nhiễm, toàn bộ vô thiên chi chiến, nàng đều không có cái gì đem ra được chiến tích. Ngoại trừ may mắn đạt được long huyết thần hoang bên ngoài, nàng tại hiện trường mọi người trong lòng, quả thực cũng là một cái không người chú ý người đi đường. Hào quang còn chưa đủ Lý Thiên Mệnh một phần vạn. Đối thủ của nàng Long U U, thì là ẩn Long Điện 30 tuổi trở xuống đệ nhất nhân, ẩn Long Điện đệ nhất Long Hoàng chi nữ. Nàng từ nhỏ tại đế tôn thiên hồn phía dưới tu luyện, cảnh giới so thánh Long Thiên Phú Long Lang Lung, đều cao hơn hai giai. Thân là ngự thú sư. Lại chế trụ trật tự thiên tộc vô số thiên tài thức thần tu luyện giả, cùng Lý Nhược Thi không phân thắng thua. Gần với Lý Hạo Thần. Trên thân hai người, vầng sáng, tối thiểu kém gấp một vạn lần. Không khách khí nói, Lâm Tiêu Tiêu ngoại trừ long huyết thần hoang, thân phận, địa vị, thực lực, thiên phú, tại trong mắt người khác không có gì cả. Làm sao so? Long U U rõ ràng đối thủ này, biểu hiện ra không kiên nhẫn cùng ghét bỏ thái độ. Nàng chính là người như vậy, ngậm lấy vững chắc thìa lớn lên, chung quanh đều là ca ca tỷ tỷ. Liên Lý Nhược Thi chiến đấu, đều giống như có nhất định tính khiêu chiến, tối thiểu cái kia gọi Tiểu Phong đối thủ, đánh bại qua, hư không, mà chính mình lại đối mặt một cái hèn mọn đến cực hạn người. Thôi, ta gọn gàng mà linh hoạt thắng được, Hạo Thần ca ca cũng sẽ khen ngợi ta. Tại vạn chúng chú mục bên trong, Lâm Tiêu Tiêu cùng Long U U, đã mặt đối mặt đứng thẳng. Hai người đều đứng tại cái này thanh vân thần mộc phía trên, các nàng có rất lớn chiến trường, đủ để thỏa thích thi triển. Mặc dù nói đối thủ thật không có, mặt bài, mà dù sao có vài chục vạn tiền bối chú ý. Một trận chiến này đối Long U U tới nói, còn có như vậy một chút, khẩn trương. Uy, người đã dám đi lên, đao kiếm không có mắt, nếu không phải bị ta không cẩn thận đánh chết, có thể tuyệt đối đừng trách ta. Long U U giơ cằm, ở trên cao nhìn xuống nói. Lâm Tiêu Tiêu phát hiện nàng và Huy Dạ Thi có chút tương tự. Huy Dạ Thi vừa phía dưới Viêm Hoàng thời điểm, loại kia xem thường người thái độ, chính là cái này bộ dáng. Bất quá, nàng so Huy Dạ Thi xem ra, còn muốn cho người chán ghét một số. Giống. Tại Lâm Tiêu Tiêu sau lưng, hung sát thái cổ tà ma buông xuống. Toàn thân huyết điện quấn quanh nó, có thể nói hung tính 10 phần, cái kia toàn thân gai xương, lân giáp, trắng kiện móng vuốt, lưỡi đao một dạng cánh thịt.
hung tàn bộ mặt cùng răng nanh, đều tràn đầy đánh vào thị giác lực. Khoảng cách gần bị để mắt tới, lòng U hơi hơi ngẩn ra. Có điều rất nhanh, để nàng nhìn thấy thái cổ tà ma trong mắt, đại khái chỉ có 4.200 bên điểm sau thời điểm, nàng nhịn cười không được một tiếng, lẩm bẩm nói, thân là ngự thú sư, chỉ có một cái tứ tinh thần thú, loại này, đơn sơ, đối thủ, ta nhanh 7-8 năm không có đụng phải. Mặt bài quá thấp, muốn không phải long huyết thần hoang, muốn không phải cục diện hôm nay, thì người như ngươi, cố gắng nữa 1.000 năm, cũng không có tư cách làm đối thủ của ta. Long U bĩu môi nói. Đúng vậy à, người thật lợi hại, ta có chút không nghĩ thông suốt, như người vậy thân phận nữ hài, xem ra, giống như cũng không có gì giáo dưỡng. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ừm. Long U nhất thời nhíu mày. Nàng cũng không tin, nàng đây là bị khiêu khích. Giáo dưỡng. Một cái lá xanh giống như không có chút nào tồn tại cảm giác người, dựa vào một lần may mắn đứng tại chính mình đối diện, vậy mà cùng mình nói giáo dưỡng. Long U đương nhiên biết giáo dưỡng. Tại trưởng bối, cùng tầng thứ người trước mặt, nàng khiêm tốn hữu lễ, nghiêm túc chấp nhất, có thụ tốt bình luận. Nhưng đối với một cái không có ý nghĩa địch nhân, nàng tại sao muốn có giáo dưỡng? Người cái miệng này, đầu lưỡi, đừng muốn đi. Vừa mới nói xong, nàng trực tiếp thì động thủ. Nàng đối Lâm Tiêu Tiêu khinh thị, quả thực đến khoa trương cấp độ. Bởi vì cho đến nay, nàng cộng sinh thú đều không đi ra. Càng khoa trương hơn là... Nàng liền binh khí đều không lấy ra, trực tiếp một bàn tay, hướng về Lâm Tiêu Tiêu phiến đến. Không thể không nói, nàng cái này hóa thành một đạo hắc ảnh tốc độ, lại nhanh lại mãnh liệt, phù hợp tinh tướng thần cảnh cấp 7 mức độ. Chỉ là, Lâm Tiêu Tiêu đánh bại qua loại cấp bậc này đối thủ, mà đối thủ kia, tối thiểu thủ đoạn đều xuất hiện. A, à, Lâm Tiêu Tiêu trong tay long huyết thần hoang đột nhiên xuất hiện, 9 nhánh huyết tiễn ở bên người bay múa, huyết long bay tán loạn. Toàn thân huyết sắc lôi đình lập lòe. Thiểu năng trí tuệ nữ nhân. Thái cổ tà ma treo ở thanh vân thần mộc phía trên, khóe miệng treo lên một tia cười lạnh. Đánh cho đến chết. Đã đối phương cho cơ hội, không bắt được, vậy liền thật xin lỗi Lý Thiên Mệnh. Huyết điện hồn bảo. Ầm ầm. Thái cổ tà ma một ngụm máu sắc lôi đình phun ra. Hàng trăm triệu huyết sắc điện xà hội tụ thành làm một cái lôi điện bóng, trong nháy mắt bạo phát. Nó cùng Lâm Tiêu Tiêu đều thuộc về bạo phát tương đương hung mãnh chiến đấu cá thể. Ầm ầm, cái kia so Long U còn muốn lớn hơn mấy ngàn lần huyết sắc lôi điện bóng, cơ hồ trong một chớp mắt thì xuất hiện tại trước mắt của nàng. Một chiêu này thần thông uy lực, quá nhanh, quá hung mãnh, bạo phát quá ác. Mà Long U lúc này thời điểm, khinh trang thượng trận. Nàng chỉ là muốn một bàn tay đập bay Lâm Tiêu Tiêu, gọn gàng kết thúc chiến đấu. Nàng chỗ nào nghĩ đến, trong mắt con thỏ trực tiếp cũng là một đầu huyết sắc hùng sư. Tại cái này vội vàng ở giữa, nàng năm đầu cộng sinh thú thần long, toàn bộ theo cộng sinh không gian bên trong lao ra, toàn bộ dùng thân thể vì Long U chặn cái này nổ tung thần thông. Trong lúc nhất thời thần long rú thảm, điện xà lăn lộn, thần mộc nổ tung, nhìn đến tại chỗ mấy trăm ngàn tiền bối trợn mắt hốc mồm. Mấu chốt là, long huyết thần hoang, đã nổ bắn ra mà ra. Ba nhánh huyết tiễn, hóa thành tốc độ kinh khủng huyết tiễn. Xen lẫn trong huyết điện hồn bạo bên trong. Căn bản thấy không rõ lắm ở nơi nào. Ba mũi tên cùng phát, so với huyết điện hồn bạo nhanh hơn. Long U loại này khoa trương trình độ miệt thị đối thủ, tại cùng cấp bậc đọ sức bên trong, thực sự quá chí mạng. Nhưng cái này thật không thể trách nàng. Lâm Tiêu Tiêu xác thực chưa từng kinh diễm qua. Bây giờ khoảng cách vô thiên chi chiến kết thúc, cũng không có bao lâu thời gian, thái cổ tà ma nuốt thiên hồn trưởng thành. Vượt ra khỏi trật tự chi địa nhận biết. Liền xem như Lý Vô Song, Mạc Thần bọn người, đối nàng đều không có chút nào hiểu rõ. Long U phản ứng, đã rất nhanh. Nhưng, long huyết thần hoang loại này cung tiến binh khí, hắn căn bản chính là nhanh hung ác chuẩn. Lâm Tiêu Tiêu tâm ở bên trong rõ ràng. Thừa dịp đối phương miệt thị chính mình thời điểm, trực tiếp phát động nhất kích chí mệnh, là mình duy nhất có thể, cấp tốc thành lập ưu thế cơ hội. Ba mũi tên cùng phát. Toàn bộ chí mạng. Siêu siêu siêu. Huyết điện dâng trào. Ngoại trừ trong đó một mũi tên, để Long U cộng sinh thú ngăn trở, còn có hai chi mũi tên theo cộng sinh thú trong khe hở xuyên thủng qua đi. Thứ hai nhánh huyết tiễn, để Long U lấy toàn thân chi lực, sử dụng một thanh màu đỏ sẫm chiến kích bổ ra. Giải trừ bộ phận nguy hiểm, nhưng cũng hoảng sợ ra nàng một thân mồ hôi lạnh. Thế mà, còn có thứ ba mũi tên.
phốc phốc, thứ ba mũi tên chính bên trong bụng của nàng. Cái kia kinh khủng lôi đình thần uy, đem nàng trực tiếp đính tại thanh vân thần mộc phía trên, huyết sắc lôi đình nổ tung, tăng thêm thái cổ tà ma cái kia huyết điện hồn bạo uy lực, nhất thời đem toàn thân kiều nộn ra thịt, nổ cháy đen. Chí mạng nhất là long huyết thần hoang, thị huyết long đồ, trật tự thần văn phát huy hiệu dụng. Cái này thứ ba mũi tên tại trong thời gian rất ngắn, điên cuồng hút máu, trực tiếp nuốt lấy long u u tiếp cận 1/8 máu tươi. Cái này khiến nàng vừa mới khai chiến, trực tiếp lâm vào trọng thương trạng thái. Sắc mặt trắng bệch, bờ môi tím xanh. Cả người hoàn toàn mộng. A! À, trong tiếng kêu thảm, nàng dục vọng cầu sinh, để cho nàng rút ra huyết tiễn, cuối cùng dừng tổn hại,